Nói xong, Phong Phi Vân liền nằm thẳng cẳng ở trên cỏ. Hắn giơ lên một bình rượu khác liền chút xuống. Ao ao, có một nửa rót vào trong miệng, có một nửa chảy ra trên mặt. Sáng sớm, sương mù lành lạnh, trên Hàn Đàm có mây mù bốc hơi. Vô sắc vô tướng tỉnh rượu, hắn ngồi lên từ trên thảm cỏ, vội vàng chắp hai tay trước ngực. A-di-đà Phật, mau lại đây giúp ta. Phong Phi Vân vẫn ngồi ở chỗ tối hôm qua như trước. Gấp cái gì? Đi với ta. Sau một canh giờ, trên đỉnh một tòa Phật điện dựng lên thẳng đứng. Vô sắc vô tướng đập bẹp một cái cột cuối cùng, mài ra một tấm biển, điều khắc hoa văn bát bộ thiên long trông rất sống động rồi đưa cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cầm lấy tấm biển, bên trên bề mặt có bốn chữ cứng cáp mạnh mẽ. Nữ thần Tấn Hà. Vô sắc vô tướng bắt ngón tay thành Phật ấn, rồi hỏi. Nàng là ai? Phong Phi Vân treo tấm biển này lên trên Phật điện, sau đó mang theo vô sắc vô tướng đi vào trong Phật điện. Một tòa Phật điện này hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một bức tượng nữ thần, một chiếc đèn Phật đăng. Bức tượng nữ thần này chính là dùng gỗ thần dương điêu khắc mà thành. Nó cứng rắn như sắt, trên bề mặt hiện lên một tầng linh mang, vạn năm không mục nát. Phong Phi Vân liền ngắm nghía pho tượng thần này. Chính hắn mới rồi đã tự tay điêu khắc, nó vẫn đẹp đến cực kỳ lộng lẫy như vậy, cực kỳ có linh tính, tựa như là có được sinh mệnh. Hắn nói, chính là nàng. Vô sắc vô tướng đứng ở một bên, trong lòng hình như có chỗ hiểu ra. Hắn nhẹ nhàng khom người vái một cái, trong miệng tụng niệm Phật văn. Một cỗ Phật lực thuần khiết mà mênh mông liền tràn ngập trong cả Phật điện, những tia Phật lực đều đổ về hướng phía trên bức tượng nữ thần. Pho tượng thần vốn là chất gỗ lập tức như biến thành vàng ròng, tỏa ra Phật mang vạn trượng. Phong Phi Vân có hơi liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Hòa thượng trái lại chẳng phải kẻ ghét các cô nương, cảm ơn người giúp ta làm Phật điện, hôm nào mời người uống rượu. Nhắc tới rượu, sắc mặt vô sắc vô tướng lập tức hơi đổi, tử lượng của hắn xác thật kém đến nguy hiểm, vẻn vẹn chỉ là uống một hớp, liền trực tiếp say ngã chồng kênh. Hắn ảm đạm cười một tiếng, rồi nói. Một ngày nào đó, ta sẽ uống cho ngươi gục xuống. Phong Phi Vân xoay người xuống núi, trong miệng phát ra tiếng cười liên tiếp, tựa hồ là đang cười vô sắc vô tướng không biết tự lượng sức mình. Phong Phi Vân, ngươi đi đâu vậy? Vô sắc vô tướng đứng ở trước Phật điện, áo quần trắng tinh, thần thái trang nghiêm. Ta muốn đi đem tượng của nữ thần Tấn Hà đến mỗi một góc nhỏ của thế giới này. Phong Phi Vân tiếng cười không dứt, càng lúc càng xa. Đỉnh Thái A, trai chủ của ngự thú trai đàn Thanh Tố, vô cùng vui mừng giao một cái hộp phỉ thúy vào trong tay Phong Phi Vân rồi nói. Đây là giải dược của bách túc cổ dược mà sư bá giao để đưa cho ngươi. Còn lão Nico, Phong Phi Vân nhận chiếc hộp phỉ thúy, cũng không có xem xét liền trực tiếp bỏ vào trong giới linh thạch. Sư bá đã viên tịch. Đàn Thanh Tố đáp rất là bình tĩnh. Sanh lão bệnh tử vốn là điều cực kỳ bình thường, bất luận kẻ nào đều sẽ chết. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trên đỉnh Thái A, những cây cổ thụ như con chát long giữa biển mây vạn dặm, đứng ở trên đỉnh núi này, tựa hồ có thể nhìn khắp cả thiên địa. Đàn Thanh Tố mở các phong ấn trong thân thể Phong Phi Vân rồi nói. Tà lực và ma tính trong thân thể ngươi đã được áp chế hơn phân nửa, đã không cần lại tiến hành thử thách ngự thú thanh tâm chú lần thứ 9. Xem ra ngươi gần đây lại được cơ duyên quá lớn. Phong Phi Vân nhếch miệng mỉm cười. Hai tay cánh tay giang ra. Vạn đạo ánh sáng thần kỳ chợt bùng phát, điện quang quay vòng, trong mơ hồ có thể nghe thấy vạn thú nhất tề gầm giống, nện cho giữa những quả núi cao không ngừng vang lên tiếng vọng. Đi tới ngự thú trai này đã hơn một năm, mặc dù tu vi đều bị phong ấn, nhưng mà mỗi một lần tiến hành thử thách ngự thú thanh tâm chú thì lực lượng trong thân thể của hắn sẽ mạnh hơn một phân. Hẳn là đàn Thanh Tố đã lấy tu vi của chính mình để áp chế một cỗ tà khí và ma tính kia trong thân thể Phong Phi Vân. Một phần ân tình này, Phong Phi Vân yên lặng ghi nhớ ở trong lòng. Hắn vốn là một người ân oán phân minh. Đàn Thanh Tố tiếp tục nói. Trong thân thể ngươi tồn tại rất nhiều tai họa ngầm, chỉ đến khi tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới chân nhân thì mới lại có thể hoàn toàn áp chế những tai họa ngầm này xuống. Còn khi chưa đạt tới cảnh giới chân nhân, ngươi hãy nhớ lấy ít sát sinh, làm việc thiện tích đức nhiều hơn, chuyện xấu hoàn toàn không nên đi làm. Nếu như ngươi lại hóa ma lần nữa, tàn sát thương sinh, ta nhất định tự mình xuống núi loại trừ ngươi. Phong Phi Vân cười nói. Đa tạ trai chủ nhắc nhở,
tương lai ngự thú trai chỉ cần có chỗ nào dùng được Phong Phi Vân thì cứ thông báo một tiếng. Coi như ở xa ngoài 10 vạn dặm thì ta cũng sẽ chạy đến trợ giúp một tay. Đàn Thanh Tố gật đầu, liền dắt Linh Tê rời đi. Trai chủ chờ một chút. Phong Phi Vân lấy ra từ trong ngực một phong thơ, do dự một chút rồi vẫn giao vào trong tay cho Đàn Thanh Tố. Thay ta giao cho Nạp Lan. Đàn Thanh Tố mắt nhung cụp xuống, rồi liếc mắt nhìn hắn, nhưng vẫn nhận lấy mà hỏi. Vì sao ngươi không tự mình giao cho nàng? Ta tin tưởng trai chủ trong lòng từ bi, nhất định có thể giải thích thật tốt cho nàng, sẽ không trơ mắt đứng nhìn nàng khóc sưng mắt trước mặt người. Phong Phi Vân đứng ở đỉnh núi, trầm lặng một hồi lâu. Sau đó hắn liền bay dựng lên, vút vào trong biển mây. Lập tức liền biến mất tung tích. Đàn Thanh Tố cầm lá thư trong tay, thất thần một hồi, thật giống như cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay. Hiện tại nàng muốn trả lại cho Phong Phi Vân thì đã muộn, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Phong Phi Vân không có bất cứ lưu luyến gì, trực tiếp rời khỏi ngự thú trai, đi ra cảnh phong khẩu. Trên con đường sạn đạo giữa vực thẳm vách đá, hắn thấy một tăng nhân áo trắng, tay nắm Phật châu, lưng đeo gùi gỗ, tựa hồ đang chờ hắn. Phong Phi Vân thấy vô sắc vô tướng, tỏ ra vài phần kinh ngạc mà hỏi. Đại sư vô sắc vô tướng không tính toán ở lại ngự thú trai thêm một thời gian nữa. Vô sắc vô tướng cười nói. Ngự thú trai tuy là đệ nhất thánh địa Phật môn thần Tấn Vương Triều, nhưng mà bần tăng xem ra đệ nhất thánh địa đích thực cũng chính là trong lòng mình. Hai người đi ở trên sạn đạo, dọc theo con đường núi liên miên mà rời khỏi ngự thú trai. Tương lai có lẽ cũng sẽ không quay trở về. Đi ra khỏi tĩnh phong khẩu, phía trước là hai con đường. Một con đường chạy về phía đông, một con hướng tây. Vô sắc vô tướng đứng ở chỗ ngã ba đường, lên tiếng hỏi. Tương lai người có tính toán gì không? Phong Phi Vân cũng đứng ở chỗ đường rẽ, trong lòng lại trào dâng một cơn chua xót. Đi đâu, hắn cũng muốn biết chính mình bây giờ còn có thể đi đâu. Về nhà, nhưng mà hiện tại Phong gia lại làm cho hắn không tìm được một chút lòng trung thành nhỏ nhoi. Sau khi Nam Cung Hồng Nhan đã chết, Phong Phi Vân phát hiện chính mình thật là ngay cả một điểm để gửi gắm tâm linh đều không có. Trước kia, hắn ít nhất vẫn còn biết chính mình muốn làm gì. Hắn phải cố gắng tu luyện để sau khi tu vi bước lên đỉnh cao, lại trở về tìm Thủy Nguyệt Đình báo thù. Nhưng mà sau khi đã trải qua sanh ly tử biệt, hắn lại hỏi chính mình trong nội tâm, báo thù thật sự có tác dụng sao? Cho dù giết được Thủy Nguyệt Đình, thì nội tâm thật sự liền thỏa mãn sao? Tựa như sau khi hắn báo thù cho Nam Cung Hồng Nhan, trong lòng vẫn là đau khổ, không có một chút niềm vui. Có lẽ, hiện tại điều đích thực cần phải làm là quý trọng người trước mắt. Ta đi hướng đông, ngươi về hướng nào? Vô sắc vô tướng biết Phong Phi Vân giờ phút này trong lòng như sương mù, nhưng mà lại cũng không tưởng rằng có thể đi chỉ điểm cho Phong Phi Vân. Bởi vì hắn biết, Phong Phi Vân chỉ là tạm thời bối rối. Với tâm trí và thiên tư của hắn, chả mấy chốc sẽ thoát ra từ bên trong. Có một số người sẽ đắm chìm trong bối rối, nhưng mà có một số người lại có thể tìm được mục tiêu mới trong cơn bối rối. Ta đi hướng tây. Phong Phi Vân đáp. Hy vọng chúng ta còn có lúc gặp lại nhau. Đến lúc đó ta nghĩ tửu lượng của ta đã rất tốt, đủ để uống ngươi gục xuống. Vô sắc vô tướng cười dài một tiếng, rồi lên tiếng hát vang. Sau đó liền trực tiếp rời đi, không mừng không lo, áo trắng vượt khỏi đời thường. Một bước đi được vài dặm, tức thì liền biến mất trên đường chân trời phương đông. Phong Phi Vân đứng ở ngã ba đường, đưa mắt nhìn theo vô sắc vô tướng rời đi. Bỗng nhiên ánh mắt cứng lại. Hắn nói với âm thanh lạnh lùng. Đi theo chúng ta suốt dọc đường, người đúng là khổ cực, còn không đi ra cho ta. Giữa chốn hoang dã, lặng im không tiếng động, chỉ có mấy con chim sơn tước bị kinh động bay lên. Rầm. Phong Phi Vân sắc mặt lạnh hơn, thân thể nhẹ nhàng vừa động. Hắn triển khai luân hồi tật tốc, đánh xuyên qua một cây thiết bì đường kính hơn 3 thước, làm cho một bóng người yểu điệu phía sau cây bị đánh bay đi ra ngoài. Đến sau khi Phong Phi Vân thấy rõ bóng người kia trên mặt đất, ánh mắt khựng lại mà hỏi tràn đầy kinh ngạc. Là ngươi? Bạch Như Tuyết cũng không ngờ tới tu vi hiện nay của Phong Phi Vân lại đáng sợ như thế. So sánh mấy năm trước thì cường đại hơn gấp trăm lần. Nàng vốn đã cực kỳ cẩn thận, nhưng mà lại vẫn bị Phong Phi Vân nhận ra. Phong Phi Vân, làm sao ngươi kinh ngạc như vậy? Có đúng là ta không chết làm ngươi cảm giác khó có thể tin nổi. Bạch Như Tuyết Tịnh không e ngại Phong Phi Vân, đôi mắt sáng ngời,
hàm răng sáng bóng. Nàng như một cánh hoa trắng tinh bay lên từ trên mặt đất, mái tóc vốn đã bị cạo trụi, hiện nay lại dài ra, màu trắng giống như tuyết. Yêu nữ đệ tứ điện Xâm La Điện, Phong Phi Vân làm sao có thể quên mất nàng. Chỉ là chính mình rõ ràng đã chôn hài cốt của nàng, nhưng lại không nghĩ nàng vẫn còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, nhưng lại trở thành đệ tử ngự thú trai. Phong Phi Vân trực tiếp xuất ra thiên tủy binh đảm, chỉ vào cần cổ trắng nõn của Bạch Như Tuyết, trầm giọng bảo. Cho ngươi một cơ hội nói chuyện. Thiên tủy binh đảm khí lạnh khiếp người, cơ hồ phải làm Bạch Như Tuyết bị đông cứng. Bạch Như Tuyết nói qua một lần toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, cũng không có giấu giếm bất cứ điều nào. Dù sao Nam Cung Hồng Nhan hiện tại đều đã chết, nàng cũng không có cái gì phải giấu giếm. Nói như vậy, tất cả điều này đều là Hồng Nhan sắp xếp. Huyết cấm huyền trạc. Trong lòng Phong Phi Vân giật thột một cái, ánh mắt nhìn về hướng cổ tay trắng như ngọc của Bạch Như Tuyết, quả nhiên hắn nhìn thấy một cái vòng ngọc màu đen, trên đó có khắc ba cái rãnh chứa huyết, ẩn chứa 9 tòa trận pháp. Nguyên liệu để luyện chế huyền trạc cực kỳ đặc thù, rất khó phá hủy. Đây là thủ đoạn Nam Cung Hồng Nhan dùng để khống chế Bạch Như Tuyết. Phong Phi Vân cũng đã bị Nam Cung Hồng Nhan dùng huyết cấm huyền trạc khống chế, sau này tự nhiên là được nàng tự tay gỡ xuống. Nhưng mà điều khiến cho Phong Phi Vân kích động lại cũng không phải bản thân huyết cấm huyền trạc, mà là một giọt máu của Nam Cung Hồng Nhan ở trong huyết cấm huyền trạc. Nam Cung Hồng Nhan chính là chủ nhân của huyết cấm huyền trạc, muốn gỡ xuống huyết cấm huyền trạc thì nhất định phải nhỏ một giọt huyết của nàng vào trong vòng tay. Đương nhiên bên trong huyết cấm huyền trạc, bản thân nó còn có một giọt máu của nàng. Mà một giọt máu tươi này, hiện tại Phong Phi Vân xem ra, quả thực chính là vật báu vô giá. Nữ nhân bị Hồng Nhan đeo huyết cấm huyền trạc, chịu sự khống chế của nàng, tuyệt đối không chỉ có một mình ngươi. Theo ta được biết, mấy vị yêu nữ Xâm La Điện đều mang huyết cấm huyền trạc, hắc hắc. Phong Phi Vân tựa như một người mù, đột nhiên khôi phục thị lực, những bóng tối âm u trước đây bỗng một lần quét sạch sành xanh, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Hắn biết rõ ràng chính mình hiện tại muốn làm cái gì. Đây là một đại thế hỗn loạn, tân đế kế vị, hoàng quyền không yên. Các nơi đều có phản loạn nổi dậy, khói lửa cuốn sạch cả thiên hạ. Không chỉ có tu tiên giới đã long trời lở đất, mà ngay cả thế tục cũng là khói lửa nổi lên bốn phía, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, dân chúng lầm than. Quần long phệ thiên, đại thế này đã thành. Trong đó, có thế lực khổng lồ xưng hùng một chốn, truyền lệnh một phủ, tu sĩ quy phục, làm kiêu hùng trong loạn thế. Còn thế lực nhỏ yếu chỉ có thể phá hoại một thôn một trấn. Chiếm núi làm vua, trở thành giặc cỏ một chốn. Thần Tấn Vương triều đối mặt với một thời kỳ loạn thế xưa nay chưa từng có. Quần hùng cắt cứ, đế quốc sụp đổ, hoàng quyền và pháp luật và kỷ luật đều trở nên không có tác dụng. Khắp nơi đều có thể thấy sự giết chóc, khắp nơi đều có thể thấy máu tươi. Chỉ có dãy núi Thiên Tề vẫn duy trì vài phần yên bình, rất nhiều nạn dân đều chạy trốn về hướng vào sâu trong núi thẳm. Muốn tìm kiếm chốn đất lành thần tiên trong truyền thuyết. Để tránh né trận đại kiếp này. Thế nhưng bọn họ không biết, cuộc tranh đấu giữa các tu tiên giả càng nguy hiểm hơn, càng tàn nhẫn hơn. Rất nhiều môn phái tu tiên đều trong một đêm bị người ta giết sạch cả nhà, chó gà không tha. Những nữ đệ tử tiên môn này sa vào làm kỹ nữ trong thanh lâu ti tiện nhất, nam đệ tử khoác gông sắt, biến thành nô lệ. Đây chính là loạn thế, kẻ mạnh mở thịnh yến, người yếu khóc ai oán. Xuyên qua dãy núi cao chập trùng. Con đường dài 8 vạn dặm đi tới một tòa thành lớn đúc từ sắt thép. Tòa thành chỉ thật lớn nằm giữa chốn núi non trùng điệp, tường thành được xây từ hắc thiết lạnh như băng. Mỗi một khối đều nặng đến 100 vạn cân, xây nên tựa như một dãy núi. Cả tòa thành huyền giải, tựa như một con cua sắt khổng lồ, nằm giữa chốn rừng già hoang vu, làm cho người ta một loại cảm giác bị đè nén khiếp người. Chung quanh mấy ngàn dặm đều hoang tàn vắng vẻ. Không có ai dám đến gần tòa thành sắt thép này một bước. Nơi này thật giống như không phải một chốn để ở lại. Cách thành huyền giải ngoài 500 dặm, liền lập lên một tấm bia đá từ thuở xa xưa, trên đó viết một chữ cấm máu chảy đầm đìa. Tu tiên giả bình thường đi tới nơi này, nhìn thấy một chữ cấm kia thì sẽ sợ đến hai chân run run, sau đó dựa theo đường cũ chạy trở về. Đát đát, một con đại trùng lân cao 5 thước, toàn thân đều phủ lân phiến màu đen, giống hình con cọp. Từ trong cái miệng to như chậu máu thò ra hai hàm răng bén nhọn, tựa như hai hàng hàn kiếm, trên lưng nó mọc ra một đôi cánh đại rực thật lớn phủ lân phiến. Trên cổ cột một sợi xích sắt to như cánh tay.
Một khi nó bắt đầu đi lại, sợi xích sắt liền bị kéo đi gây ra những tiếng sủng xoèng. Có hai người ngồi trên lưng đại trùng lân, một người đàn ông, một nữ nhân. Nam nhân kia có dáng người nổi bật, dung mạo thanh tú không tầm thường, một đôi mắt cực kỳ sáng ngời, nhưng mà hắn lại thấp thoáng có vài phần tà khí. Cánh tay mạnh mẽ nắm lấy xích sắt, bất kể con đại trùng lân kia lắc đầu, dậm chân như thế nào đều không thể khiến cho tay của hắn bị dao động theo. Nữ nhân kia cực kỳ xinh đẹp, da trắng nõn tựa như hoa lê mùa xuân, trong vẻ trắng nõn không tì vết lại có cả vài phần ửng đỏ. Tóc của nàng trắng tựa như bông bạch tuyết mùa đông, nó kết hợp với đôi mắt đen tuyền của nàng đã hình thành sự đối lập rõ nét. Đúng là một cặp tương phản đến như vậy, tóc càng trắng, mắt càng đen. Nàng cũng ngồi ở trên lưng đại trùng lân, ngoan ngoãn ở trong lòng nam nhân kia. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy, giờ phút này trên vẻ mặt lại không có sung sướng gì cả. Nhưng mà nàng lại không dám có nửa phần oán hận, bởi vì chỉ có cực kỳ nghe lời mới có thể giảm bớt đi một chút nỗi khổ. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường nàng, nếu như nàng trở nên hung dữ, tuyệt đối so với kẻ giết người hàng đầu thì càng đáng sợ hơn. Một đôi tay kia mặc dù trắng nõn tựa như mỹ ngọc, nhưng mà cũng thường xuyên bị máu tươi nhuộm đỏ. Đại trùng lân dừng lại ở trước một khối bia lớn có khắc chữ cấm kia, chỉ hơi bất chợt dừng lại rồi liền cứ như thế sải bước về phía trước. Gương mặt một nam một nữ trên lưng đại trùng lân kia cũng không có nửa phần điệu bộ sợ hãi, cứ để cho nó bước đi về hướng thành huyền giải. Nơi này chính là thành huyền giải. Phong Phi Vân mái tóc đen dài như mực, gương mặt lạnh lùng băng giá hiếm thấy. 1700 năm trước, Xâm La Điện hoàn toàn chia tách. Một nhóm tà nhân trong đó đi tới dãy núi Thiên Tề, thành lập lên Đệ Tam Điện Xâm La Điện. Điện chủ lúc này của Đệ Tam Điện Xâm La Điện chính là một nhân vật tài trí mưu lược kiệt xuất, cường giả dưới trướng như mây, thế lực đã sớm trải rộng khắp Thần Tấn Vương Triều. Ông ta thiết lập hơn 100 tòa tu sĩ các, thu nạp tu sĩ kiệt xuất nhất thiên hạ làm việc cho mình, trong đó không thiếu những người thiên tư tuyệt vời, có thể xưng bá trong thế hệ trẻ tuổi. Bạch Như Tuyết chính là đệ nhất mỹ nhân Đệ Tứ Điện Xâm La Điện. Tu vi không tầm thường, tại Đệ Tứ Điện Xâm La Điện có địa vị không thấp. Xâm La Điện mặc dù chia tách thành 10 điện, nhưng mà giữa 10 điện lại vẫn có đi lại với nhau. Cứ cách một đoạn thời gian thì sẽ cử hành thập điện hội võ, cũng chính bởi vì vậy mà nàng đối với 10 điện của Xâm La Điện cũng có hiểu biết nhất định. Yêu nữ 10 điện Xâm La Điện thì có yêu nữ 8 điện đã bị Nam Cung Hồng Nhan khống chế. Ở trên cổ tay bọn họ có mang huyết cấm huyền trạc, Phong Phi Vân nhất định phải thu hồi chúng. Đặc biệt huyết dịch trong huyết cấm huyền trạc. Bạch Như Tuyết đương nhiên là bị Phong Phi Vân mang đi, hắn không thể để cho nữ nhân bụng dạ khó lường này ở lại bên cạnh Nạp Lan Tuyết Tiên, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, đối với 10 điện Xâm La Điện thì Bạch Như Tuyết cực kỳ hiểu rõ, phải nhờ đến sự giúp đỡ của nàng thì Phong Phi Vân mới có thể tìm ra được 7 yêu nữ khác. Phong Phi Vân dọc theo đường đi vừa chạy vừa tu luyện. Bởi vì trong thân thể có lưu lại lực lượng đàn thanh tố. Một cỗ Phật gia linh khí thuần khiết nhất này, đối với việc tăng tu vi lên thì có ích lợi rất lớn. Đến sau khi Phong Phi Vân hoàn toàn tiêu hóa một cỗ lực lượng này, linh khí trong thân thể tăng lên gần gấp đôi. Mặc dù đến lúc đột phá thiên mệnh đệ ngũ trọng còn có một khoảng cách, nhưng mà cũng đã không xa. Đệ nhất mỹ nhân Đệ Tam Điện Xâm La Điện chính là Bích Tiên Tiên, cũng là một nữ nhân thiên tư không tầm thường. Hơn nữa, gia gia của nàng chính là một vị bán bộ cự phách. Có địa vị rất cao tại Xâm La Điện Đệ Tam Điện. Bạch Như Tuyết là một nữ nhân rất thông minh, biết làm thế nào để lấy lòng một người đàn ông. Đó chính là, vào lúc nam nhân muốn nàng nghe lời nhất thì nàng liền ngoan giống như một con tiểu miêu ngoan ngoãn hiền lành. Ở trên giường là như thế, ở dưới giường cũng là như thế. Trên cổ tay của Bích Tiên Tiên, cũng có một cái huyết cấm huyền trạc. Gương mặt Phong Phi Vân có vẻ rất thong dong, đại trùng lân dưới thân đã có chút nôn nóng. Thật giống như nó đã cảm giác được một tòa thành sắt thép to lớn khủng bố này, trong lỗ mũi toát ra hơi trắng, đôi mắt cũng chừng thật sự tròn. Đi vào thành huyền giải, đầy những kiến trúc sắt thép lạnh lẽo, nhưng mà lại không thấy được một người sống. Trên mặt đất có rất nhiều máu tươi, tất cả trận pháp bao bọc thành trì cũng đã bị nghiền nát tan tành hầu như không còn, rất nhiều kiến trúc đều sụp đổ. Những vách tường bằng sắt thép đúc liền bị đánh cho uốn khúc cong queo, tựa như đã thành bánh quai trèo. Trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, vết máu trên mặt đất cũng vẫn còn chưa bị những cơn mưa nặng hạt rửa sạch sẽ, nói rõ những sự giết chóc nơi này đã phát sinh trong vòng 7 ngày. Bạch Như Tuyết trong lòng rung động không sao diễn tả nổi,
trong mắt Nhung mang theo vài phần sợ hãi. Người nào có thể tấn công thành Huyền Giải, nơi này chính là Đệ Tam Điện Xâm La Điện, hang ổ tà đạo bá chủ, nội tình cực sâu. Cho dù là mấy ngàn vạn thần vũ quân, đều không thể công phá được nơi này. Phong Phi Vân cũng hơi nhíu mày, tiếp tục đi sâu vào trung tâm thành Huyền Giải. Vừa đi qua một con phố lớn, tại một diễn vũ tràng lớn như sân đá banh, hắn nhìn thấy những tử thi chồng chất thành một quả núi nhỏ. Trẻ có già có, nữ có nam có, cực kỳ nhìn ghê người. Có kẻ bị chém thành hai đoạn, có người máu thịt lẫn lộn không phân biệt rõ đầu hay chân. Núi thây đã bắt đầu hư thối, có rất nhiều ruồi và quả đen đang ăn máu thịt thối giữa, từ rất xa đã có thể ngửi thấy một mùi tanh tưởi. Tại sao có thể như vậy? Bạch Như Tuyết không thể tin được hai mắt của mình. Tiếp tục đi về hướng phía trước, lại thấy được vài quả núi thây như vậy. Càng đi về hướng trung tâm thành Huyền Giải, thi thể cũng càng lúc càng nhiều hơn. Trong đó có cả thi thể với khí tức khổng lồ, đầu khớp xương đã giống như ngọc thạch. Nó bị đóng đinh vào vách tường sắt thép, máu tươi nhỏ giọt xuống, vài ngày đã trôi qua mà huyết dịch cũng không bị cạn. Rất hiển nhiên thành Huyền Giải đã gặp phải trận công kích thảm thiết, cao thủ trong Đệ Tam Điện Xâm La Điện liên tiếp bại lui, không ngừng rút lui về hướng trung tâm thành. Nhưng mà cuối cùng vẫn không có thoát khỏi kết cục chết chóc, ai nấy đều bỏ mạng đạo tiêu. Có thể thấy kẻ địch của bọn họ tuyệt đối vô cùng cường đại. Trung tâm thành Huyền Giải là một tòa phủ đệ khổng lồ. Nơi này vốn chính là phủ chủ Đệ Tam Điện, vậy mà hiện tại vách tường sụp đổ, đền đài đổ nát, bên trong hài cốt vô số, rất nhiều kẻ trong số đó đều là thi thể với khí tức khổng lồ. Bên ngoài điện chủ phủ đang đặt mấy trăm cỗ quan tài đá, sắp hàng chỉnh tề. Hơn 10 người tu sĩ mặc cản thi bào màu tím đang lục lọi tìm kiếm bên trong đống thây xác này. Một khi tìm được hài cốt cường đại mà đầy đủ, liền cất vào trong một cái quan tài đá, sau đó đậy nắp quan tài lên. Lần này thu hoạch thật sự là không nhỏ, hẳn là có thể luyện ra mấy cỗ thi vương. Một vị thái thượng trưởng lão Tử Minh Thi Động đứng ở bên cạnh một cái quan tài đá, trên gương mặt già nua mà khô quắt không có một chút vẻ hồng hào, tựa như một cái hoạt cương thi xác chết di động. Một ông lão khác vóc người hơi cao hơn một chút cũng nở nụ cười mà nói. May là chúng ta sớm nhận được tin tức, là người thứ nhất chạy tới, nên mới có thể thu được hài cốt cường đại như vậy. Thu hoạch lần này đây, đủ để cho thực lực Tử Minh Thi Động chúng ta gia tăng được một bậc. Cạc cạc, vừa đến loạn thế, liền là thời cơ để người cản thi chúng ta tăng cường thực lực. Tương lai Tử Minh Thi Động chúng ta, nhất định sẽ trở thành đệ nhất tiên môn thần tấn vương triều. Thái thượng trưởng lão Tử Minh Thi Động nói. Đáng tiếc chỉ tìm được hai cỗ thi thể cự phách, các cường giả cấp bậc cự phách khác, khẳng định đều đã bị bắt đi. Đúng lúc này, người cản thi của Tử Minh Thi Động đều quay đầu nhìn về hướng xa xa. Chỉ nhìn thấy một con đại trùng lân đi đến, trên lưng vẫn còn hai người trẻ tuổi đang ngồi. Nam tuấn tú hơn người, nữ cực kỳ xinh đẹp. Tu sĩ Tử Minh Thi Động đều ngừng cánh tay bám đầy mùi thây người chết, ánh mắt ai nấy đều chăm chú nhìn vào gương mặt Bạch Như Tuyết. Đám tu sĩ này cả ngày tiếp xúc với thi thể, lấy đâu ra cơ hội gặp mặt giai nhân vô song như thế, rất nhiều người đều thấy trước mắt sáng ngời. Cạch. Phong Phi Vân ném ra một khối linh thạch lớn như đầu người, rồi nói. Ai nói cho ta biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, một khối linh thạch này liền thuộc về kẻ đó. Linh thạch tỏa ra ánh sáng cực thịnh, lóng lánh chói mắt. Nếu như cắt cẩn thận, có khả năng cắt thành 10 miếng linh thạch, giá trị xa xỉ. Tu sĩ cảnh giới thiên mệnh đều rất ít khi đưa ra nhiều linh thạch như vậy. Những người cản thi này của Tử Minh Thi Động đều nhìn thấy mà đôi mắt sáng ngời. Ngay lần đầu tiên lại liền ném ra một khối linh thạch lớn như thế, kẻ này giàu có lắm đây a. Bọn chúng đều cảm giác được Phong Phi Vân và Bạch Như Tuyết chính là nhân vật anh tài trẻ tuổi của đại gia tộc, tuyệt đối là một con dê béo, hôm nay xem ra cả người cả của, hai thứ đều thu hoạch được rồi. Một người cản thi chừng 20 lai tuổi đi đầu xông ra, ánh mắt trần trụi nhìn chăm chú vào đường cong mê người trên ngọc thể của Bạch Như Tuyết, thật giống như có thể nhìn thấu thân thể của nàng. Hắn lạnh lẽo nham hiểm cười nói. Ta cảm giác linh thạch này không đủ a. Nếu như lại có thêm một số thứ khác, thì có lẽ ta sẽ nói cho ngươi nơi này đã xảy ra cái gì. Vị tiểu ca này, vậy ngươi muốn cái gì a? Âm thanh của Bạch Như Tuyết thật quyến rũ, mềm mại mê người, ngọc thể mịn màng mềm mại, trong sóng mắt tràn ngập khiêu khích, âm thanh mất hồn vô cùng. Cứ như thế làm cho mấy người cản thi ở xa xa đều nghe được mà nóng cả người, trong lòng thầm nghĩ.
nữ nhân này mặc dù vóc người giống như tiên nữ, nhưng mà khẳng định là mụ đàn bà dâm ô. Đợi sau khi làm thịt tiểu tử kia, tất nhiên phải cho nàng lãnh đủ. Người cản thi chừng 20 tuổi kia liếm liếm môi, chỉ cảm thấy mồm miệng khô không khốc, trong thân thể giống như đang bùng cháy một đám hỏa diễm. Từ thân thể nó một mực thiêu đốt đến trong đôi mắt, như thể mắt hắn đều phải phun ra một quầng hỏa diễm. Làm thế nào mà thiên hạ lại có yêu nữ mê người như thế, quả thực cám dỗ làm cho người ta phát cuồng. Ta muốn cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết, đôi chân dài này của ngươi còn làm bộ thuần khiết cái gì? Nam nhân cản thi cất tiếng cười phóng túng, gương mặt vốn phờ phạc vì công việc trở nên có hơi méo mó, hai tay không ngừng xoa xoa. Ta đã hiểu. Bạch Như Tuyết nháy đôi mắt tím một cái đối với hắn, eo thon nhỏ tựa như rắn nước khẽ động, thân như chim yến liền lượn xuống từ trên lưng đại trùng lân với một vẻ thanh tú xinh đẹp nói không ra lời. Chung quanh vẫn đang hiển hiện đám quan tài và tử thi lộ vẻ âm trầm khủng bố, trên mặt đất còn có vết máu chưa khô. So với tiên ảnh trắng tinh thuần khiết không tì vết kia của Bạch Như Tuyết, nó hình thành sự đối lập rõ ràng, làm cho huyết mạch người ta càng căng phồng hơn. Phong Phi Vân ngồi ở trên lưng đại trùng lân nhưng cũng không hề có động tác ngăn cản. Bạch Như Tuyết tựa như một tinh linh trắng tuyền, ngược lại có vẻ yêu mị động lòng người, làm cho người cản thi mặc áo tím kia thật sự không kìm nén được, nửa người dưới đều phải dựng lên như cái lều. Nhưng mà hắn vẫn hít sâu một hơi, bật thốt lên. Mụ đàn bà dâm đãng này. Hắn liền nhào tới. Xoạt, xoạt. Mái tóc bạc trên đầu Bạch Như Tuyết bắt đầu rung động, ở trong không khí phát ra những tiếng xé gió lạnh lùng, tựa như những thanh thiên đao cực nhỏ trực tiếp cắt người cản thi kia thành ngàn lát mỏng, trên mặt đất xuất hiện một đống huyết nhục. Bạch Như Tuyết mái tóc vẫn trắng tinh như trước, gương mặt cũng vẫn cực kỳ lộng lẫy, tựa như một thiên kim đại tiểu thư lên tiếng cười nói. Ngươi không phải là muốn tìm cái chết sao? Tất cả điều này đều phát sinh trong lúc nhanh như chớp giật, mấy ông lão kia của Tử Minh Thi Động vẫn còn không kịp cứu viện, thì người cản thi này liền đã bị xẻ thành mảnh vụn. Giết người tuyệt đối không phải một chuyện vui vẻ gì, bất luận kẻ nào sau khi giết người cũng sẽ không thật là vui. Nhưng mà nữ nhân tuyệt mỹ trước mắt này lại nở nụ cười ngọt ngào, hiển nhiên nàng đã không phải lần đầu tiên giết người. Lớn mật, cũng dám giết đệ tử Tử Minh Thi Động chúng ta. Các ngươi là đệ tử gia tộc nào? Muốn tìm cái chết sao? Một lão già Tử Minh Thi Động lạnh giọng nói. Ánh mắt của lão già này đã đảo qua trên người Bạch Như Tuyết, kỳ thật lão cũng rất cảm thấy hứng thú mỹ nhân khí chất thanh tao này. Lúc trước chỉ là ngại về thân phận nên mới còn không phát tác. Lão vừa mới nhìn thấy Bạch Như Tuyết xuất thủ ra tay, mặc dù tu vi rất mạnh, nhưng mà đánh giá một lượt thì dựa vào tu vi của mình, lão lại vẫn có thể thu thập được nàng. Bạch Như Tuyết liếc nhìn quyến rũ với Phong Phi Vân. Đúng là e sợ thiên hạ không loạn mà cười nói. Ta là nữ nhân của hắn, người hỏi hắn a. Nữ nhân của hắn. Ánh mắt của những tu sĩ Tử Minh Thi Động này lập tức trở nên bất thiện, chúng cẩn thận đánh giá Phong Phi Vân một phen, thấy dẫu thế nào Phong Phi Vân đều chỉ khoảng chừng 20 tuổi. Nếu trẻ tuổi như thế, cho dù tu vi không tồi thì cũng không cao đáng kể. Bọn họ có một vị thái thượng trưởng lão tọa chấn, chẳng lẽ còn phải sợ hãi một tiểu tử tuổi còn trẻ. Ta đây liền làm thịt tiểu tử này, ngươi liền là nữ nhân của ta. Không, là nữ nhân của chúng ta. Một cường giả tu vi đạt tới thiên mệnh đệ nhị trọng mang theo một cây chiến qua cây giáo. Hắn đứng ở ngoài 10 trượng tựa như đang ném mạnh tiêu thương, quăng chiến qua thật mạnh đi ra ngoài. Trên chiến qua có chiến mang đan sen, tia chớp dày đặc tựa như đã biến thành một con điện long. Người cản thi Tử Minh Thi Động luôn không đổi được căn bệnh hết sức xấu xa muốn chết này. Phong Phi Vân lật tay vỗ một trưởng ra ngoài, trưởng ấn dài chừng hơn 10 thước liền đánh bay chiến qua, rồi trực tiếp chụp người cản thi thiên mệnh đệ nhị trọng kia chết dí ở trên mặt đất, chèn ép thành một bánh thịt khá mỏng. Trên mặt đất xuất hiện ra dấu vết một cái trưởng ấn dài hơn 10 thước, sâu đến 2 thước. Những người cản thi của Tử Minh Thi Động đều hít một hơi thật sâu mà lạnh sống lưng. Thế này cũng quá cường đại, chẳng lẽ hắn là một vị vương giả trẻ tuổi của siêu cấp đại gia tộc nào đó? Bọn chúng mặc dù kinh ngạc, nhưng mà tỉnh không e ngại. Dù sao Tử Minh Thi Động chính là thi động truyền thừa từ thuở xa xưa, ngay cả tứ đại môn phiệt thì chúng cũng không coi trọng là bao, huống chi đó chỉ là một đại hình gia tộc. Liên tục hao tổn hai người, khiến cho mấy lão già Tử Minh Thi Động cảm thấy phẫn nộ. Hồng Thi, một lão già tóc bạc xuất ra một con cản thi linh. Nó xoay tròn ở trong không khí,
giống như một cơn lốc xoáy, kéo theo dòng khí lưu trong không khí. Một con chiến thi toàn thân ửng đỏ bay đi ra ngoài. Con chiến thi này toàn thân tựa như một khối sắt đã được nung nóng đỏ, mỗi lần bước đi một bước trên mặt đất đều làm hòa tan bùn đất trên mặt đất, phát ra âm thanh xèo xèo. Một quyền đánh ra, nó mang theo tảng lửa lớn. Nó há mồm rít gào, phun ra thi khí thanh tưởi. Rầm. Phong Phi Vân ra quyền tựa như tia chớp, một quyền này cắt đứt một cánh tay của con chiến thi. Răng rắc, sau đó hắn lại bắn ra một chỉ này xuyên thủng thi phù trên đỉnh đầu chiến thi, rồi cắm thẳng vào mi tâm. Thi phù bị nghiền nát, con chiến thi này liền cũng rơi rụng xuống trên mặt đất. Thi thân văng tung tóe, biến thành một đám bụi bặm. Phong Phi Vân không muốn lại nói thừa với đám người cản thi này. Hắn xuất ra thiên tủy binh đảm, một cỗ đao khí sắc bén quấn lấy tất cả tu sĩ tử minh thi động vào trong đó, mấy chục đạo long hình đao khí trắng lóa lao ra. Phốc, phốc, phốc. Vẻn vẹn chỉ là đạo công kích đầu tiên, liền có 6 người bị đao khí xuyên thủng thân thể mà ngã trên mặt đất. Chỉ còn lại 8 người có tu vi cường đại, nhưng mà 7 người trong đó cũng đã bị thương nặng. Chỉ có vị thái thượng trưởng lão là còn có thể bình yên vô sự. Các tu sĩ tử minh thi động còn sống sót, ai nấy đều thấy tâm thần rung động, thật giống như mới đi qua cửa địa ngục một lần. Mọi người đều vội vàng xuất ra chiến thi của mình để bảo vệ chính mình, cũng không dám khinh thường Phong Phi Vân nữa. Ngón tay xanh trắng của Bạch Như Tuyết nhẹ nhàng vuốt cằm, mắt nhung không ngừng gợn sóng. Nàng cũng không hề nghĩ tới tu vi của Phong Phi Vân lại cường đại như thế. Chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể bộc phát ra uy lực mạnh mẽ như thế cường, thế hệ trẻ tuổi của phương nào có thể địch được. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Sắc mặt thái thượng trưởng lão tử minh thi động cực kỳ khó chịu, vốn tưởng rằng chuyến này sẽ rất thuận lợi, nhưng mà lại không nghĩ tới nửa đường xuất hiện một người trẻ tuổi cường đại như thế. Hắn chém giết một nửa số đệ tử tử minh thi động, điều này làm cho khi về thì lão biết nói năng như thế nào đây? Trên người mấy lão già khác của tử minh thi động cũng có thương tích. Vừa rồi Phong Phi Vân chém ra đao khí rất sắc bén, làm cho hộ thân pháp bảo của bọn họ đều bị chém vỡ dễ dàng. Nếu không phải bọn họ có chiến thi thế thân, giờ phút này đều đã trở thành vong hồn dưới đao. Phong Phi Vân tiếp nhận thiên tủy binh đảm, nói. Không cần hỏi tên của ta, chỉ cần nói cho ta biết là ai tiến công đệ tam điện Xâm La Điện, những người còn lại của đệ tam điện Xâm La Điện đều đi nơi nào. Như vậy là ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Hừ, tiểu tử, ngươi rất trẻ tuổi, cũng quá lớn lối không biết xấu hổ. Vị thái thượng trưởng lão tử minh thi động phất ống tay áo, bên trong lao ra một mảnh tựa như mây khói, bên trong bao bọc 3 cỗ chiến thi hung ác. Trên người chúng đều mặc chiến giáp màu trắng bạc, thi mao toàn thân dày đặc, còn trong đôi mắt chớp chớp những vằn máu đỏ lừ. Vị thái thượng trưởng lão này có tu vi đạt tới bán bộ cự phách sơ kỳ. Còn 3 cỗ chiến thi xuất ra này đều có thể so với bán tôn thi vương, chiến lực cũng có thể chống lại cường giả bán bộ cự phách sơ kỳ. Hống, 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 hống. 3 cỗ chiến thi hiển nhiên đều là lão thi được tế luyện nhiều năm, móng tay như thanh sát kiếm làm từ sắt tinh, hàm răng so sánh người bình thường phải dài gấp 3. Hơn nữa cực kỳ sắc bén, trên mặt hiện rõ đường nét khát máu. Phong Phi Vân vươn vai bay lên, tốc độ thân thể tựa như sao băng truy theo mặt trăng. Thiên tủy binh đảm hóa thành thanh trường thương dài 7 thước, một thương đâm trúng một con chiến thi mà đánh bay nó lên cao, rồi xuyên thủng thân thể của nó. Nhưng mà nó lại chưa chết, đưa tay liền chộp về mặt Phong Phi Vân. Thi khí tanh hôi, mang theo kịch độc. Nếu như người bình thường vẻn vẹn chỉ là ngửi được một cỗ thi khí này thì sẽ thân chúng thi độc mà chết. Nhưng mà Phong Phi Vân ngay cả ma huyết trên người nữ ma cũng dám uống, huống chi là chỉ là thi độc. Rầm. Thiên tủy binh đảm biến thành một mảnh kiếm vũ trắng lóa, hoàn toàn chém giết con chiến thi này. Chiến thi cấp bậc bán bộ cự phách sơ kỳ, ở trước mặt Phong Phi Vân lại giống như đồ chơi, cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực liền đã biến nó thành bụi bặm, thi khí trôi đi hầu như không còn. Trong thế hệ trẻ tuổi làm thế nào lại có hung nhân giống như kẻ này? Chẳng lẽ là ma song thủ sĩ kia của thế tộc Ngân Câu, lại hoặc là người đứng đầu thế hệ mới của thế gia Bắc Minh? Một lão già tử minh thi động lại chảy huyết trên bả vai, trong lòng càng có thêm vài phần sợ hãi. Vị thái thượng trưởng lão kia của tử minh thi động lắc đầu, ánh mắt lo âu mà nói.
không biết thế nào ta lại có cảm giác hắn rất giống là sát tinh đã mất tích hơn một năm kia. Thái thượng trưởng lão nói rất đúng, hắn, một lão già khác hai mắt trừng trừng, nghĩ tới một người trẻ tuổi đáng sợ. Rất nhiều người đều không thể quên thảm án phát sinh một năm trước. Hắn liên tiếp một mạch giết hại, trăm vạn người nằm xuống, máu tươi tụ tập thành một cái hồ máu. Người cản thi của Tử Minh Thi Động cả ngày đều tiếp xúc cùng người chết, tự nhiên không sợ giết người. Nhưng mà muốn bọn họ đi giết trăm vạn người sống sờ sờ thì bọn họ ai nấy đều không làm được. Coi như là kẻ trí ác trí tà trên đời này, khi đánh tới cuối cùng chỉ sợ tinh thần đều sẽ sụp đổ. Chẳng lẽ, thật sự là hắn? Ở trên người của hắn ta cảm giác được một cỗ ý định giết chóc cường đại. Trong thế hệ trẻ tuổi không người nào có thể có được ý định giết chóc cường đại như thế. Trừ hắn ra, không có người khác. Thái thượng trưởng lão Tử Minh Thi Động sắc mặt âu lo. Vốn tưởng rằng hắn đã bị cao nhân đạo môn giết chết, lại không nghĩ cách một năm, hắn lại đi ra. Nếu như truyền tin tức kia ra ngoài, khẳng định rất nhiều người đều không ngủ yên. Phốc! Phò chiến thi thứ hai bị Phong Phi Vân nện một quyền đánh trúng. Đòn đánh xuyên thấu qua thân thể, làm cho thân thể nó chia năm xẻ bảy. Cũng không biết trong một quyền này của hắn ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào. Người chết nên có dáng dấp của người chết. Phong Phi Vân bẻ gãy cổ cỗ chiến thi thứ ba, đá văng nó vào một cái quan tài đá. Hắn ấn chiến thi vào trong quan tài đá, đậy nắp quan tài lên, sau đó một cước đạp cho quan tài đá lún sâu mấy chục thước vào lòng đất, bị lớp đất đá thật dày chôn vùi. Phong Phi Vân đứng thẳng sừng sững, hắn nhặt lên một khối linh thạch to bằng đầu người trên mặt đất, đối mặt một đám người cản thi của Tử Minh Thi Động mà nói. Ta đã đồng ý với một vị cao nhân Phật môn sẽ bớt giết người. Cũng không nghĩ muốn đuổi tận giết tuyệt, các ngươi đừng ép ta. Ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn chăm chú vị Thái Thượng trưởng lão Tử Minh Thi Động. Ở đây cũng chỉ có lão còn có lực lượng có khả năng đánh một trận cùng Phong Phi Vân, mấu chốt là bây giờ lão còn có dám đánh hay không. Những lão già này của Tử Minh Thi Động đều câm như hến, cho tới ngày nay đều không hề nghĩ tới sẽ bị một người tuổi còn trẻ làm cho kinh động sợ hãi, hai chân cũng có hơi không nghe lời sai bảo. Đây chính là sát tinh mới được thả ra à, mẹ nó, ai còn dám trêu. Tử Minh Thi Động với Phong Phi Vân có mối hận cũ, nhưng mà ma tính trong thân thể Phong Phi Vân đã bị áp chế xuống, hiện nay hắn cũng không muốn phạm phải quá nhiều việc giết chóc. Chỉ cần bọn họ không chủ động trêu chọc gây phiền toái, Phong Phi Vân liền sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Vị Thái Thượng trưởng lão Tử Minh Thi Động mặc dù chính là cảnh giới bán bộ cự phách sơ kỳ, là một cường giả tiền bối. Nhưng mà chiến lực cũng coi như tương đương cùng ba cỗ chiến thi kia. Coi như lão xuất ra cản thi bùa chú, cũng tuyệt đối là bại nhiều hơn thắng. Sau khi trải qua nhiều mặt suy tính, cuối cùng lão từ bỏ chống cự, thành thật ngoan ngoãn trả lời những điều Phong Phi Vân hỏi. Chúng ta nhận được tin tức, Tà Hoàng xuất thế, 10 điện Xâm La Điện sẽ lại đại thống nhất. Không lâu sau, đệ thập điện Xâm La Điện, đệ bát điện, đệ thất điện, đệ ngũ điện đều đã bị Tà Hoàng thiếu chủ thu phục. Có chỗ chủ động thần phục, mà có nơi lại thể chống cự. Ví dụ như đệ thập điện liền chống cự ác liệt nhất, nhưng mà hiện tại lại vẫn phải về dưới cờ Xâm La Điện, mà ngay cả điện chủ đệ thập điện đều bị giết chết. Đệ tam điện Xâm La Điện là người thứ năm nhận được thiếp gọi quy thuận. Nhưng mà điện chủ đệ tam điện tài trí mưu lược kiệt xuất, chính là một đời kiêu hùng, tu vi của bản thân càng là cực kỳ uyên thâm, đạt tới thiên mệnh đệ cửu trọng. Lão kháng cự không chịu quy thuận. Chỉ tiếc vẻn vẹn thời gian một ngày thì cả thành Huyền Giải liền bị thất thủ, số người tử thương đạt tới ba thành, những người còn lại đều bị bắt đi, mang về bản bộ Xâm La Điện chịu thẩm vấn. Vị Thái Thượng trưởng lão Tử Minh Thi Động cũng có hơi thán phục, lại nói. Tứ đại hành giả Xâm La Điện, sinh, lão, bệnh, tử, lại xuất thế lần nữa, mỗi một vị đều là hung nhân tà đạo. Ta tận mắt thấy lão tử hành giả đại chiến cùng đệ tam điện điện chủ trong dãy núi. Hơn 10 ngọn núi đều bị đánh sụp đổ, có 3 hồ nước bị lấp đầy. Cuối cùng lão tử hành giả đánh bại điện chủ đệ tam điện, sau đó mang đi. Lão mặc dù chính là cảnh giới bán bộ cự phách, có thể truyền lệnh một trốn. Nhưng mà ở trước mặt những kẻ mạnh đích thực này, lại vẫn là không đáng để ý. Phong Phi Vân tự nhiên biết Tà Hoàng xuất thế, nhưng mà Bạch Như Tuyết lại cũng không biết chuyện này. Nàng hỏi với vẻ cực kỳ kinh ngạc. Tà Hoàng! Chẳng lẽ người nói đến Phong Hoàng đã mất tích gần 2.000 năm? Đúng là Phong Hoàng. Nhắc tới hai chữ Phong Hoàng này, người cản thi Tử Minh Thi Động ai nấy đều khẽ biến sắc mặt. Người bình thường,
nếu như mất tích 2000 năm, khẳng định trên đời này đều không có bất cứ người nào còn nhớ rõ hắn. Nhưng mà uy danh của Tà Hoàng, dẫu 2000 năm trôi qua lại vẫn không tổn hại. Thì ra là Tà Hoàng thiếu chủ phái người chiếm đoạt đệ tam điện Xâm La Điện. Trong lòng Phong Phi Vân trầm tư, 10 điện Xâm La Điện, mỗi một điện có thực lực đều không phải chuyện đùa. Coi như so ra còn kém tứ đại môn phiệt, nhưng mà cũng tuyệt đối so sánh một tòa thiên hầu phủ thì mạnh hơn nhiều lắm, chính là bá chủ trong tà đạo. Thế lực của ba tòa tà điện cộng gộp vào, liền có khả năng sánh ngang với bất cứ một phiệt nào trong tứ đại môn phiệt. Hiện nay Tà Hoàng thiếu chủ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, liền đã chiếm đoạt 5 điện trong đó. Hơn nữa ban đầu hắn đã khống chế đệ nhất điện, nên trên thực tế, Tà Hoàng thiếu chủ đã nắm giữ 6 điện. Bất cứ một phiệt nào trong tứ đại môn phiệt đều không thể so sánh với Xâm La Điện hiện nay. Nếu như thật sự để cho Tà Hoàng thiếu chủ tập hợp Xâm La thập điện lại làm một, như vậy thế lực Xâm La Điện tuyệt đối so với Xâm La Điện trước đây lại càng cường đại hơn. Chỉ sợ đến lúc đó, ngay cả triều đình đều sẽ bị so sánh kém hơn. Nói như vậy Bích Tiên Tiên và mấy yêu nữ khác đều đã bị dẫn tới bản bộ Xâm La Điện. Phong Phi Vân đối với mấy yêu nữ này thì tịnh không quan tâm. Nhưng mà lại quan tâm huyết cấm huyền trạc trên người bọn họ. Chúng ta đi. Phong Phi Vân lại bay lên trên lưng đại trùng lân, Bạch Như Tuyết tự nhiên cũng lại đi theo. Đôi cánh trên lưng đại trùng lân lân vỗ mạnh tựa như một máy xay gió thật lớn, thân thể cao lớn cứ như thế bay vọt lên, phi thẳng vào trời cao. Sau khi Phong Phi Vân rời đi, đám những lão già này của Tử Minh Thi Động liền đều thở phào một hơi, nhưng mà trên mặt bọn họ bỗng nhiên dâng lên một mảnh khí lạnh. Chủ tâm giết người hiện ra trong mắt. Phong Phi Vân lại xuất hiện, việc này nhất định phải lập tức thông báo động chủ, tốt nhất trước khi hắn quay về thần đô thì chặn giết hắn. Đúng, hiện tại Phong Phi Vân mặc dù cường đại, nhưng mà tựa như vây cánh không gió, chỉ cần không có lực lượng thần vương phủ trong tay thì liền cũng không tính là gì. Tử Minh Thi Động ta có rất nhiều cường giả có khả năng giết hắn. Hắn khẳng định là đang tìm người nào đó của đệ tam điện Xâm La Điện. Hiện tại hẳn là đang tiến đến bản bộ Xâm La Điện, trên đường đi có vài chỗ nhất định đi qua, ở đó chắc chắn có thể giết chết hắn. Đi! Thái Thượng trưởng lão Tử Minh Thi Động vội vàng sai người cất các bộ hài cốt đã tìm được vào quan tài đá, sau đó đoàn người liền lập tức rời khỏi thành Huyền Giải. Chúng chạy một mạch về hướng Tây suốt cả đêm, phải mất thời gian 3 ngày mới đi ra khỏi dãy núi Thiên Kỳ. Bọn họ cũng không phải quay về phủ Tây Vực mà là đi vào trong một tòa tử vong đại thành ở bên rìa dãy núi Thiên Tề. Tòa tử vong đại thành ở vào vị trí vùng ven Trung Hoàng Phủ, chính là vị trí tiếp giáp giữa các phủ Nam Thái, phủ Cổ Cương, Trung Hoàng Phủ. Nơi này chính là một vị trí chiến lược quan trọng. Động chủ của Tử Minh Thi Động tạm thời trang bị nơi này thành hành cung, biến thành một điểm chiếm cứ của Tử Minh Thi Động. Lỗ Sư Tổ, làm sao các ngài bị thương, còn có những người khác đâu? Một đệ tử trẻ tuổi của Tử Minh Thi Động ra nghênh đón, đỡ lấy một ông lão bị thương nặng nhất. Vị thái thượng trưởng lão thì trực tiếp đi vào một tòa đại cung âm khí dày đặc, bái kiến Tử Minh Động chủ Tử Minh Vương. Phong Phi Vân lại xuất hiện, mặc dù chỉ là một kẻ tiểu tốt, nhưng mà lại không thể không đề phòng. Tử Minh Vương nằm ở trong một mảnh huyết đàm, lão đang tắm rửa tiên huyết. Những tiên huyết này giống như là những chiếc xúc tua, đang không ngừng hướng tới trong thân thể lão mà chui vào. Phong Phi Vân và Tử Minh Thi Động chúng ta có mối hận cũ. Năm đó Diêm Vương hủ huyết thiếu chút nữa lấy được tánh mạng của hắn. Hiện tại tu vi của hắn còn chưa đủ mạnh, có lẽ sẽ không ra tay đối với Tử Minh Thi Động chúng ta. Nhưng mà với thiên tư của hắn, không đầy 30 năm nữa thì nhất định sẽ bước vào hàng ngũ cường giả tuyệt đỉnh. Hơn nữa trong tay của hắn nắm giữ lực lượng của thần vương phủ, e rằng Tử Minh Thi Động chúng ta là người thứ nhất bị hắn lấy ra khai đao. Tử Minh Vương hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hiện lên một thoáng mỉm cười, hắn nói. Thần Vương Phủ, sau 30 năm, chỉ sợ ngay cả thần Tấn Vương Triều đều cũng không còn, làm sao có thể còn có thần Vương Phủ. Nhưng mà Phong Phi Vân đích thật là đại uy hiếp, nếu như loại bỏ được hắn thì sẽ đỡ được không ít phiền toái, bổ thiên. Trong đại cung nổi lên một cơn gió lạnh phần phật, gió lạnh hội tụ thành một người nam nhân sắc mặt tái nhợt. Hắn liền đứng ở nơi đó. Âm khí trên người cực thịnh, hắn nói. Tại hạ có mặt, vị thái thượng trưởng lão sau khi nhìn thấy nam nhân này, cảm giác toàn thân bỗng nhiên cực kỳ lạnh toát, như thể rơi vào trong hầm băng. Chẳng lẽ đây chính là đại đệ tử bổ thiên của động chủ? Nam nhân này đứng ở chính giữa đại cung, cực kỳ cung kính đối với Tử Minh Vương,
ống tay áo bên trái nhẹ nhàng tung bay, không ngờ hắn chỉ có một tay. Ngươi tế luyện chiến thi, đã đạt tới cảnh giới thi vương chứ? Tử Minh Vương hỏi. Bổ Thiên máy móc gật đầu đáp. Đã sơ bộ đạt tới cảnh giới thi vương, chỉ là còn cần lấy chiến đấu để tôi luyện thì mới có thể thực sự có được chiến lực thi vương. Bổ Thiên vùng ống tay áo lên, từ bên ngoài đại cung lập tức chạy vào một người toàn thân phủ đầy lân phiến. Những lân phiến này đều là lấy huyền vũ thiết để chế luyện, thiết lập được hoa văn trận pháp. Chính là Bổ Thiên tự tay khảm từng phiến vào người nó, nên coi như là linh khí cũng không nhất thiết có thể đánh xuyên qua một tầng lân phiến này. Kẻ phủ đầy lân phiến này hé miệng thét dài một tiếng, trong miệng đã sớm hư thối, thi khí bắt đầu khởi động. Hảo, hiện tại liền cho ngươi một cơ hội tôi luyện thi vương. Không phải là ngươi đã sớm nghĩ muốn đánh một trận nổi danh sao? Đi giết một người, là ngươi có thể nổi danh, hơn nữa tiếng tăm rung động thiên hạ. Tử Minh Vương nói, Bổ Thiên toàn thân đều là khí lạnh, vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, hắn hỏi. Giết ai? Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đang trên đường chạy đến bản bộ Xâm La Điệt, hiện tại ngươi chặn đường giết hắn. Giết được hắn, tiếng tăm của ngươi so với hắn còn lớn hơn nữa. Những lời Tử Minh Vương đã nói vẫn còn chưa nói xong, Bổ Thiên liền đã biến mất khỏi một tòa đại cung này. Một khối thi vương phủ đầy lân phiến kia, đương nhiên cũng đi theo phía sau hắn. Động chủ, Phong Phi Vân này âm hiểm xảo trá, có cần điều động thêm mấy vị cường giả đi theo Bổ Thiên hay không, để đảm bảo không có sai sót? Vị nào thái thượng trưởng lão hỏi. Không cần, Bổ Thiên này không có sai sót. Xâm La Điện truyền thừa từ thuở vô cùng xa xưa. Trong tà đạo có rất nhiều lời đồn đại về chuyện sáng lập Xâm La Điện. Về bản bộ Xâm La Điện cũng đủ cách nói xôn xao. Có người nói bản bộ Xâm La Điện nằm trong một vùng đầm lầy lớn rậm rạp trong phủ cổ cương. Cũng có người nói Xâm La Điện ở chỗ sâu trong thảo nguyên 10 vạn dặm tại phủ Thiên Tâm. Còn có người nói Xâm La Điện kỳ thật liền ở trong đồng Lô Sơn. Nhưng mà bản bộ Xâm La Điện rốt cuộc ở địa phương nào, lại hiếm có người biết. Dọc theo dãy núi Tề Thiên, một mực đi về phía đông, đi thẳng tới cuối dãy núi Tề Thiên, sau đó bước vào phủ cổ cương. Ở trong một vùng thập vạn Hà Sơn mênh mông vô biên vô tận, hẳn là có thể tìm được bản bộ Xâm La Điện. Bạch Như Tuyết cũng chưa hề đi tới bản bộ Xâm La Điện, chỉ là từ các bậc trưởng bối nghe nói truyền thuyết đi đến được bản bộ Xâm La Điện, nên nàng có thể tìm được đại khái vị trí. Bản bộ Xâm La Điện, một mực đều bị đệ nhất điện Xâm La Điện chiếm cứ, có địa vị thần thánh không thể xâm phạm. Không ngờ Xâm La Điện nằm ở trong phủ cổ cương. Trong lòng Phong Phi Vân như có điều suy nghĩ. Phủ cổ cương chính là một phủ bên rìa nhất của thần Tấn Vương Triều, nơi đó có cả rừng cây rậm rạp nguyên thủy nhất của Vương Triều. Ở trong thập vạn Hà Sơn có một nhóm người cổ cương sức lực lớn vô cùng vô tận sinh sống. Người cổ cương có chiều cao thông thường đều vượt qua 3 thước. Trời sinh thần lực, thật thà chất phác, vẫn còn trong thời kỳ cuộc sống ăn lông ở lỗ của bộ lạc Nguyên Thủy. Trong phủ cổ cương có rất nhiều bộ lạc, trong đó bộ lạc lớn nhất lại chỉ có 3 cái. Chúng có được chiến lực không phải tầm thường, binh sĩ hiếu chiến có 100.000 vạn. Trong đó có một chút man nhân cường đại, thân cao 5-6 thước, một tay có thể nhổ lên một tảng đá lớn, gầm lên một tiếng, có thể hù dọa đẩy lui linh thú hung cầm tu luyện 1000 năm. Trung Hoàng Phủ mặc dù được xưng là một phủ khổng lồ nhất thần Tấn Vương Triều, chiếm đất có thể đến 1/3 so với cả Vương Triều. Nhưng nếu mà nói xứ sở mênh mông đích thực, còn phải tính đến Phủ Cổ Cương. Bởi vì Phủ Cổ Cương ở vào ven rìa thần Tấn Vương Triều, dựa lưng vào thập vạn Hà Sơn, quả thực vô biên vô hạn. Cứ một mực đi mãi về hướng đông, cho đến hơn 80 vạn dặm thì mới là Vương Triều khác Ngọc Càn Vương Triều. Giữa thần Tấn Vương Triều và Ngọc Càn Vương Triều cách xa nhau 80 vạn dặm. Một chốn hoang tàn vắng vẻ này, dị thú và linh thú hoành hành khắp các khu rừng cổ hoang vu mênh mông. Đó chính là xứ sở thập vạn Hà Sơn, nhân loại rất ít khi bước vào trong đó. Cho nên thần Tấn Vương Triều liền lưu hành được một câu ngạn ngữ, thần Tấn Vương Triều 8 đại phủ, nhỏ nhất phủ Nam Thái, lớn nhất Trung Hoàng Phủ, cổ cương Man Di so ra lại càng lớn. Ý tứ nói đúng là, phủ nhỏ nhất thần Tấn Vương Triều là phủ Nam Thái, phủ lớn nhất là Trung Hoàng Phủ, mà phủ Cổ Cương thì so sánh thần Tấn Vương Triều càng khổng lồ hơn. Bình thường mà nói, tu tiên giả bình thường của thần Tấn Vương Triều đều rất ít khi bước vào phủ Cổ Cương. Bởi vì người Cổ Cương đều cực kỳ có tính bài ngoại, thậm chí có bộ lạc vẫn còn muốn ăn thịt người.
chỉ có cường giả siêu cấp tu vi đạt tới cảnh giới cực cao thì mới có thể bước vào một vùng khỉ ho cò gáy kia, tiến vào thập vạn Hà Sơn, đi tìm cơ duyên tiên đạo, cổ dược vạn năm bất tử. Dọc theo dãy núi Thiên Tề, một mạch đi về hướng đông. Trong vùng núi có rất nhiều nơi là chỗ hội tụ của dị thú ác điểu khủng bố. Phong Phi Vân đều tránh né mà qua, đi theo đường vòng. Dọc theo đường đi hắn gặp phải rất nhiều tiên phủ sơn môn ẩn giật lánh đời. Có cái phồn thịnh như trước, đệ tử ngàn vạn, có cái lại cực kỳ đổ nát, biến thành một mảnh phế tích. Dần dần, tiên môn càng lúc càng ít, rừng cây cổ thụ rậm rạp trở nên càng lúc càng có vẻ nguyên thủy. Có những quả núi lớn cao gần vạn trượng, người bình thường căn bản vô phương vượt qua. Khi thì có thể thấy được những cây cổ thụ sinh trưởng mấy ngàn năm, cao gần mấy trăm trượng. Chúng giống như một cây thiên tán với những con hung cầm dài mấy chục thước làm tổ ở trên đó. Càng lúc càng tiếp cận phủ Cổ Cương. Người Cổ Cương có tính bài ngoại, cho nên ngay cả các tiên môn cũng không dám thành lập tiên phủ phúc địa của mình ở một mảnh xứ sở này. Làm cho cả một vùng đất đai này đều có vẻ vô cùng hoang vu. Qua, một con hung cầm có cánh dài đến hơn 20 thước, lông chim toàn thân đều là màu đen, mỏ chim giống như kìm sắt. Nó phun ra một mùi máu tanh tưởi, kêu dài một tiếng. Rồi sau đó nó liền xà về hướng Phong Phi Vân đang ngồi ở trên lưng đại trùng lân, muốn biến hắn trở thành thức ăn. Phong Phi Vân vốn ngồi ở trên lưng đại trùng lân để tu luyện, hắn cảm giác được khí tức đập vào mặt mà đến. Thiên Tủy Binh Đảm lên tiếng trả lời liền bay ra, nó hóa thành một cây trường thương, trực tiếp đâm xuyên qua bụng con hung cầm này, nó liên tục ngoáy ngoáy vài vòng ở trong tay rồi liền ném bay đi ra ngoài. Thi thể con hung cầm khổng lồ rơi xuống từ trên bầu trời, ngã vào trong khe núi sâu thẳm. Oa, oa! Nhưng đúng lúc này, từ trong những cây cổ thụ nguyên thủy này lại lao ra một đám lớn hung cầm, đều là loại dài mấy chục thước. Chúng phô thiên cái địa lao thẳng lên trên bầu trời rồi bay đến đây, trong mắt mang theo địch ý mãnh liệt. Đại trùng lân bị những con hung cầm này hù dọa, nó phát ra tiếng gầm giống nôn nóng bất an. Phong Phi Vân tư thế oai hùng nổi bật, hắn trợn mắt đứng lên, tay xách trường thương. Mỗi một thương đều có thể xuyên qua một con hung cầm như thể đóng đinh, ở giữa không trung giết cho chúng đến như có trận mưa máu từ trên trời rơi xuống. Cánh và lông chim bay đầy trời, chả mấy chốc liền đã giết chết trên trăm con hung cầm. Hống, 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 hống. Phong Phi Vân hoành thương đứng thẳng, dừng lại ở giữa không trung, chúng miệng huýt sáo một tiếng. Trên người liền có âm thanh khủng bố của vạn thú rít gào phát ra. Lập tức chấn áp khiến cho cả vùng núi đều trở nên yên bình, lặng ngắt như tờ. Vốn có mấy con hung cầm cường đại muốn nhằm vào Phong Phi Vân mà khởi xướng công kích, nhưng mà sau khi nghe được một tiếng gào thét như thế, chúng liền đều như thể bắt đầu ngủ đông. Vạn thú chiến thể, còn có lực chấn áp cường đại như thế. Nơi này vẫn còn vẻn vẹn chỉ là khúc cuối dãy núi Thiên Tề. Nếu như tiến vào khu vực thập vạn Hà Sơn trong phủ Cổ Cương kia, sẽ gặp phải rất nhiều linh thú và chim lớn càng cường đại hung ác. Đồn đại trong phủ Cổ Cương có con vượn người cao hơn 30 thước thường lui tới. Tay nó tự như một con long chảo, từng chộp một cái là giật đứt cánh tay của một vị thiên mệnh đệ cửu trọng đã lên ngôi cự phách. Lại còn có người thấy một con hồng ngư cao như quả núi lớn, trên lưng mọc ra hai cánh có thể che trời lấp đất, trông rất giống con côn trong truyền thuyết. Bạch Như Tuyết nói với vẻ nghiêm túc. Hẳn đó là hậu duệ của côn. Còn côn đích thực vẫy cánh một cái chính là bay xa 9 vạn dặm. Nhưng con này mặc dù chỉ là hậu duệ của côn, e là cũng có thể nuốt chửng chân nhân. Ở trong một vùng rừng hoang này, nó tuyệt đối xem như cấp bậc vương giả. Phong Phi Vân nói. Phong Phi Vân sai khiến đại trùng lân gập cánh lại, hóa thành một con cọp khổng lồ, trở lại trên mặt đất. Một vùng hoang vu này, thai nghén rất nhiều mãnh thú ác điểu cường đại. Nếu cứ bay trên bầu trời thì dễ biến thành mục tiêu sống. Sẽ lọt vào càng lúc càng nhiều công kích hơn. Sau khi rơi xuống mặt đất, mặc dù tốc độ cứ thế mà đi về phía trước trở nên chậm hơn, nhưng mà cũng rất ít gặp phải công kích. Đi ngang qua 3 quả núi cao chót vót, dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều xào huyệt hung cầm. Bên trong có đầy đủ bạch cốt nhân loại, còn có một chút xương thú, người ta nhìn thấy mà ghê người. Bây giờ còn vẻn vẹn chỉ là ở dãy núi Thiên Tề mà những hung cầm này liền đã cường đại đến đáng sợ. Chúng có thể dễ dàng tha đi tu sĩ cấp thấp khác, mang về xào huyệt, trở thành thức ăn của bọn chúng. Cây cổ thụ mọc dày đặc, cành lá sum suê, không nhìn thấy ánh mặt trời, không khí cực kỳ ẩm ướt. Trên mặt đất,
lá cây tích tụ thành một tầng thật dày, bên trong có đủ loại xà trùng bò qua, lại còn có rất nhiều sinh vật không biết tên. Nhân loại bình thường tiến vào này chốn núi rừng này, không đầy một canh giờ sẽ bỏ mạng. Người cổ cương trời sinh cậy mạnh, hình thể dũng mãnh. Thường có một chút tu sĩ tông môn tà đạo và lái buôn nô lệ bắt giữ bọn họ, sau đó bán đi với giá cao. Có một số người trở thành kẻ điều khiển man thú, đánh xe cho bọn họ, có người sai khiến bọn họ chém giết tìm niềm vui giống như dị thú, rất nhiều người đều bị chết ở trên sàn giác đấu. Mọi người căn bản không coi những kẻ to con đầu óc đơn giản tứ chi phát triển này là đồng loại, mà gọi bọn họ là cổ cương nô. Cho nên người cổ cương đều cực kỳ có tính bài ngoại, có bộ lạc ăn thịt người lại càng phải bắt nhân loại về để ăn sống nuốt tươi. Chỉ có một loại người được ngoại trừ, đó chính là thương đội. Nếu muốn kiếm tiền, vậy nhất định phải có lá gan lớn, những thương đội lui tới tại phủ cổ cương tuyệt đối là thuộc về những kẻ lá gan lớn nhất. Không chỉ có phải đề phòng người cổ cương công kích, vẫn còn có thể bất kỳ lúc nào bị dị thú và hung cầm công kích. Đương nhiên lợi nhuận trong đó cũng rất khả quan. Các thương nhân có khả năng tốn hao một hai cục muối, liền có khả năng đổi từ trong tay người cổ cương ra dị thú có giá trị vượt qua ngàn mai kim tệ, cũng có thể tốn hao một cuộn vải vóc không tính là quá tốt, liền đổi được từ trong tay người cổ cương một cây dược thảo quý báu giá trị 10 vạn mai kim tệ. Phong Phi Vân nói, người với người ở chung, vốn là cần phải tôn trọng lẫn nhau. Đồng dạng là nhân loại, lại bị người khác coi là dã thú thì ai có thể chịu được. Người đã khinh ta là dã thú, ta đây liền chính là dã thú. Phong Phi Vân cũng bị người ta coi là ngoại tộc, nửa người nửa yêu, càng bị người khác gọi là súc sinh, yêu ma, nghiệt chướng. Nếu như các ngươi gọi ta là yêu ma, gọi ta là súc sinh, ta đây liền yêu ma cho ngươi xem, ta đây liền súc sinh cho ngươi xem. Không có được sự tôn trọng, ta cần gì phải tôn trọng ngươi? Bạch Như Tuyết La Sam mềm mại, âm thanh yêu kiều, nàng mở miệng nói. Ra khỏi một vùng núi non trùng điệp này là đoạn cuối của dãy núi Thiên Tề, có thần vũ quân đóng quân ở đó, thành lập Cương Môn Quan. Muốn đi vào phủ cổ cương, nhất định phải đi qua Cương Môn Quan. Sau khi xuyên qua trong rừng già 4 ngày, rốt cục mọi thứ trở nên thoáng đãng, đã thấy được người ở. Cương Môn Quan, xây dựng từ lúc thần Tấn Vương Triều mới thành lập. Ban đầu là để phòng ngừa có kẻ đi bắt người cổ cương, do đó phát sinh xung đột và bạo loạn. Nhưng mà về sau, có người lấy số tiền lớn hối lộ thống lĩnh thần vũ quân đóng tại Cương Môn Quan, làm cho việc cai quản nơi này trở nên càng lúc càng rời rạc. Hiện tượng đi săn bắt cổ cương nô lại có dịp phát sinh, nhưng mà căn bản không có thần vũ quân quản nữa. Lâu ngày, Cương Môn Quan liền biến thành chiến quan để chống đỡ cổ cương tộc bạo loạn. Đương nhiên vào thời kỳ hòa bình, người cổ cương nơi này với nhân loại vẫn có khả năng sống chung hòa bình. Tại Cương Môn Quan tùy ý có thể thấy được người cổ cương mở quán bán gia thú và dược thảo, cũng có thể thấy tu sĩ nhân loại đang cò kè mặc cả. Cương Môn Quan là một tòa quan ải khổng lồ, tường thành liên miên mấy trăm dặm, tựa như một dãy núi đen xì vắt ngang ở nơi này. Càng là đi về hướng đến gần sát cổng thành, liền càng có thể cảm nhận được một cỗ khí thế mạnh mẽ mà đồ sộ phủ kín mít nơi này. Đi vào Cương Môn Quan, cũng không có thấy thần vũ quân gì, chỉ có thể nhìn thấy trên một cánh đồng bát ngát. Tất cả đều là gánh hàng rong trải chiếu, tựa như một cái chợ trao đổi hàng. Có rất nhiều người đều giao dịch với nhau ở trong một chốn các hàng rong này, trong đó không thiếu một vài đệ tử thế gia quần áo gọn gàng, hay là cường giả tiên môn có tu vi uyên thâm. Có khi là người cổ cương thân cao hơn 3 thước mở quán, trên chiếu đang đặt ra lông dị thú, các loại đá hiếm quý. Còn có một số cái sừng to như thùng nước, chủy thủ dài như răng thú, cũng hoặc là từng bó dược thảo. Cũng có tu sĩ nhân loại đang mở quán, đang đặt những thùng muối ăn lớn, vải vóc, bảo binh, v.v. Các quầy hàng nơi này đều cực kỳ đơn sơ, mặc dù là quầy hàng tốt nhất đều vẻn vẹn chỉ là có thêm mấy cái giá gỗ, căn bản không ai xây cất cửa hàng và phòng ốc ở chỗ này. Đến lúc Phong Phi Vân và Bạch Như Tuyết cưỡi đại trùng lân đi vào Cương Môn Quan, đã là đang lúc hoàng hôn. Canh chừng thấy sắc trời đã muộn. Rất nhiều người cổ cương mở quán đều bắt đầu thu thập hàng hóa trên quầy hàng, buộc ở trên lưng kỳ ngưu khổng lồ, sau đó rời đi rất nhanh. Những tu sĩ nhân loại này, tất cả cũng bắt đầu đóng gói hàng hóa thương phẩm rồi vội vàng rời đi. Vẻn vẹn chỉ nửa canh giờ, cái chợ vốn vẫn còn kín người hết chỗ với nhau liền vội vàng di chuyển bỏ chạy, trên mặt đất ngay cả một cái chiếu cũng không còn thấy nữa. Đại Trùng Lân đi tới bên cạnh một ông lão mặc lam bào đang thu thập đồ.
Phong Phi Vân từ trên lưng đại trùng lân nhảy xuống rồi hỏi. Lão trưởng, xin hỏi một phen, những người này vì sao đều vội vàng rời khỏi đây? Ông lão này thấy có người nói chuyện với mình, vốn còn có chút đề phòng. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Phong Phi Vân coi như là dung mạo thanh tú không tầm thường, tuổi vẫn còn trẻ, hơn nữa bên người lại mang theo một nữ nhân xinh đẹp, không giống như là kẻ xấu tà đạo, liền hơi chút buông lỏng cảnh giác, lão đáp. Khi trời tối, ai còn dám ở lại chỗ này, vạn nhất gặp phải dị thú công thành, hoặc là bộ lạc khổng lồ nào đó xông vào quan ải, thì sẽ chết ở chỗ này. Phong Phi Vân như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn đã sớm nghe nói sau khi cảnh phong đại trí sư của Phụng Thiên Bộ bị chết, Thiên Vu thần nữ trở thành lãnh tụ tinh thần của Phụng Thiên Bộ, phủ Cổ Cương liền trở nên rất không yên ổn. Ba đại bộ lạc giao chiến không ngừng, rất có thể đã họa đã lan đến Cương Môn Quan. Trong thập vạn Hà Sơn của phủ Cổ Cương, linh thú ác điểu đều rất hung dữ mãnh liệt. Sau lúc trời tối, chúng hoạt động càng thường xuyên hơn, rất nhiều linh thú cường đại, thậm chí còn đi đến công kích Cương Môn Quan. Đó cũng là nguyên nhân vì sao một tòa quan ải lớn như thế, lại không có bất cứ một tòa phòng ốc nhà cửa nào. Thậm chí ngay cả một gian giống như dạng cửa hàng đều cũng không có. Bởi vì coi như xây dựng phòng ốc ở nơi này, đều có thể trong một đêm bị san thành đất bằng. Những tu sĩ này, đều là từ ngoài vạn dặm mang theo thương phẩm đến đây mưu cầu của cải. Bọn họ rốt cuộc không có khả năng đều rời khỏi đây chứ. Phong Phi Vân hỏi. Ông lão đáp. Sau lúc trời tối, tất cả mọi người sẽ chạy đến khách sạn linh vực cách xa hơn 200 dặm. Sau khi nghỉ qua một đêm ở nơi này, ngày mai trời vừa sáng lại tiếp tục đến nơi này mở quán. Chẳng lẽ khách sạn linh vực cũng sẽ không bị linh thú ác điểu công kích? Phong Phi Vân hỏi. Ông lão này có hơi kinh ngạc nhìn qua Phong Phi Vân một chút, sau đó hỏi. Tiểu ca, ngươi là lần đầu tiên đến Cương Môn Quan hả? Phong Phi Vân gật đầu. Vậy liền khó trách ngươi ngay cả cái tên khách sạn linh vực cũng không biết. Ở trong một vùng 1.8 vạn dặm này, khách sạn linh vực tức là chỗ an toàn nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Chỉ cần an phận thủ thường một chút, bỏ ra tiền tài nhiều hơn một chút, thì hỏa kế đại gia của khách sạn linh vực sẽ cho ngươi vị trí để dung thân một đêm. Ông lão mặc lam bào này đã thu thập xong hàng hóa thương phẩm, buộc chặt ở trên lưng hai con kỳ ngưu. Phong Phi Vân cười nói. Một hỏa kế, hầu bàn, khách sạn, cũng có thể được xưng là đại gia. Lão bản nương khách sạn linh vực có nuôi một con chó sồm, bán bộ cự phách thấy đều kêu một tiếng cẩu ra. Ông lão mặc lam bào thấy Phong Phi Vân có hơi không đồng tình, vì vậy liền nói tình ý sâu xa. Đến khách sạn linh vực, tốt nhất hạ thấp tư thế, an phận thủ thường. Nếu không chỗ tránh gió tốt nhất sẽ biến thành nơi khiến người tử vong dọa người nhất. Sắc trời càng tối sầm. Trong không khí nổi lên những cơn gió lạnh lẽo, giống như là thú lớn trong núi đang rít gào. Phong Phi Vân vâng một tiếng, sau đó liền lại bay lên rồi rơi xuống trên lưng đại trùng lân. Cùng với ông lão mặc lam bào, hắn cũng vội vàng đi về hướng khách sạn linh vực cách đó hơn 200 dặm. Bầu trời tối đen thật sự nhanh, giữa dãy núi có gió mát hiu hiu thổi, xa xa có tiếng thú gầm khiếp người vọng đến, làm cho người ta có một loại sợ hãi lạnh sống lưng. Đi ngang qua một con đường núi chật hẹp, chỉ thấy trên vách đá có xích sắt treo những bộ xương thú khổng lồ. Mới chỉ là những đầu lâu mà có cái đã lớn như phòng ốc. Trên đầu khớp xương bập bùng cháy ngọn lửa cốt hỏa, nó tản mát ra khí tức khủng bố. Đây tuyệt đối là hài cốt của một con linh thú ngàn năm, có lẽ đã treo ở nơi này đến mấy trăm năm. Dần dần, phía trước có ánh lửa truyền đến. Trên một mảnh đất trống đã dựng lên vô số lều trại. Có thương nhân quần áo đẹp đẽ, cũng có không ít đệ tử tiên môn, còn có một chút kẻ độc hành với tu vi cường đại. Có lều trại mà trên đó vẫn còn treo dấu hiệu hiệu buôn nào đó, có một đội hộ vệ mặc áo giáp bảo vệ cho lều trại. Vốn vừa rồi những tu sĩ này và người Cổ Cương mở quầy bán hàng tại Cương Môn Quan, tất cả cũng đã đến nơi này. Trong số bọn họ rất nhiều người đều chỉ có thể đặt chân tại những nơi khá xa, không có lều trại, chỉ có thể ngồi xuống đất mà khoanh chân xếp bằng. Có một chỗ rất chật giao cho bọn họ cư trú. Phong Phi Vân có hiếu kỳ hơn một chút, hắn dò hỏi. Tại sao bọn họ không mở quán giao dịch ở chỗ này, ngược lại chạy đến Cương Môn Quan? Dám âm thầm giao dịch ở trên địa bàn khách sạn linh vực, kẻ nhẹ sẽ bị chặt rơi hai tay, kẻ nặng bị ném vào xà trì cho mãng xà ăn. Ông lão mặc lam bào nói. Phong Phi Vân được giải thích, đúng vậy, khách sạn linh vực vốn chính là địa phương buôn bán.
ngươi nhận được sự che chở của nó thì cũng thôi, nếu như còn dám đoạt chuyện làm ăn kiếm tiền của nó, đây không phải đang tìm chết. Những người này số lượng đông đảo, không chỉ có là thương nhân cùng tu sĩ qua đường, còn có một chút người cổ cương đều qua đêm ở chỗ này. Liếc mắt nhìn lại, sơ lược phán đoán một phen thì đại khái có trên vạn người. Mà cái này vẫn còn là tính toán sơ lược nhất. Khách sạn Linh Vực mặc dù không phải khách sạn nhỏ, nhưng mà cũng không có khả năng chứa được nhiều người như vậy, chỉ có đại nhân vật đích thực có thân phận và địa vị mới có thể vào trong khách sạn mà ở. Những người khác liền chỉ có thể xài tiền mua một mảnh đất trống nho nhỏ ở bên ngoài làm nơi nghỉ ngơi tạm thời, chờ qua một đêm ở chỗ này. Đương nhiên đất trống nơi này cũng không rẻ, mỗi một thước vuông đều sẽ phải chi ra 10 mai kim tệ, tương đương với 10 vạn đồng tiền, có thể để cho một người bình thường dùng 10 năm. Mà đó còn chỉ là giá cả những chỗ bên ngoài, càng gần khách sạn Linh Vực, giá cả cũng càng đắt. Lúc này, một người tiểu đồng mặc quần áo vải xanh, đầu đội mũ quả dưa, tay cầm một cây ngọc xích đốt đèn lồng đi đến. Tiểu đồng này đi đứng nhẹ nhàng, ngẩng đầu ưỡn ngực, trong đan điền thai nghén ra những ánh vàng rực rỡ sáng quắc. Dọc đường đi tới, có rất nhiều tu sĩ đều đứng lên, mặt mày tươi cười đón chào, miệng hô. Hỏa kế đại gia. Vị tiểu đồng này đi tới trước mặt ông lão mặc lam bào, cười hỏi. Lâm lão, tối nay tính toán mua bao nhiêu đất trống nghỉ ngơi đây? Ông lão mặc lam bào đưa ra một cái túi vàng, bên trong vừa vặn là 200 mai kim tệ, nặng trịch. Tiểu đồng kia gật đầu, tựa hồ đã sớm biết rõ ràng. Hắn nhận lấy túi vàng, liền dùng cái ngọc xích trong tay của hắn, tại vị trí bên ngoài cùng vẽ một khu vực áng chừng 20 cái mặt bàn. Ông lão mặc lam bào dắt hai con kỳ ngưu chất đầy hàng hóa kia đi vào bên trong khu vực không lớn, hàng hóa tựa như hai quả núi nhỏ, dỡ ra làm cho mảnh đất rộng áng chừng 20 cái mặt bàn bị chật ních. Ông lão mặc lam bào chỉ có thể ngồi ở trên đỉnh chóp đống hàng hóa. Phong Phi Vân liền đứng nhìn ở một bên, trong lòng cảm khái. Người buôn bán làm ăn muốn kiếm tiền cũng không dễ dàng, người khác chỉ nhìn thấy lúc người uống rượu ăn thịt, lại không ai biết đến lúc người bôn ba màn trời chiếu đất ở bên ngoài. Tên tiểu đồng kia nhìn chăm chú vào Phong Phi Vân, sau đó lại nhìn một chút Bạch Như Tuyết ở một bên. Nhưng mà nhanh chóng liền rời ánh mắt đi, cũng không ham mê. Ánh mắt có hơi nhíu lại, hắn hỏi. Hai người các ngươi muốn mua đất trống lớn tới đâu? Phong Phi Vân cười nói. Mang theo một nữ nhân xinh đẹp ra ngoài, làm sao có thể để cho nàng ăn ngủ ở bên ngoài trời? Chuẩn bị cho ta một gian phòng hảo hạng. Người dám đến Cương Môn Quan làm việc buôn bán. Phần lớn đều có vài phần tu vi, thính lực tự nhiên không tồi. Cơ hồ đều nhìn lại về hướng Phong Phi Vân, thiếu niên này từ đâu đến, khẩu khí thật sự là không nhỏ. Sau khi bọn hắn đưa mắt nhìn sang dung nhan tuyệt sắc của Bạch Như Tuyết, lập tức liền thoải mái hơn. Mang theo một nữ nhân xinh đẹp như hoa như thế ra ngoài, coi như là bọn họ đều sẽ thương hương tiếc ngọc, không đành lòng để cho nàng ăn ngủ ở trên cánh đồng bát ngát này. Nhưng, mấu chốt là muốn mở cửa một gian phòng tại khách sạn Linh Vực, thì giá cả kia đâu phải là người bình thường có thể chấp nhận được. Lại là một đệ tử thế gia muốn làm bộ, định trước mặt mỹ nhân khoe khoang của cải của mình. Xem đi, đến lúc hắn biết giá cả một gian phòng tại khách sạn Linh Vực sẽ phải bỏ ra bao nhiêu, khẳng định mặt đều sẽ tái mét. Nhưng mà nàng kia đích xác rất đẹp, nếu như có thể hưởng một đêm xuân cùng nàng, coi như táng ra bại sản thì cũng đáng. Bạch Như Tuyết tuyệt đối là một yêu tinh, mắt nhung không ngừng gợn sóng, âm thanh dịu dàng mà nói nũng nịu. Chỉ thuê một gian sao? Vậy ngươi cho rằng phải thuê mấy gian? Phong Phi Vân hỏi. Lòng của phụ nữ nghĩ, vĩnh viễn đều không phải nam nhân có khả năng thấu hiểu được. Nếu không thì thuê bao cả khách sạn Linh Vực đi. Bạch Như Tuyết cười nói. Vậy thì liền bao hết đi. Phong Phi Vân xem ra cũng rất tùy theo ý nàng. Ở bên ngoài, nữ nhân làm cho nam nhân nở mày nở mặt. Đồng dạng, nam nhân cũng có thể thỏa mãn ý muốn hư vinh của bọn họ. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều phù phù. Cười một tiếng, liếc mắt nhòm ngó Phong Phi Vân giống như kẻ loạn trí. Rất lớn lối không biết xấu hổ, lại còn tuyên bố phải thuê bao cả khách sạn Linh Vực. Rất nhiều đệ tử thế gia đi ra ngoài rèn luyện, đều chỉ có thể dựng lều trại ở bên ngoài, trên mặt hiện lên vẻ mỉa mai. Hắn cho rằng nơi này là những khách sạn ở nơi khác. Muốn thuê bao liền bao hết, nếu như tại nơi khác, ta cũng có thể trực tiếp thuê bao cả 10 cái khách sạn. Nhưng mà ở chỗ này, ta chỉ có thể nói, ha ha. Tên tiểu đồng kia cười cười, rồi nói,
Phòng trống của khách sạn linh vực có thể cũng không nhiều lắm, chỉ còn lại có 7 gian. Có 2 gian là phòng thượng đẳng dãy chữ thiên, 100 miếng linh thạch một gian là có thể ở một đêm. Còn có 3 gian là xương phòng dãy chữ địa, 50 miếng linh thạch một gian. Còn lại 3 gian là xương phòng dãy chữ nhân, 10 miếng linh thạch một gian. Vị công tử này, người xác định muốn thuê toàn bộ, tổng cộng là 380 miếng linh thạch. Giá cả này đích xác rất dọa người, 100 miếng linh thạch có thể so với của cải tích lũy cả đời của một vị bán bộ cự phách. Nhưng mà ở chỗ này chỉ đủ để ngủ một buổi tối. Trên mặt rất nhiều tu sĩ đều hiện lên nụ cười, muốn nhìn thấy Phong Phi Vân bị bêu xấu, đều cảm giác sau khi Phong Phi Vân nghe được giá cả này thì sẽ bị hù dọa đến ngây người ra. Sao rẻ như vậy? Phong Phi Vân liên tiếp lấy ra từ trong giới linh thạch hai khối linh thạch to như chậu nước rửa mặt lớn, ánh sáng chói mắt, tựa như hai vì sao lóe ra trong bầu trời đêm, làm cho ánh mắt của rất nhiều người đều phải lóa mắt. Hai khối linh thạch lớn như vậy, đã đủ để cắt ra 400 khối linh thạch. Không cần trả lại, đưa đại trùng lân của ta đến phòng trong dãy chữ nhân, bày cho nó mỹ vị dã thú tốt nhất. Bạch Như Tuyết cũng không nghĩ Phong Phi Vân lại có nhiều của cải như vậy, thuận tay liền ném ra hai khối linh thạch lớn như vậy. Nhưng nàng không biết, chỗ này chẳng qua chỉ là của cải không đáng kể trên người Phong Phi Vân. Tất cả mọi người cả kinh như hóa đá, trợn mắt há hốc mồm. Mẹ ơi, đây mới là phát tài a, thần tài từ nơi nào đến, tiện tay liền ném ra mấy trăm miếng linh thạch, đôi mắt cũng không chấp lấy một cái. Đương nhiên trong đó cũng có người mang theo vẻ tham lam trong mắt, cùng cách nhìn Phong Phi Vân giống như là đang nhìn một kho báu di động. Nếu không phải khách sạn linh vực cấm chỉ giết chóc, bọn họ hiện tại chỉ sợ đều đã động thủ. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, trực tiếp đi về hướng tới khách sạn linh vực. Từ phía sau truyền đến âm thanh ồn ào của mọi người đang sôi nổi bàn luận. Tiểu tử này rốt cuộc là ai a? Mở đầu liền vung tay quá chán như thế. Thế hệ trẻ tuổi cả thần tấn vương triều, chỉ sợ cũng không có mấy người làm được. Chẳng lẽ là người đứng đầu thế hệ mới thế gia Bắc Minh là Bắc Minh Phá Thiên, lại hoặc là thiên tài vô song kia của thế tộc Ngân Câu? Ta cảm giác được rất giống là thiên tài vô song kia của thế tộc Ngân Câu. Cũng chỉ có thế tộc Ngân Câu mới có thể giàu có giống như thế này. Nếu như thật sự là hai kẻ hung nhân này của thế hệ trẻ tuổi, các ngươi có lẽ chú ý đừng đánh hắn, cẩn thận kẻo lại dâng mạng ở trong tay hắn. Mọi người đều cùng gật đầu. Nghe nói hôm nay thống lĩnh giữ ải cương môn quan, Quách thần tướng thần Vũ Quân sẽ đến khách sạn linh vực. Dưới trướng Quách thần tướng chính là có mấy trăm vạn thần Vũ Quân, có thể so với vương hầu một chốn. Vào ngày cuối cùng mỗi tháng đều sẽ đến khách sạn linh vực, thật thú vị, hiện tại khách sạn linh vực bị tiểu tử này bao trọn, khiến cho Quách thần tướng nghỉ ngơi ở đâu bây giờ. Cái này có trò hay nhìn, với tính tình của Quách thần tướng, sợ là sẽ giết người. Khách sạn linh vực, trong một gian phòng bí ẩn, nơi này trang sức hoa lệ, khắp nơi là linh hoa màu hồng phấn, lộng lẫy tựa như một tòa hoàng cung. Một con chó sổm lông trắng như tuyết, tựa như một đám bông đang nằm ở giữa những lớp cánh hoa linh hoa thật dày. Một đôi mắt đen tròn vành vạnh chớp động tỏa ra ánh sáng mang nhân tính. Đột nhiên nó hướng về một góc hôn ám mà kêu hai tiếng. Gâu gâu! Một người tiểu đồng tay cầm ngọc xích đi ra từ trong góc, cung kính vái một cái đối với bên trong rồi nói. Lão bản nương, khách sạn linh vực lại có một người đặc thù đến. Người đến khách sạn linh vực thì có ai không có đặc thù? Là một âm thanh nữ nhân, âm thanh rất duyên dáng. Trong một cái bể hơi trắng mù mịt, đó là do hơi nước bốc hơi, mơ hồ có khả năng nghe được tiếng nước động lòng người. Lão bản nương nói rất đúng. Tiểu đồng không cần phải nhiều lời nữa, có lẽ đối với hắn mà nói thì là một người đặc thù. Nhưng mà đối với lão bản nương mà nói, chỉ sợ cũng không phải đặc thù như vậy, mà chỉ là một dòng nhân lính đánh thuê mà thôi. Hắn lại nói. Còn có một việc khác. Hôm nay lại là một ngày cuối tháng. A, tiếng nước trong bể tắm kia dừng lại, nàng kia nói. Xem ra thần tướng đại nhân đáng ghét kia lại muốn đến. Nếu không phải còn muốn mượn những thần vũ quân dưới trướng hắn để bảo vệ khách sạn linh vực, ta thật muốn một miếng ăn hắn, ha ha. Con chó sồm trắng nõn không tì vết kia sau khi nghe nói như thế, lập tức bắt đầu nôn nóng bất an. Nó lại kêu hai tiếng. Gâu gâu. Trong khách sạn còn có mấy người quái nhân kia, bọn họ đều đã ở gần một tháng, đều còn không hề rời đi, chẳng lẽ là phát hiện bí mật của lão bản nương ngài.
Tiểu Đồng cúi gục đầu xuống. Bọn họ là người của thần linh cung, mục đích không nhằm vào ta. Hẳn là chuyện Phong Hoàng trốn ra khỏi Đồng Lô Sơn, khiến cho bọn họ cảm giác được áp lực, mới đưa bọn họ đến đây. Tạm thời không cần phải xen vào việc của bọn họ. Đương nhiên, nếu như là bọn hắn không nộp đủ linh thạch, ta đương nhiên sẽ đi thu thập bọn chúng. Bên trong nước vươn ra một cánh tay ngọc mảnh mai mềm mại, làn da trắng ngần, trên mặt phủ một cánh hoa hồng, có bọt nước lăn xuống trên da thịt ngọc ngà, khẽ khàng đến trình độ cao nhất. Một cơn gió lạnh thổi tới, khí lạnh quay cuồng mãnh liệt. Bên ngoài khách sạn linh vực lại nghênh đón một vị khách nhân mới. Đây là một người nam nhân cụt tay sắc mặt tái nhợt, hắn mặc cản thi bào màu tím, có vẻ hơi cao gầy, lạnh lùng. Trong tay hắn dắt một con cản thi linh màu tím. Chỉ cần hơi nhẹ nhàng lay động, tiếng chuông liền vang lên không ngừng trong màn đêm, rất giống tiếng chuông gọi hồn đến từ địa ngục. Những thương nhân cùng tu sĩ đang nằm dưới đất hay ngồi ở trên mặt đất trống trải lại lần nữa bị làm kinh động. Một cỗ khí lạnh này khiến cho trong lòng bọn họ tê dại. Là người cản thi từ Tử Minh thi động. Tu vi không thấp. Phía sau có một con thi vương đi theo, chẳng lẽ là muốn đi tới phủ cổ cương đào xác ướp cường giả cản thi cổ xưa. Một vài ông lão có kiến thức rất rộng, đã nhìn ra hư thực của bổ thiên. Người cản thi có thể mang theo thi vương xuất hành, bình thường cũng có danh có tính. Nhưng mà trước đây lại không hề nghe nói Tử Minh thi động có một người cản thi cụt tay như vậy, có vẻ có chút kỳ dị cổ quái. Vị khách quan kia, người muốn mua chỗ cư trú lớn tới đâu? Tiểu Đồng tay cầm ngọc xích đi ra nghênh đón. Bổ thiên vẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn thoáng qua về hướng khách sạn linh vực. Khóe miệng khẽ động. Ta không đến trọ, là đến giết người. Tiểu Đồng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười đón chào, nhưng lại nói. Bất kể người nào, muốn giết người tại khách sạn linh vực cũng sẽ không có kết cục tốt. Đương nhiên khách sạn linh vực cũng sẽ không can thiệp vào giúp đỡ bất luận kẻ nào, chúng ta chủ trương phiền toái của mình, còn phải do chính mình giải quyết. Bổ thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Đồng này, trên tay có một cỗ âm khí lặng lẽ tràn ra, tựa như những tia sương lạnh. Chúng ngưng tụ thành một cái mặt quỷ hung ác, nó lao về hướng Tiểu Đồng định cắn một cái. Âm khí cực thịnh, cực kỳ ớn lạnh. Nó bao phủ phô thiên cái địa về phía trước đây, giống như muốn biến nơi này thành Minh Đô quỷ vực. Tiểu Đồng thật giống như đã quen nhìn tất cả điều này. Hắn vẫn một tay cầm đèn lồng, một tay nắm ngọc xích. Trong nháy mắt mặt quỷ kia áp chế ở trên đỉnh đầu của hắn, từ trong khách sạn linh vực vọng đến một tiếng ho khan già nua làm kinh động lòng người. Tiếng ho khiến cho dãy núi xa xa đều phải chấn động, phát ra hồi âm như tiếng chuông lớn. Rầm, mặt quỷ ầm ầm tan biến, biến thành những tia quỷ vụ. Bổ thiên thân thể chấn động, liên tiếp lui về phía sau 9 bước. Trên mặt đất bị đạp thành 9 dấu chân thật sâu, hắn một mực lui lại đến hơn 10 trượng rồi mới gượng gạo ổn định thân hình. Tiểu Đồng cười nói, nể ngươi lần đầu tiên đến khách sạn linh vực, tha cho ngươi một tính mệnh, chỉ nhắc là chính phạt là phụ. Sau này đừng có tái phạm loại sai lầm cấp thấp. Trên khóe môi nhếch lên của bổ thiên hiện ra một tia vết máu. Mặc dù sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng mà trong lòng lại đặc biệt kinh ngạc. Đối phương vẻn vẹn chỉ là dùng một tiếng ho khan, liền đánh cho chính mình bị thương. Một cái khách sạn nho nhỏ này rốt cuộc che giấu được cường giả cấp bậc như thế nào. Hắn dùng ống tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng, sau đó liền không nói một lời đi về hướng khách sạn linh vực. Hắn bước chân vào trong khách sạn được xây từ đá trắng. Nơi này dựng thật sự giống như một miếu xây bằng đá, nhưng mà lại cũng không có cung phụng thần Phật, mà là cung phụng một con hồ ly đá. Đương nhiên, nếu là khách sạn, như vậy tự nhiên cũng không thể thiếu rượu ngon và thịt béo, còn có cô nương hầu phòng xinh đẹp. Khách sạn linh vực mặc dù danh tiếng hiển nhiên, nhưng mà hỏa kế thật sự không có mấy người. Chỉ dùng 5 đầu ngón tay đều có thể đếm được. Tên Tiểu Đồng tay cầm giới xích kia, tên của hắn gọi là Hỏa Kế Đại Gia. Đây là cách mọi người xưng hô với hắn, mà đó cũng là tên của hắn. Hắn chủ yếu cai quản việc tiếp đón khách nhân, cùng tất cả mọi việc bên ngoài khách sạn linh vực. Còn cô nương hầu phòng bẩm sinh rất là thanh tú, vóc dáng có thể so với những thiên kim tiểu thư đại gia tộc. Khách sạn linh vực, tổng cộng có 10 gian phòng chữ thiên, 20 gian phòng chữ địa, 30 gian phòng chữ nhân. Tiểu nhị chớp đôi mắt sáng ngời, trong tay nắm một cái cán bút thanh đồng, trên mặt là nụ cười tươi như hoa. Tên của nàng gọi là Tiểu Nhị. Cho ta một gian phòng chữ thiên. Bổ thiên nói. Hết rồi.
vậy cho ta một gian phòng chữ địa. Bổ Thiên nói. Cũng không còn. Ánh mắt Bổ Thiên trở nên không vui, hắn hỏi. Vậy phòng chữ nhân hẳn là còn chứ? Cũng vẫn không. Thế ngươi nói nhiều như vậy để làm chi? Bổ Thiên hung hăng nên một quyền vào trên cái bàn đá. Nếu không phải hắn kiêng kỵ vị cường giả ở chỗ sâu trong linh vực, thì giờ phút này hắn đã một chưởng chụp chết Tiểu Nhị. Tiểu Nhị vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, hắn nói. Ta là muốn nói cho ngươi, phòng thượng đẳng mặc dù không còn, nhưng lại còn có một gian kho củi. Nếu như ngươi giao nộp 5 miếng linh thạch, liền có thể vào bên trong ngủ một đêm. Trong miệng Bổ Thiên phát ra tiếng cười lạnh khục khục, hắn chính là đại đệ tử của động chủ Tử Minh Thi Động, vậy mà không có nghĩ sẽ phải chịu nhục trước mặt một cô nương hầu phòng. Ý định giết chóc trên người lộ ra, từ trên bàn tay dâng lên một mảnh thi vụ. Phong Phi Vân ngồi an vị phía dưới một cây cột đá, trên bàn đang bày 8 chủng loại thịt dị thú. Có thịt kỳ ngưu, có thịt tuyết điêu, có thịt tuyết lộc, thịt thỏ ngọc bạch đào. Hắn cứ ăn mỗi một loại thịt thì lại nâng một bầu rượu ngon trong tay lên tợp, ánh mắt một mực đều chú ý vào trên người Bổ Thiên. Là người cản thi từ Tử Minh Thi Động. Bạch Như Tuyết nhỏ giọng nói. Phong Phi Vân gật đầu, cười nói. Ta có thể cảm nhận được sát ý trên người hắn, linh tính nói cho ta biết, hắn là đến để giết ta. Vậy ngươi vẫn còn cười được nổi. Bạch Như Tuyết nói. Phong Phi Vân cũng là cười đến càng rạng rỡ, khiến cho sự chú ý của rất nhiều người đều tập trung vào trên người hắn. Hắn nói tiếp mà không thèm khống chế âm thanh chút nào. Khách sạn linh vực không phải là nơi để giết người. Cho dù hắn muốn giết ta, chỉ sợ cũng không giết được. Xa xa, Bổ Thiên tự nhiên là nghe được tiếng cười của Phong Phi Vân. Hắn thu bàn tay trên thi mang, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Nhị, sau đó cả người liền lướt ngang, hạ xuống trước mặt Phong Phi Vân. Sau khi đánh giá Phong Phi Vân một hồi, hắn nheo mắt lại mà nói. Quả thật là ngươi, đã sớm nghe nói ngươi là một kẻ điên cuồng, hôm nay gặp mặt, thật đúng là không phải cuồng bình thường. Đôi mắt của Tiểu Nhị có chút tò mò nhìn sang bên này, đây là muốn giết người sao? Thật sự là chờ mong. Phong Phi Vân cười nói. Biết rõ là ngươi không giết được ta, chẳng lẽ ta không nên cuồng? Sát ý trên người Bổ Thiên vốn vẫn còn đậm, nhưng mà tức thì hắn thu hồi lại. Đương nhiên hắn cũng biết, hiện tại không phải là chỗ để giết Phong Phi Vân, vì vậy đành cứ như thế mà ngồi xuống. Thái độ của hắn thay đổi cực nhanh, có thể thấy được hắn cũng không phải một kẻ hành động lỗ mãng. Bổ Thiên cứ thế ngồi xuống cùng một bàn với Phong Phi Vân. Vị thi vương kia với thân thể cứng còng cũng ngồi xuống, chỉ là ngồi xuống ở một mép bàn khác. Mùi thi thối trên người nồng nặc, làm cho người ta căn bản ngay cả hứng thú ăn cơm uống rượu cũng không có nổi. Bạch Như Tuyết nhíu mày, quả thực không muốn lại ngồi ở cùng ăn một bàn với một vị thi vương. Phong Phi Vân nhận ra nàng không muốn ngồi thêm ở chỗ này, hắn nói. Đi thôi, chúng ta trở về phòng. Sau khi hai người rời đi, Bổ Thiên liền bắt đầu há to miệng ăn thịt, há to miệng uống rượu. Khóe miệng hiện ra một nụ cười quỷ dị, đó là nụ cười của người thắng. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ thất vọng, bọn họ vốn tưởng rằng hai người này sẽ bắt đầu đánh nhau. Lại không nghĩ một thiếu niên trong đó liền tránh né mà rút lui, bỗng nhiên bỏ lỡ một trò hay. Có người cười nói với giọng mỉa mai. Bị người hù dọa như vậy mà bỏ chạy đi, thật sự là một kẻ nhát gan. Âm thanh của hắn tuy nhỏ, nhưng mà lại vẫn bị Phong Phi Vân nghe được. Hắn ngừng bước chân lại, nhìn về hướng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy được một người cổ cương thân cao 5 thước, mặc da thú nguyên thủy, mày rậm mắt to, mái tóc dài màu đen. Thân hình khôi ngô, rất giống một con đại tinh tinh. Trên lưng của hắn lưng đeo một cây gậy chế từ mẩu xương, không nhìn ra là khúc xương của loại man thú nào. Nhưng thú tính tản mát ra từ trên khúc xương kia lại vô cùng khổng lồ, so sánh với khí tức một con linh thú còn sống đều phải lớn hơn. Vốn là không muốn gây chiến tại khách sạn linh vực, nhưng mà lại không nghĩ có người muốn kích ta. Phong Phi Vân nói. Người mãnh nhân cổ cương kia nói. Đánh không thắng. Chính là đánh không thắng, hà tất phải tìm cớ cho mình. Mắt ngươi nhìn ở chỗ nào mà thấy ta không đánh thắng hắn? Phong Phi Vân hỏi. Người mãnh nhân cổ cương kia mắt hổ trừng trừng, tựa như hai quả lôi cầu to như nắm tay, rồi nói. Tu vi của ngươi chỉ có thiên mệnh đệ tứ trọng, mà tu vi của hắn đạt tới bán bộ cự phách hậu kỳ, lại còn có một con thi vương đi theo. Người ta chỉ cần nhìn đôi mắt suy nghĩ một chút, liền đều nhìn ra ngươi không phải là đối thủ của hắn.
Nhãn lực của mãnh nhân cổ cương này rất không bình thường, lại có thể liếc mắt nhìn thấu tu vi của Phong Phi Vân. Những siêu cấp cự phách đạt tới thiên mệnh đệ bát trọng đều không thể làm được điểm này. Phong Phi Vân cười nói. Nhiều lúc con mắt người ta quan sát được, thế nhưng thứ thấy lại cũng không phải chính là sự thật. Bổ Thiên bắt đầu lạnh lùng cười kín đáo, âm thanh khô khốc, hắn nói. Nói như vậy, là ngươi muốn chiến. Ai bảo con người của ta sĩ diện, không chịu được người khác khích tướng. Phong Phi Vân cười dài. Cô nương hầu phòng cực kỳ hưng phấn, nàng nói. Khách sạn linh vực mặc dù cấm chỉ giết chóc và tranh đấu, nhưng nếu mà phát sinh ở trong rừng núi đen ngòm kia bên ngoài khách sạn thì chúng ta cũng rất vui lòng xem cuộc chiến. Ở bên ngoài khách sạn linh vực có một mảnh rừng cây nguyên thủy rậm rạp. Từ thật xa nhìn lại, dãy núi đen ngòm cao thấp chập trùng, bên trong ẩn náu vô số mãnh thú ác điểu, cực kỳ nguy hiểm. Sau lúc trời tối, bên trong liền có tiếng sói tru điếc tai vọng đến, âm thanh của chúng làm cho mặt đất cũng phải run rẩy. Người sĩ diện chính là khổ thân A, thiếu niên, không có thực lực cường đại, không có bối cảnh chắc chắn, tốt nhất có lẽ chịu đựng một chút. Cúi thấp đầu, mềm mỏng phục tùng, có lẽ tối nay còn có thể giữ được mạng sống. Một ông lão mặc áo choàng vải màu xám khuyên nhủ. Tử Minh Thi Động đâu phải là chỗ dễ chọc, coi như chạy trốn tới khách sạn linh vực cũng không ích gì. Ngươi cũng không có khả năng vĩnh viễn đều trốn ở trong khách sạn này, lão bản nương khách sạn này chính là một nữ nhân tham tiền. Một khi ngươi không có linh thạch cho nàng, cho dù ngươi là một vị cự phách thì đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Có người cho rằng Phong Phi Vân chính là đắc tội Tử Minh Thi Động, bị đuổi giết nên mới chạy trốn tới khách sạn linh vực để tị nạn. Bọn họ cho là như vậy, cũng có vẻ hợp lý. Loại đệ tử trẻ tuổi giống như Phong Phi Vân, nếu như thật sự có chỗ dựa chắc chắn, thì tại sao phải mang theo một mỹ nhân đi tới vùng khỉ ho cỏ gáy này? Phong Phi Vân tự nhiên không sợ hãi Bổ Thiên. Tu vi Bổ Thiên mặc dù cường đại, chiến lực của Thi Vương cũng rất đáng sợ, nhưng mà muốn giết chết Phong Phi Vân thì chừng ấy lực lượng có lẽ không đủ. Bởi vì rằng tốc độ của Phong Phi Vân có thể so với cự phách đỉnh cao, bọn họ liền chỉ có thể ở phía sau hứng bụi. Phong Phi Vân sở dĩ ứng chiến, đương nhiên không phải bị mãnh nhân cổ cương kích tướng như vậy, mà là hắn đột nhiên thay đổi chú ý. Đó là bởi vì trong khách sạn thì hắn ngửi thấy được một mùi vị quen thuộc nhưng hắn lại không thể làm quen nổi, yêu khí. Liền trong nháy mắt vừa rồi kia, có một cỗ yêu khí từ chỗ sâu trong khách sạn linh vực nhẹ nhàng thổi qua. Bên trong khách sạn linh vực, lại có yêu. Điều này làm cho Phong Phi Vân vừa kích động, vừa cảnh giác. Vì vậy hắn liền tính toán dụ cho con yêu này thò cổ ra, cho nên mới đáp ứng đánh một trận sinh tử cùng Bổ Thiên. Thần Tấn Vương Triều là quốc gia nhân loại, cũng sớm đã trục xuất yêu tộc ra khỏi vùng đất này. Đặc biệt trong cuộc chiến trừ yêu vào 6.000 năm trước kia, Thần Tấn Vương Triều đời thứ nhất Tấn Đế đã liên hợp tứ đại môn phiệt, ngàn vạn tiên môn hoàn toàn đánh tan yêu tộc ly khai, hoàn toàn loại trừ chúng ra khỏi Thần Tấn Vương Triều. Đương nhiên, Phong Phi Vân biết, đối tượng bị bọn họ đánh tan chẳng qua chỉ là một chút tiểu yêu trong yêu tộc vốn có huyết dịch không thuần khiết, chứ căn bản không phải đại yêu trong yêu tộc lĩnh vực với những huyết mạch truyền thừa từ thuở xa xưa. Chủng tộc yêu tộc so sánh nhân loại thì phải đa dạng hơn mấy trăm lần, lãnh thổ quốc gia so sánh nhân loại thì cũng phải lớn hơn quá nhiều. Yêu tộc đích thực cường đại, căn bản không phải một vương triều có khả năng chống cự được. Nhưng mà nơi này dù sao cũng là quốc gia nhân loại, nay lại xuất hiện yêu khí thì đó thật sự là đại sự trời long đất lở. Một khi truyền ra ngoài, sẽ dấy lên một hồi sóng to gió lớn. Đương nhiên người bình thường căn bản không có khả năng ngửi ra được yêu khí, chỉ có đích xác chân nhân hai nhà đạo, Phật tu luyện uyên thâm thì mới có thể ngửi ra được yêu khí ở xung quanh. Còn nếu như con yêu kia có tu vi cường đại, tu luyện thần thông phong bế yêu khí, thì cho dù là chân nhân hai nhà đạo, Phật cũng chưa chắc có thể nhận ra được nó. Khách sạn linh vực lại che giấu một con yêu. Phong Phi Vân, tu vi đối phương cực cao, ngươi. Bạch Như Tuyết mặc dù ở sâu trong lòng vẫn che giấu hận ý đối với Phong Phi Vân, nhưng mà hiện tại thân ở khách sạn linh vực, người cùng hung cực ác tùy ý có thể thấy được, nếu như Phong Phi Vân thật sự chết trận, như vậy với tuyệt sắc dung mạo của mình, nàng nhất định sẽ trở thành con mồi cho những người này tranh nhau cướp đoạt. Hiện tại nàng giống như là một con tiểu bạch dê bị con ác lang Phong Phi Vân này nhốt, mà chung quanh thì đúng là đầy những mãnh thú đang thèm thuồng nhìn. Một khi con ác lang Phong Phi Vân này đã chết, như vậy con tiểu bạch dê nàng đây liền sẽ trở thành món ăn cho những mãnh thú hung ác này tranh đoạt.
ai cũng có thể đến cắn một cái trên người nàng. Mặc dù ở lại bên cạnh con ác lang Phong Phi Vân này thì cũng không phải chuyện gì hạnh phúc, nhưng ít ra con ác lang này bây giờ còn không đói, còn không quay lại há miệng đớp nàng. Mà nhìn khắp những con mãnh thú này, con nào con nấy đều ánh mắt xanh lè, hận không thể gặm một cái mà ăn sống nuốt tươi nàng. Đặc biệt nam nhân cổ cương thân cao 5 thước, mặc ra thú kia, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lướt qua ngọc thể thướt tha của nàng, tựa hồ phải nhìn thấu quần áo nàng mặc mà nở nụ cười hài hước. Vừa rồi hắn nói khích tướng Phong Phi Vân, nguyên nhân có hơn phân nửa cũng là muốn Phong Phi Vân dâng mạng trong tay Bổ Thiên, sau đó hắn hái được một trái đào mật nàng này. Mà nói cho cùng, mấu chốt là nàng cũng không có tin tưởng lớn tới đâu đối với Phong Phi Vân. Bổ Thiên chính là tu vi bán bộ cự phách hậu kỳ, còn có một vị thi vương. Hơn nữa hắn không phải thiên tư tầm thường, chiến lực đang gần đạt cường giả cấp bậc cự phách sơ kỳ. Mà Phong Phi Vân chẳng qua mới là thiên mệnh đệ tứ trọng, trong thế hệ trẻ tuổi có lẽ có khả năng xưng vương, nhưng mà trước mặt mấy người tu luyện hơn mình vài trăm năm như thế thì vẫn không đáng để ý. Trong lòng Phong Phi Vân bình tĩnh, ánh mắt kiên định, hắn thong dong cười. Bổ Thiên ngồi an vị ở nơi này, hắn nói. Mà ngay cả nữ nhân của ngươi, đều không có tự tin đối với ngươi. Nếu như ngươi đồng ý quỳ xuống, cầu xin ta 2 câu, sau đó tặng nữ nhân của ngươi cho ta, ngủ cùng ta một đêm, ta có lẽ có khả năng tha cho ngươi một mạng. Bổ Thiên đương nhiên biết Phong Phi Vân tuyệt đối không có khả năng quỳ xuống. Hắn nói lời này chẳng qua chỉ là muốn áp đảo khí thế Phong Phi Vân, làm cho Phong Phi Vân không thể không liều mạng cùng hắn. Ông lão áo xám ngồi ở một bên kia nói. Ngươi trẻ tuổi, thiên tư của ngươi không tầm thường, nhẫn nhịn cơn giận nhất thời, bảo toàn tính mệnh, tương lai còn có cơ hội báo thù. Ngay cả thánh nhân trước đây đều đã phải chịu cái nhục luồn háng, huống chi là những người trần mắt thịt chúng ta. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, tịnh không nhất thiết chính là tên vô lại. Chỉ cần có thể hiểu được lần sỉ nhục này, tức giận phấn đấu, tương lai đánh bại kẻ địch, cũng chưa chắc không phải một người hảo hán. Tu sĩ có thể tiến vào khách sạn linh vực, không có một ai là người bình thường. Ông lão áo xám này cũng là một vị cao nhân tu vi không tầm thường, nhìn ra Phong Phi Vân có thiên tư cực cao nên không muốn hắn uổng phí tính mệnh. Bổ Thiên gật đầu, cười nói. Tiền bối nói rất chính xác, không phải là 2 chân 1 khúc. Nếu như quỳ xuống là có thể bảo toàn một mạng, cái này đích thật là giao dịch có lợi nhất thiên hạ. Đương nhiên, vị mỹ nhân xinh đẹp này vẻn vẹn chỉ là ngủ cùng ta cả đêm thôi, sáng sớm ngày mai ngươi có thể đến giường của ta ôm nàng trở về. Âm thanh của bọn họ cũng không có khả năng áp chế, mà ngay cả rất nhiều tu sĩ bên ngoài khách sạn linh vực đều vểnh tai nghe lén, đều muốn biết cuối cùng Phong Phi Vân sẽ chịu thua, hay là sẽ lấy cứng đối cứng. Tay Phong Phi Vân sờ sờ trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Như Tuyết, khóe miệng có hơi nhếch lên mà cười hỏi. Ngươi tên là gì? Lời này tự nhiên không phải hỏi Bạch Như Tuyết. Bổ Thiên. Bổ Thiên đang cười. Vậy thì liền đánh đi. Âm thanh của Phong Phi Vân rất bình tĩnh. Rầm. Cánh cửa đá của khách sạn linh vực đột nhiên bị đẩy ra, một tràng âm thanh binh khí va chạm vào nhau vang lên. Đây là tiếng thiết giáp và chiến đao va chạm nhau, cực kỳ chói tai. Ngay sau đó một người nam nhân oai phong lẫm liệt mặc chiến giáp màu đen từ bên ngoài đi vào. Nam nhân này thân thể khôi ngô, lưng quấn đai tím, dắt một thanh chiến đao rộng như cánh cửa. Đôi giày sắt dày cộp nện trên mặt đất làm phát ra một tiếng vang thật lớn, cả đại đường đều chấn động theo, giống như cự thú vừa nhảy vào. Vừa rồi là ai nói muốn chiến? Quách Thần Tướng sờ sờ tròm râu rậm rịt dưới cằm, âm thanh giống như sấm sét. Hắn đi vào khách sạn linh vực, nhìn chung quanh một lượt lướt qua khắp mọi người ở đây mà nói. Chẳng lẽ không biết rằng động võ tại khách sạn linh vực, chính là gây khó dễ với Quách Đại Hải ta? Biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là chỗ của Quách Đại Hải ta. Mẹ nó nếu như kẻ nào dám quấy rối ở chỗ này, chính là gây khó dễ với Quách Đại Hải ta, gây khó dễ với Thần Vũ Quân chúng ta, gây khó dễ với cả Thần Tấn Vương Triều. Rầm. Quách Đại Hải gỡ chiến đao ngang hông xuống, đột nhiên cắm ở chính giữa đại đường. Lưỡi đao phi xuống, đao phong lạnh lẽo, trên chuôi đao có một cái đầu hổ to như nắm tay, hung ác dọa người. Có một người trung niên văn sĩ với chòm râu cá chê dài, đầu đội mũ đen cao đi theo phía sau hắn. Thân hình có vẻ hơi gầy yếu, hiển nhiên là một người có vai trò quân sư linh tinh các loại. Hắn e hèm trong cổ họng mà nói. Vừa rồi là người nào đầu óc tăm tối nói là muốn chiến với kẻ khác.
còn không mau lăn ra đây cho Quách thần tướng đại nhân. Chẳng lẽ cứ phải để thần tướng đại nhân điều động 300 vạn thần vũ quân, đạp bằng khách sạn linh vực thì các ngươi mới cam tâm. Bên ngoài lại đi vào 6 cái người chiến tướng thần vũ quân mặc chiến giáp, khí tức lạnh lẽo. Mỗi một người đều mặc áo giáp đen nhánh, giáo thương sáng ngời, trong đôi mắt mang theo dáng vẻ khinh thường. Phong Phi Vân có hơi liếc liếc mắt, liền từ áo giáp mặc trên người bọn họ mà phán đoán ra, bọn họ trong thần vũ quân đều chính là nhân vật đảm nhiệm tướng quân lệnh. Mỗi một người đều thống lĩnh dưới trướng 10 vạn binh mã trở lên. 6 người bọn họ canh giữ ở phía sau Quách Đại Hải, hiển nhiên chính là thuộc hạ của Quách Đại Hải, tu vi cũng không thấp. Quách Đại Hải lôi ra một cái ghế lớn rồi đặt mông ngồi xuống. Hắn ngồi an vị đối diện Bổ Thiên mà hỏi. Xem ra các ngươi thật sự không tính toán cho bổn thần một chút thể diện. Tốt, đây là các ngươi bức ta. Lục Đào, Phát Xuyên Vân Đạn, gọi tất cả thần vũ quân, đều điều động cho ta chạy cả đêm đến đây. Hôm nay lão tử muốn giết nơi này máu chảy thành sông. Đừng a, Quách gia, thần vũ quân mà đến, còn không khiến cho gà bay chó sủa. Đến lúc đó khách sạn chúng ta biết còn mở cửa như thế nào. Tiểu Nhị bưng một bình rượu ngon. Trên mặt thường trực nụ cười mê người, rót cho Quách Đại Hải một chén đầy có ngọt. Quách Đại Hải tiếp nhận chén rượu, uống một ngụm rồi cười cười mà nói. Tiểu Nhị, ta đây còn không phải đang bảo vệ trị an cho khách sạn linh vực. Ngươi nhìn đám người này có người nào giống như người lương thiện. Vạn nhất bọn họ bắt đầu tranh đấu, gây tổn thương đến Giao Giao, thì ta đây đau lòng biết bao. Tiểu Nhị trong lòng một hồi không nói nổi, nhưng mà bề ngoài lại cười cười như trước mà nói. Quách gia, ngài không phải đã đến đây sao? Ai còn dám đầu óc tăm tối như vậy, gây khó dễ với Quách gia ngài. Quách Đại Hải trong lòng thèm nhỏ dãi, cười nói. Tiểu Nhị, người quả là biết ăn nói nhất, đi, chọn cho Quách gia một gian phòng chữ thiên thượng đẳng. Tối nay ta nên hát vang một bài vì Giao Giao, để thể hiện nỗi khổ tương tư ngày ngóng đêm mong của ta. Ai nha, Quách gia, thật xin lỗi a, hôm nay có một vị gia đến. Đã thuê bao tất cả phòng trống của khách sạn linh vực. Tiểu Nhị mặt mày áy náy. Dầm. Quách Đại Hải lập tức không vui, nện một quyền lên trên bàn, khiến cho bát đĩa trên mặt bàn đều bị chấn động đến bay đi mọi nơi, hắn nói. Ai mà có tiền như vậy? Bảo hắn cút đi cho ta, bổn thần sẽ kiểm tra xuất xứ linh thạch của hắn thật kỹ lưỡng. Vị quân sư kia đứng ở bên cạnh hắn mở miệng nói. Cách đây không lâu, thế tộc Ngân Câu có một thương đội bị cướp. Có lượng lớn linh thạch bị thất lạc, chúng ta đang truy tra chuyện này. Xin mọi người phối hợp làm việc cùng thần vũ quân chúng ta. Đôi mắt Tiểu Nhị có hơi liếc nhìn Phong Phi Vân, môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không hề nói ra. Trong lòng nàng thầm nghĩ, thiếu niên này cũng quá không may. Vừa mới bị cường địch đuổi theo đến đây, bức bách phải lấy trứng chọi đá. Lúc này, đúng là lại phải vượt qua tình huống đặc thù này, bị Quách Đại Hải dồn ép. Xem ra tối nay khách sạn linh vực khó tránh khỏi sẽ phát sinh một hồi hỗn chiến nữa. Quách Đại Hải đâu phải là một nhân vật dễ trêu chọc, mặc dù bề mặt nhìn qua thì cao lớn thô kệch, trăm việc mà không dùng được việc nào. Nhưng mà có thể trở thành thống lĩnh giữ ải cương môn quan, thì sao lại là người tầm thường? Quách Đại Hải chính là cường giả cấp bậc cự phách hàng thật giá thật, chính là một trong mấy vị thần tướng cường đại nhất dưới trướng Hổ Thiên Hầu, dũng mãnh thiện chiến, trong vẻ lỗ mãng mà thấy được trí tuệ. Từng nhiều lần đánh tan thổ dân cổ cương công kích cương môn quan. Mấy trăm năm qua, cương môn quan không hề bị phá một lần, từ đó có thể thấy được lợi hại của Quách Đại Hải người này. Phong Phi Vân đứng thẳng dựa vào cột mà cười nói. Thương đội thế tộc Ngân Câu bị cướp, tự nhiên có cường giả thế tộc Ngân Câu đuổi theo đoạt lại. Coi như triều đình muốn xen vào việc này, cũng phải do phủ chủ phủ cổ cương cai quản. Ngươi là một thần tướng, không cố gắng trấn thủ biên ải của ngươi. Còn ngược lại đi giúp người khác tìm kiếm tiền tài bị thất lạc. Rốt cuộc ngươi thu của thế tộc Ngân Câu bao nhiêu tiền? Lời này vừa nói ra, khiến cho rất nhiều người đều bị ngây ra. Đặc biệt những tu sĩ bên ngoài khách sạn linh vực này, ai nấy đều sợ đến sắc mặt đại biến. Thiếu niên này là đang tìm chết sao, cũng dám chỉ trích kẻ bá đạo như Quách Đại Hải này. Phải biết rằng tại vùng giáp danh phủ cổ cương và dãy núi Thiên Tề này, Quách Đại Hải chính là tồn tại giống như vương hầu một chốn. Dưới trướng có mấy trăm vạn thần vũ quân, đều là hổ lang sư, ăn tươi nuốt sống người ta. Mà ngay cả rất nhiều trưởng giáo tiên môn,
hung nhân tà đạo đi ngang qua nơi này đều không muốn đắc tội hắn. Quả nhiên, Quách Đại Hải nhướng hàng lông mày lên, một thanh chiến đao cắm vào trên mặt đất kia phát ra tiếng rung động. Hắn lạnh lùng quát một tiếng. Thiên hạ rộng lớn chẳng lẽ vương thổ, tiểu tử nhà ngươi này lại dám khinh thường uy nghiêm của thần Vũ Quân. Đây quả thực chính là đang khinh thường cả thần Tấn Vương Triều. Thật thú vị, hiện nay thiên hạ đại loạn, quần long nuốt trời, cường đạo hoành hành, nữ đế đã sớm hạ chỉ phải nghiêm trị tặc tử, phản loạn vương triều. Ta xem ngươi chính là một tặc tử định cướp đoạt chính quyền. Người đâu, mau đến bắt hắn cho ta. Từ phía sau Quách Đại Hải đi ra một nam nhân áo giáp lạnh giá như băng, tên hắn là Lục Đào. Hắn chính là một vị tướng quân lệnh của thần Vũ Quân, hắn xoa xoa đôi tay, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh. Hắn xuất ra một chiếc thần tỏa khóa thần, rồi đi về hướng đến gần Phong Phi Vân. Bất kể là những cường giả trong khách sạn linh vực này, hay là đám những thương khách và tu sĩ ở bên ngoài đều hiện ra cái nhìn có vẻ hơi hả hê. Ánh mắt Phong Phi Vân mang theo vài phần lạnh buốt, hắn nói. Quách Đại Hải, người thật sự là thật to gan, thượng quan trực tiếp của ngươi là Hổ Thiên Hầu khi gặp ta, đều còn không có điệu bộ lớn như ngươi vậy. Ngươi lại còn dám bắt ta. Ánh mắt của Phong Phi Vân lạnh giá như băng, sát ý trong ánh mắt rất đậm, nhìn thấy mà trong lòng Quách Đại Hải khẽ run lên, giống như bị một cây băng châm ghim vào một phen. Quách Đại Hải chính là thần tướng đã trải qua tinh phong huyết vũ, sao lại bị một ánh mắt hù dọa, hắn nói. Tiểu tử, người có gan thì cứ báo danh lên cho ta, người mà Quách Đại Hải ta không dám bắt thật đúng là không có mấy người. Phong Phi Vân vẫn đứng ở nơi đó, cũng không có ý định nói ra tên của bản thân. Mạc quân sư vuốt vuốt chòm râu cá chê trên mép, đánh giá Phong Phi Vân một hồi. Bỗng dưng, sắc mặt hơi đổi, hắn ghé vào bên tai Quách Đại Hải mà nói một câu gì đó. Quách Đại Hải vốn trên mặt vẫn còn hiện lên nụ cười thấp thoáng, bỗng nhiên sắc mặt liền biến đổi. Đầu tiên là trở nên tím lại, sau đó lại biến thành màu đen, cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn kỹ Phong Phi Vân, gương mặt chợt trở nên hoàn toàn tái nhợt. Gương mặt này của hắn quả thực trở nên có hơi kỳ dị cổ quái, vẻ phức tạp khiến cho rất nhiều người đều nhìn mà không hiểu. Cô nương hầu phòng tiểu nhị đứng ở một bên cũng có chút kinh ngạc, không biết vị thần tướng đại nhân này là làm sao vậy, tại sao lại đột nhiên liền ngừng không phát hỏa. Lục Đào mang theo thần tỏa trần trừ không có được chỉ thị của Quách Đại Hải, trong lúc nhất thời cũng đứng ở nơi đó. Hắn hỏi, đại nhân, rốt cuộc bắt hay không? Lục Đào, ngươi lui xuống trước đi. Mạc quân sư ho khan hai tiếng, rồi nhỏ giọng nói. Lần này, mọi người lại sửng sốt lần nữa, thiên hạ có người mà thần Vũ Quân không dám động đến thì có lẽ có. Nhưng mà cũng tuyệt đối không phải một thiếu niên, là có thể hù dọa được tướng lĩnh thần Vũ Quân thân kinh bách chiến. Sau một hồi lâu, Quách Đại Hải thu lại vẻ phóng túng kiêu căng trên người, trên gương mặt cục mịch hiện ra vẻ tươi cười, hắn dè dặt hỏi. Xin hỏi vị công tử này chính là từ thần đô đến đây? Phong Phi Vân sửa sang lại vạt áo, rồi đáp. Đúng là ta đã ở tại thần đô một đoạn thời gian. Vậy công tử với Hổ Thiên Hầu chúng ta? Quách Đại Hải hỏi tiếp. Rất hiển nhiên Quách Đại Hải đã đoán được thân phận của Phong Phi Vân, nhưng mà hắn còn không dám xác định, hơn nữa lại không dám nói ra, sợ lại đắc tội với thần Vương Đương Triều, cho nên mới nói bóng nói gió như vậy. Phong Phi Vân đáp. Từng có một chút kết giao tình cảm, đại nhân Hổ Thiên Hầu hiện tại chẳng lẽ cũng đi tới biên ải. Quách Đại Hải càng khẳng định hơn suy nghĩ ở trong lòng mình, càng không dám liều lĩnh, hắn nói. Gần đây ba đại bộ tộc ở Phủ Cổ Cương có quan hệ càng lúc càng căng thẳng. Những tiểu bộ lạc tất cả cũng là lòng người hoảng sợ. Sau khi Bắc Minh lão tặc chết, dư đảng thế gia Bắc Minh đã làm loạn mọi nơi ở Vương Triều. Mấy vị hầu gia vốn tọa trấn thần đô đều bị điều động đi ra ngoài. Hổ gia hiện tại liền tọa trấn phía Nam, tạm thời phụ trách tình hình trị an Phủ Nam Thái, Phủ Cổ Cương. Phàm là tướng sĩ dưới trướng Hổ Thiên Hầu, bình thường đều gọi Hổ Thiên Hầu là Hổ gia. Tu sĩ ở đây, ai nấy đều có vẻ càng kinh ngạc hơn. Quách Đại Hải vừa rồi đều vẫn còn hung uy hiển hách, hiện tại lại liền ngoan ngoãn hiền lành, thật giống như đang trong tình huống bẩm báo lên. Thiếu niên này rốt cuộc có lai lịch gì, chẳng lẽ là một đại nhân vật triều đình nào đó? Phong Phi Vân gật đầu, hỏi. Quân đội thần vũ trong tay ngươi có bao nhiêu? Tổng cộng 620 vạn. Hổ Thiên Hầu không dám giấu giếm, đương nhiên cái này cũng không coi là chuyện cơ mật quân đội gì.
bởi vì số lượng quân đội thật sự quá nhiều, căn bản là không lừa được. Đương nhiên vài con số này, cũng đích thật là khiến cho rất nhiều cường giả ở đây đều bị dọa đến hoảng sợ. Đối mặt số lượng quân đội khổng lồ như thế, coi như là nhân vật cấp bậc cự phách đều phải né tránh. Phong Phi Vân nhíu mày. Số lượng nhiều như vậy, tiêu chí một thần tướng chỉ huy số lượng quân đội không phải 100 vạn sao? Hổ Thiên Hầu đáp. Sau khi nữ đế kế vị, liền hạ lệnh phải tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh, chiêu mộ quân đội với số lượng lớn. Thời gian ngắn ngủi một năm, số lượng thần vũ quân so sánh một năm trước đã nhiều hơn gấp 5 lần trở lên. Chỉ là hiện tại thần vũ quân dưới trướng hổ gia liền đã tiếp cận 4 ức, nhưng mà trong 4 ức thần vũ quân này, tuyệt đại đa số đều là tân binh, chưa được rèn luyện trên chiến trường. Ở trong đó rất khó chọn lựa ra được thần tướng mới, vì vậy những quân đội này liền để cho thần tướng trước kia đến thống lĩnh. Cho nên quân đội dưới trướng mỗi một vị thần tướng liền nhiều hơn mấy lần. Thời kỳ phi thường liền phải có sách lược đối ứng phi thường. Hiện nay tổng số thần vũ quân e rằng là đều sắp sửa tiếp cận 60 ức. Tỷ lệ so với tổng số dân cư của thần Tấn Vương Triều đạt tới 1 trên 20. Mà đây còn không phải thời khắc nguy cấp nhất, thần Tấn Vương Triều đã từng gặp qua một lần kiếp nạn. Trong bát phủ thì rơi vào tay giặc thất phủ, lúc ấy liền tiến vào trạng thái toàn dân giai binh, làm lính tỷ lệ quân đội so với tổng số nhân khẩu đạt tới 1/3. Từ thiếu niên 14 tuổi đến ông lão 60 tuổi đều phải ra chiến trường, 10 người xuất chinh 1 người trở về. Nhưng mà cuối cùng dưới sự dẫn dắt của nữ đế Long Khương Linh, sau 20 năm rốt cục đánh thắng một trận chiến kia. Hiện nay thần Tấn Vương Triều mặc dù khói lửa nổi lên bốn phía, quần hùng cát cứ, nhưng mà còn xa mới đạt tới lúc toàn dân giai binh. Dùng tích lũy mấy ngàn năm của thần Tấn Vương Triều, muốn nuôi sống 60 ức thần vũ quân cũng không phải một việc khó. Phong Phi Vân gật đầu, triều đình có thể trong thời gian ngắn ngủi một năm tăng cường quân bị lên 5 lần, cái này cũng không phải việc gì khó. Hồi trước ở thành Linh Châu, cũng có rất nhiều vũ phu muốn học tập pháp môn tu luyện mà không được, liền chen nhau đến vỡ đầu để đi vào thần vũ quân. Hiện tại cho bọn họ cơ hội này, nhưng lại có thể ở trong quân đội tu luyện công pháp tu luyện, đương nhiên có rất nhiều người đều tòng quân. Triều đình ngoài việc triều binh mãi mã ra, còn thu nạp lượng lớn đệ tử tiên môn loại nhỏ vào quân đội. Ví dụ như Mạc quân sư kia bên cạnh Quách Đại Hải, chính là môn chủ một tiên môn loại nhỏ. Vậy ngươi không cố gắng luyện binh, chạy đến nơi đây làm gì? Phong Phi Vân hỏi. Sắc mặt Quách Đại Hải trở nên có hơi kỳ dị cổ quái, hắn nhỏ giọng nói. Vào ngày cuối cùng mỗi tháng, thần vũ quân tập thể nghỉ ngơi. Rất nhiều người giờ phút này trong lòng đều đang âm thầm suy đoán thân phận của Phong Phi Vân. Không ngờ có thể khiến cho một vị thần tướng thần vũ quân đúng là ngoan ngoãn nghe lời, hỏi một câu, đáp một câu, thật giống như là gặp phải quan lại chóp bu. Làm thế nào chẳng khiến ai cũng kinh ngạc. Vốn những kẻ lúc trước vẫn còn cho rằng Phong Phi Vân bởi vì là tránh né kẻ thù, mới chạy trốn tới khách sạn Linh Vực. Giờ phút này đều phủ định suy nghĩ đó, cảm giác rằng thiếu niên này khẳng định là đại nhân vật trong triều đình, rất có khả năng đang đi làm nhiệm vụ bí mật. Trong khách sạn Linh Vực có mấy lão già, trong ánh mắt lóe ra thần quang hiểu biết, tựa hồ đã đoán được Phong Phi Vân là ai. Trong khi dì tai thì thầm, bọn họ đều là lấy thần thức nói chuyện với nhau, người ngoài căn bản vô phương nghe được bọn họ đang nói cái gì. Bổ Thiên vẫn bình tĩnh ngồi ở nơi này như trước, Thiết Lân Thi Vương cũng lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn. Chỉ là giờ phút này hắn không có ra muốn giết Phong Phi Vân, dù sao hắn biết thân phận của Phong Phi Vân. Hiện tại xuất hiện ra một Quách Đại Hải đến đây, khiến cho hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Phong Phi Vân lại không hề tính toán buông tha hắn, nhắc nhở. Một trận chiến này của chúng ta, vẫn phải tiếp tục. Bổ Thiên đáp. Đáp ứng bất kỳ lúc nào. Quách Đại Hải mặc dù không biết giữa Phong Phi Vân và Bổ Thiên có ân oán gì, nhưng mà lúc này đúng là dịp kết giao tình cảm cùng Thần Vương Đại Nhân, sao có thể để cho Thần Vương Đại Nhân tự mình ra tay. Vì vậy bàn tay xuất một chiêu, thanh chiến đao rộng như cánh cửa kia liền rơi vào trong tay của hắn, đao phong hướng về tay của Bổ Thiên mà nói. Chuyện giết người như vậy, sao có thể để cho công tử ngươi làm? Quách Đại Hải ta nguyện ý thay mặt công tử chặt cái tay này của hắn. Mạc quân sư và 6 vị tướng quân lệnh, tất cả cũng mắt nhìn chằm chằm vào, chiến khí trên người bắt đầu khởi động, linh mang xuất ra khỏi làn da, ai nấy đều trợn ánh mắt hung ác kinh hoàng, sát ý nồng đậm. Phong Phi Vân nói, đây là chuyện của ta, các ngươi không cần phải quản nhiều hơn.
chính là... Trên mặt Quách Đại Hải sinh ra vẻ ngượng nghịu. Phong Phi Vân nói, ngươi cho rằng ta không giết được người. Quách Đại Hải vội vàng thu hồi chiến đao, hắn cũng hạ lệnh những người khác thu hồi chiến nhận. Nếu thần vương đại nhân đã nói như vậy, vậy thì khẳng định là tuyệt đối nắm chắc việc ứng phó người cản thi này. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Bổ Thiên có hơi xem trọng liếc nhìn Phong Phi Vân, vốn ngay cả hắn đều cho là Phong Phi Vân sẽ mượn lực lượng Quách Đại Hải để đối phó hắn. Nhưng mà Phong Phi Vân lại cũng không làm như vậy, xem ra trước kia đúng là xem nhẹ hắn. Bổ Thiên bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ Phong Phi Vân này. Cách khách sạn linh vực 10 dặm có một vực sâu, bờ bên kia vực sâu là một vùng núi non đen ngòm, trong đó cây cổ thụ mọc rậm rạp, chướng khí cuồn cuộn. Ở trong màn đêm, có khả năng loáng thoáng thấy bóng dáng thân thể sinh vật khổng lồ bay giữa không trung, đôi mắt tựa như hai cái đèn lồng. Những sinh vật này cũng không dám tiếp cận khách sạn linh vực, thật giống như ở trong khách sạn linh vực có tồn tại cái gì đó đáng sợ, khiến cho bọn chúng chỉ dám hoạt động ở bên ngoài, phát ra những tiếng kêu to lành lạnh đáng sợ. Bổ Thiên giờ phút này liền đứng ở trên đỉnh một quả núi đen xì, y bào lay động, toàn thân tỏa ra khí lạnh khiếp người, khiến cho những sinh vật sinh hoạt trong bóng tối, đều vội vàng tránh xa. Phong Phi Vân đi trên cầu treo bằng dây cáp băng qua vực thẳm. Thân thể lay động ở giữa không trung. Hắn đi bước một về phía một mảnh rừng hoang nguyên thủy ở bên bờ đối diện kia, có vẻ cực kỳ thong dong. Thật sự muốn bắt đầu chiến. Không nghĩ đến người thiếu niên kia, lại thật sự dám ứng chiến. Ngay cả Quách thần tướng đều cung kính không thôi đối với thiếu niên này, xem ra thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản, nói không chừng trên người mang theo chấn thế sát binh nào đó, có thể nghịch thiên phạt tiên, quyết định càn khôn. Quách Đại Hải, Mạc quân sư, còn có 6 vị tướng quân lệnh thần vũ quân, tất cả cũng đứng ở bên đầu cầu qua vực thẳm này. Mỗi người đều giữ sắc mặt lạnh lùng, bọn họ biết thân phận của Phong Phi Vân, càng biết Phong Phi Vân đáng sợ thế nào. Ngay cả Thái Tể đều chết ở trong tay của hắn, nếu như hắn thật sự bắt đầu điên cuồng, tuyệt đối là khá dọa người. Quách gia, lão bản nương của nhà chúng ta muốn gặp ngài. Tiểu nhị đi tới phía sau Quách Đại Hải nhẹ nhàng nói, mắt nhung không ngừng gợn sóng. Dung nhan như tranh vẽ. Sau khi Quách Đại Hải nghe nói như thế, ngay cả tâm tư định xem cuộc chiến cũng không còn, trong lòng mừng rỡ không sao diễn tả nổi. Giao Giao lại đồng ý gặp ta, trời ạ, rốt cục nàng đồng ý gặp ta. Khách sạn linh vực, tựa như một mảnh rừng đá xây nên mà thành. Bên trong sương khói lảng bảng, mênh mông sâu xa không biết vô cùng vô tận. Do đó được gọi là linh vực. Một cung điện nằm giữa biển hoa. Trên đỉnh một tảng đá lớn trôi nổi ở độ cao hơn 10 thước trong hư không. Quách Đại Hải đi trên màn sương khói tích tụ lại thành bậc thang, đi vào trong cung điện này. Đây là lần đầu tiên hắn đi tới nơi này, linh khí trong khách sạn linh vực đậm đặc, vượt qua bất cứ một nơi nào hắn đã đến trước kia. Nơi này hẳn là chính là ở chỗ sâu trong khách sạn linh vực, coi như là có tiền cũng không được đến. Quách Đại Hải trong lòng cực kỳ thấp thỏm, tràn ngập kích động. Trong óc trong lại hiện ra một nữ nhân xinh đẹp mà không thô tục, diễm lệ mà lại tràn đầy vẻ thần tiên. Tại hơn 100 năm trước, Quách Đại Hải từng xông vào Cổ Cương vực, bước chân vào trong Thập Vạn Hà Sơn, tìm kiếm Vạn Yêu Cốc lưu lại trong truyền thuyết từ hơn 6.000 năm trước. Đồn đại nơi đó đã có yêu tộc vô cùng cường đại chiếm cứ. Nghe nói trong Vạn Yêu Cốc có kho báu yêu tộc lưu lại, sau khi các thế hệ sau của yêu tộc bị tiêu trừ, các kho báu Vạn Yêu Cốc và yêu tộc lưu lại đều chìm vào lòng đất. Nghe nói, có cường giả cái thế hơn đời tại Đồng Lô Sơn đã được nhìn thấy một khe núi chất đầy yêu thi, bên trong lóng lánh vạn trượng, tỏa ra ánh sáng thần thánh. Lại có linh khí vô chủ đang bay trên bầu trời, có đôi mắt yêu tộc vô cùng cường đại biến thành một mặt trăng và một mặt trời, trôi nổi trong khe núi. Quách Đại Hải lúc ấy cũng là bị những truyền thuyết này làm động tâm, vì vậy liền dẫn dắt một đội cường giả, đi đến Đồng Lô Sơn ở chỗ sâu trong Thập Vạn Hà Sơn tìm kiếm kho tàng của yêu tộc. Kết quả bọn họ vẫn còn chưa đi tới một nửa đường, liền bị linh thú và hung cầm trong mãng hoang giết đến thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Vốn Quách Đại Hải cũng là vô phương chạy ra được từ bên trong. Nhưng vào lúc hắn chật vật không chịu nổi, đã sắp tuyệt vọng thì thấy lão bản nương khách sạn linh vực. Nàng đi ra từ Thập Vạn Hà Sơn, khoác áo hổ cừu lông xù trắng nõn không tì vết. Mái tóc đen đung đưa, trên người không nhiễm một hạt bụi, giống như lăng ba tiên tử từ trên trời giáng xuống. Nói cũng kỳ quái, những mãnh thú cổ cầm hung ác này khi nhìn thấy nàng lại đều vội vàng tránh xa,
thật giống như đều là thú cưng do nàng nuôi dưỡng. Quách Đại Hải đi theo phía sau nàng rất xa, mới có thể giữ được mạng sống, từ bên trong chạy thoát đi ra ngoài. Sau đó, hắn một mạch đi theo vị nữ tiên tử này tới khách sạn Linh Vực. Sau khi nghe ngóng từ Hỏa Kế đại gia, hắn mới biết được nàng là lão bản nương khách sạn Linh Vực này, có tên gọi Giao Giao. Từ đó về sau, đến ngày cuối cùng mỗi tháng, hắn đều đến khách sạn Linh Vực ở lại cả đêm, vẫn còn điều động thần vũ quân chuyên môn bảo vệ khách sạn Linh Vực. Phàm là có người dám tìm đến khách sạn Linh Vực gây phiền toái, hắn sẽ là người thứ nhất ngăn chặn phiền toái lại. Gâu gâu. Một con chó sổm trắng tinh nằm phục ở trên cánh hoa màu đỏ, nó sủa hai tiếng với Quách Đại Hải. Thần tướng đại nhân thật đúng là một người cố chấp, hơn 120 năm đã qua, lại vẫn đúng kỳ là chiếu cố sinh ý của khách sạn Linh Vực, mỗi tháng đều chi 100 miếng linh thạch. E rằng tích góp trong đời của thần tướng đại nhân đều bỏ vào chỗ này. Trong đám mây khói, một âm thanh của nữ nhân tuổi còn trẻ động lòng người truyền đến. Quách Đại Hải sắc mặt xấu hổ, hắn nói. Ân cứu mạng không có gì để báo, đừng nói là đền bù tích góp một đời, mà cho dù là dâng lên cái mạng của ta đây, thì ta cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là ta có một chuyện không giải thích được. Trong âm thanh của nữ nhân kia tràn ngập nghi hoặc, Quách Đại Hải hết sức lo lắng nói. Nếu như những thứ ta biết đến, tuyệt đối biết gì nói nấy, nói ra hết. Ha ha, tiếng cười của nàng kia càng tràn ngập sức dụ dỗ, nàng hỏi. Nhân vật anh hùng giống như thần tướng đại nhân, vì sao lại phải cúi đầu trước mặt một thiếu niên kia rốt cuộc là ai a? Đây mới là nguyên nhân đích thực khiến lão bản nương tìm hắn. Quách Đại Hải biết nàng chỉ chính là Phong Phi Vân, hắn cũng biết vị lão bản nương này có tu vi tuyệt đối không bình thường, khẳng định biết chuyện phát sinh bên ngoài, cho nên mới hội cảm thấy tò mò mà hỏi hắn. Chỉ là thân phận của Phong Phi Vân cũng là một bí mật, khiến cho hắn cực kỳ gặp khó khăn. Cái, này, ta đương nhiên có khả năng nói cho Giao Giao, chỉ là vẫn còn xin Giao Giao hoàn toàn không nên nói cho người khác. Quách Đại Hải nói. Đó là tự nhiên. Quách Đại Hải thở dài một hơi, rồi nói. Kỳ thật hắn là yêu ma chi tử, Phong Phi Vân, cũng là đương kim thần vương. Thì ra là hắn. Âm thanh của nữ nhân ở bên trong kia mang theo vài phần nhẹ nhõm thoải mái. Nàng trầm tư chỉ chốc lát rồi nói. Tiểu nhị. Đưa thần tướng đại nhân đi ra ngoài, nhớ đưa cho thần tướng đại nhân một bình rượu ngon, miễn phí a. Trên một mảnh dãy núi đen ngòm kia, có một con thi vương đứng ở nơi này, trên người phủ đầy lân phiến. Ở chỗ miệng có rất nhiều điểm hư thối, nó gầm một tiếng, từ trong miệng phun ra thi khí tanh hôi, làm cho đám cổ thụ và lùm cây ở chung quanh đều bị héo rũ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến thành cành già lá úa. Đúng lúc Phong Phi Vân đi từ dưới chân núi lên, lớp lá rụng thật dày trên mặt đất bỗng nhiên bị cuốn tung lên, trong đó mang theo mùi vị gỗ cây mục nát. Chúng cuốn đến khiến cho mái tóc dài của hắn tung bay, làm cho gương mặt lạnh lùng mà góc cạnh của hắn lộ ra ở trong gió lạnh. Bỗng nhiên, Phong Phi Vân ngừng bước chân lại, nhìn lên đỉnh đầu đầy sao trời. Thân thể có hơi khẽ động, liền vọt lên một tảng đá lớn nhô ra như răng nanh. Dưới ánh sao, tảng đá lớn bầy lộ ra màu sắc xám như chì. Ngao! Từ trong thân thể Phong Phi Vân vạn thú cùng lao ra. Chúng phát ra một tiếng vạn thú cùng giống. Tiếng gầm tựa như rồng, như phượng, như sư tử, như báo, như trâu, như mãng xà. Làm rung động liên miên mấy trăm dặm núi cao. Đúng là so với âm thanh cô lang chu trong đêm vắng thì càng thêm khiếp người. Âm thanh bay thẳng tận trời cao, nó nện cho tầng mây trên màn trời vội vàng tan ra, khiến cho ánh sao sáng lạn trên bầu trời đêm trở nên càng lấp lánh hơn. Những vì sao đầy trời tựa như muôn vàn hạt bảo thạch đặt trên một miếng vải đen. Khi ánh sao rơi, mặt đất chung quanh đều phủ kín một tầng ánh huỳnh quang. Khi tiếng gầm tắt đi, trong những khu rừng nguyên thủy này vọng đến những tràng âm thanh tất tất tốt tốt. Không biết có bao nhiêu con mãnh thú đang lao nhanh về hướng bên này. Chúng phát ra những tiếng kêu liên tiếp, khiến cho mặt đất nơi này trở nên không thể yên tĩnh an bình nổi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Âm thanh càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng hung dữ mãnh liệt, thật giống như ngàn vạn quân mã đang lao nhanh về hướng bên này. Một tiếng sói tru rung động mặt đất, một con sói khổng lồ mặt mày hung ác, toàn thân phủ lớp lông rậm đen xì. Nó tựa như một quả núi nhỏ đang lao nhanh về hướng bên này. Một sinh vật với thân hình con voi to lớn, nó vỗ đôi cánh dài mấy chục thước bay đến từ bầu trời xa xa.
ở cách hơn 10 dặm đã có thể thấy được thân thể cao lớn của nó. Phong Phi Vân liền đứng ở trên một khối đá xanh thật lớn, đối diện với Bổ Thiên ở chỗ chân núi xa xa. Vô số mãnh thú tụ tập đến phía sau Phong Phi Vân, vô số ánh mắt xanh lè tràn ngập trong màn đêm, cực kỳ dọa người. Người có thì vương tương trợ, ta cũng có vạn thú phò ta. Người thắng làm vua, kẻ bại thành thây. Hy vọng ân oán với Tử Minh Thi Động các ngươi sẽ kết thúc vào hôm nay. Âm thanh của Phong Phi Vân cực kỳ bình thản, hắn gọi ra Thiên Tủy Binh Đảm, biến thành một cây chiến mâu phong cách cổ xưa với những tia sáng trắng lấp ánh, tựa như một cây quyền trượng tử vong tàn sát muôn dân. Trừ phi ngươi chết, nếu không ân oán này liền vô phương kết thúc. Cản thi bào trên người Bổ Thiên tung bay, hắn cầm cản thi linh màu tím trong tay, chung quanh người gió lạnh phần phật, trên mặt đất có những cánh tay xác chết chui từ dưới đất lên. Chúng tựa như thi quỷ đi ra từ trong địa ngục. Đúng vào khoảng khắc trên mặt đất nứt ra kia, từ dưới lòng đất truyền đến một tia dao động kỳ dị. Phong Phi Vân hơi nhắm đôi mắt, linh tính rung động. Hắn đang cảm giác nhịp đập dưới mặt đất. Trong lòng đất không ngờ có một con Tử Hà linh mạch, bởi vì nó giấu ở chỗ sâu trong lòng đất, bị cường giả tuyệt đỉnh che giấu khí tức linh mạch, cho nên lúc trước Phong Phi Vân đi tới nơi này mới không có cảm giác ra được linh mạch dao động. Nhưng mà do Bổ Thiên muốn lấy cản thi bí thuật, để triệu hồi ra lão thi chôn trong lòng đất. Nó bị bám theo một tia Tử Hà linh khí, lúc này mới khiến cho Phong Phi Vân đã nhận ra khí tức Tử Hà linh mạch. Hảo, hôm nay liền mượn tay ngươi, đột phá thiên mệnh đệ ngũ trọng. Sau khi Phong Phi Vân luyện hóa Phật lực do đàn thanh tố cho, liền đã đạt tới cấp bậc thiên mệnh đệ tứ trọng đỉnh cao. Nhưng một mực khổ nỗi hắn không tìm được cơ hội đột phá. Hiện tại thì tốt rồi, dưới lòng đất lại có một con linh mạch Tử Hà linh mạch dị trùng. Mượn Tử Hà linh mạch, lại phụ trợ thêm Thiên Tủy linh đan, hẳn là có thể đạt tới thiên mệnh đệ ngũ trọng. Chiến. Trên người Phong Phi Vân chiến ý càng đậm, một vạn con dị thú chiến hồn hồn xông ra từ trong thân thể. Tựa như nơi này biến thành không gian vạn thú, tràn ngập cả màn trời. Sau đó hắn liền nhắc chiến mâu, xông thẳng ra ngoài. Vô số mãnh thú phía sau kia, tất cả cũng phát ra tiếng gầm vang kéo dài, chúng rậm rậm những cái chân cực lớn mà đạp lên núi cao cùng đi theo phía sau Phong Phi Vân. Cứ như thế chúng đạp vỡ một vùng cây cối, tựa như một dòng nước lũ phá hủy tất cả kia. Một màn này thật sự rất kinh người. Ở trên vách đá bờ bên kia, những thương nhân và tu sĩ này đều trố mắt đứng nhìn. Chỉ nhìn thấy vạn thú cùng rậm, nện cho mặt đất không ngừng rung động, tựa như phải đào mặt đất văng đi tung tóe. Người thiếu niên kia kêu lên một tiếng, là đã có thể gọi đến vạn thú trong núi ủng hộ. Chẳng lẽ hắn là một vị ngự thú sư vô cùng cường đại? Không có thể chứ, vẻn vẹn chỉ là một tiếng thét dài là có thể gọi đến Hắc Tham Lang và Dạ Cốc Tượng. Bản lĩnh thế này, sợ là chỉ có 10 vị Phật tôn ngự thú trai kia tự mình ra tay mới có thể làm được. Hơn nữa các ngươi thấy không có, không chỉ có chỉ là dị thú, mà ngay cả những mãnh thú còn chưa tu luyện có tính hiệu nghiệm rõ ràng, tất cả cũng bị hắn điều động đến. Bản lĩnh ngự thú thế này, cả thần tấn vương triều không tìm ra nổi 5 người. Có lẽ có người có thể dễ dàng khống chế dị thú và mãnh thú, nhưng mà cũng tuyệt đối không làm được nhẹ nhàng như vậy. Càng không thể điều động số lượng khổng lồ như thế. Theo cảm giác của ta, hắn chính là một vị chiến thú vua. Đương nhiên đó vẻn vẹn chỉ là thương khách bình thường và võ giả bình thường thấy được trong mắt. Mà một chút vị tu vi cường đại, ngay trong khoảnh khắc thấy được vô số dị thú chiến hồn trong chạy ra từ thân thể Phong Phi Vân kia, khi đó bọn họ liền đồng thời biết người thiếu niên kia là ai. Thì ra đây là yêu ma đi ra, khó trách Quách Đại Hải cung kính như vậy đối với hắn. Một ông lão vuốt ve tròm râu dưới cằm, trong lòng đang suy tư nguyên nhân Phong Phi Vân đi tới một vùng khỉ ho cỏ gáy này. Hắn chính là yêu ma chi tử, trong cơ thể có yêu huyết, chẳng lẽ hắn cũng đến đây kho báu yêu tộc giấu trong đồng Lô Sơn? Là hắn. Bên kia bờ vực thẳm, trong số đám người có tu sĩ của thế gia Bắc Minh. Bọn họ ở Thần Đô đã từng nhìn thấy Phong Phi Vân. Vốn bọn họ chỉ là được điều động đến Cổ Cương vực để thương thảo liên minh với thủ lĩnh một bộ lạc cường đại. Bởi vì người của triều đình đều đang truy giết bọn họ, cho nên bọn họ mới giả trang thành hình thức thương nhân, bề ngoài tuyên bố chính là thương đội của hiệu buôn Bắc Thủy, đến Cổ Cương vực thu mua chiến thú kỳ ngưu cùng mãnh thú sư tử hổ báo các loại. Bọn họ lúc trước cũng không quá chú ý Phong Phi Vân, cho đến khi Phong Phi Vân và Bổ Thiên triển khai chiến đấu trong dãy núi đen xì kia, mới có người đoán ra được thân phận của Phong Phi Vân. Thế ra Bắc Minh với Phong Phi Vân có đại thù,
chủ nhân thế gia Bắc Minh đã bị Phong Phi Vân giết chết. Sau đó gia tộc lại gặp phải triều đình Lôi Đình công kích, nguyên khí tổn thương nặng nề. Trong trận đấu tranh chính trị này, thế gia Bắc Minh thua, trở thành đối tượng bị triều đình đuổi giết tàn sát. Trước kia nở mày nở mặt vô hạn, hiện tại lại phải lén lút hành động, tất cả điều này đều là nhờ Phong Phi Vân ban tặng. Hai người dẫn đầu hiệu buôn Bắc Thủy, trong đó một người là ông lão đã ngoài 70, tóc hoa râm, da rẻ hồng hào, trên lưng đeo một thanh long hình linh kiếm, có một loại phong thái thần tiên vượt khỏi đời thường. Lão tên là Bắc Minh Cống, chính là một vị cường giả trực hệ thế gia Bắc Minh. Vốn lão đang tu luyện trong một tòa tiên giáo, nhưng mà nghe nói thế gia Bắc Minh đã gặp phải đại kiếp, vì vậy liền chạy trở về. Người khác, trên người bọc trường bào thật dày màu đen, cả đầu và mặt đều được bao bọc ở bên trong, hiển nhiên thân phận của nàng không phải chuyện đùa, không thể bại lộ. Chỉ là chiếc áo choàng màu đen rộng rãi này lại vẫn không lấn át được đường cong mơ hồ có thể tìm ra kia. Mỗi khi có gió thổi qua, áo choàng bị hất lên, đường cong động lòng người liền phát họa bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn, cực kỳ lộng lẫy. Bắc Minh Cống giữ thái độ cung kính đối với người thần bí mặc áo choàng màu đen này, lão nói. Phu nhân, chuyến này chúng ta trước hết phải đi thương thảo việc liên minh với Thiên Vu Bộ, có lẽ không nên gây thêm rắc rối. Muốn giết Phong Phi Vân thì cơ hội còn có rất nhiều. Không, Phong Phi Vân nhất định phải chết. Trong âm thanh của nữ nhân bao bọc dưới chiếc áo choàng màu đen kia tràn ngập hận ý. Sát khí lạnh lẽo, khiến cho rất nhiều tu sĩ chung quanh đều nảy sinh sợ hãi phát ra từ nội tâm, nơm nớp lo sợ. Bắc Minh Cống cũng câm như hến không dám nhiều lời nữa. Bờ bên kia, núi non rung động, vạn thú giống dài. Một cây cổ thụ sinh trưởng đã mấy trăm năm chỉ trong nháy mắt liền bị một con mãnh thú lực lớn vô cùng vô tận đánh ngã. Càng nhiều mãnh thú băng qua làm cả đỉnh núi đều biến thành đất trống. Phong Phi Vân mang theo trường mâu, chân đạp luân hồi tật tốc vội vàng lướt tới. Thân thể tựa như một ngôi sao băng đạp vỡ đầu lão thi vừa mới nhô ra từ trên mặt đất, một mâu đâm tới bả vai Bổ Thiên. Leng keng. Bổ Thiên nheo mắt lại, cản thi linh màu tím trong tay biến thành một cái chuông lớn. Nó va đập cùng thiên tủy binh đảm đã biến thành trường mâu, những đốm lửa bắn ra bốn phía, âm thanh vang lên tựa như thiên trung chuông nhà trời. Trường mâu đâm tới khoét thủng cản thi linh, một khối nhỏ huyền tinh âm đồng rơi là tả xuống. Thật sắc bén. Bổ Thiên vội vàng thu hồi cản thi linh, thân thể bật lui. Hắn thúc giục một vị thi vương kia đi nghênh chiến Phong Phi Vân. Ngao. Trên người thi vương phủ đầy thiết lân. Trên mỗi một phiến thiết lân đều thiết lập hoa văn rực rỡ làm lóe ra hào quang, tựa như nó đang khoác một món chiến giáp bất bại. Một trường đánh ra, bảy con long hổ bay ra với lực lượng cực kỳ hung hãn. Lực lượng bảy con long hổ, chính là lực lượng cấp bậc cự phách. Thân thể Phong Phi Vân bật thật mạnh lên cao hơn 100 thước, tránh thoát uy lực của bảy con long hổ. Rồi hắn lao từ trên xuống, tựa như một ngôi sao băng đâm sầm xuống đất. Nó khiến cho một quả núi nhỏ dưới chân thi vương đều bị san bằng, phát ra những âm thanh kinh thiên động địa. Khói bụi bay cuồn cuộn, những tảng đá nặng vạn cân lăn loạn xuống vách núi. Những mãnh thú và lão thi đều bị một cỗ lực lượng kia đánh chết nhăn răng, thân thể bị quẳng ra ngoài. Trong đầu thi vương đã sinh ra một chút trí tuệ, nên hắn cũng không bị công kích đến. Hắn đứng ở xa hơn 100 thước, dưới ánh sao, trên bề mặt thi thân lóe ra âm quang. Bỗng nhiên, nó nhấc lên từ mặt đất một khối đá cao hơn 30 thước ở bên cạnh người. Hai tay giơ cao, bắt đầu thét dài. Rồi đột nhiên nó nện tảng đá lớn nặng trên trăm vạn cân đi ra ngoài. Nó cũng biết không đụng vào được thiên tủy binh đảm trong tay Phong Phi Vân, đó là một món thần nhận có thể chém vỡ linh khí. Nên mặc dù là trên người nó có lân phiến hoa văn rực rỡ thì cũng không ngăn cản được. Cho nên hắn đứng xa xa công kích Phong Phi Vân. Dầm. Bàn chân Phong Phi Vân đạp mạnh một cái, dưới chân khoét ra một cái hố to, cả người đột ngột bật lên cao. Trên hai cánh tay đều bốc cháy lên ánh lửa, lực lượng dị thú chiến hồn tràn ngập trên cánh tay, nó bộc phát ra một cỗ chiến lực vô cùng mãnh liệt. Trường mâu xuyên thủng tảng đá, thân thể Phong Phi Vân xuyên qua tảng đá, hai tay mang theo trường mâu tựa như cầm một cái búa lớn khai thiên từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng về hướng thi vương. Trường mâu thật sự biến thành cự phủ. Mạnh mẽ mà lại nặng nề. Nó mang theo hỏa diễm đầy trời, lực lượng cường đại đến kinh động sợ hãi lòng người. Dầm! Nào ngờ cự phủ này lại bị thi vương tiếp được. Một đôi cánh tay thiết lân nâng đỡ hai bên cự phủ,
nó dùng tư thế lấy tay không tiếp giao sắc mà đón nhận lực lượng cự phủ. Tất cả lực lượng đều truyền vào dưới chân, lập tức khiến cho một vùng mặt đất mấy chục thước đều sụt xuống đến gần ba thước, trên tay nứt ra rất nhiều đường hoa văn lớn. Đây chính là lực lượng của Thi Vương. Không hổ là Thi Vương, nhưng mà phản ứng vẫn còn rất cứng ngắc. Hẳn là hắn vừa mới tấn chức làm Thi Vương, vẫn còn chưa trải qua thử thách chiến đấu. Cự phủ trong tay Phong Phi Vân biến thành chiến đao dài 7 thước, lướt qua giữa hai tay Thi Vương mà bổ vào đỉnh đầu Thi Vương. Chiến đao bổ xuống làm bắn ra những tảng lớn tia lửa ra bên ngoài. Bốp! Đỉnh đầu Thi Vương bị một tầng thiết lân xuyên qua, một luồng thi khí đen xỉ phun trào ra. Từ trong đầu lâu bị nứt ra có một thanh huyết kiếm bay ra, nó đâm thẳng vào tim Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vội vàng thu đao, biến thiên tủy binh đảm thành thần thuẫn màu trắng. Khi bị huyết kiếm kia nện mãnh liệt, thân thể Phong Phi Vân bị chấn động mạnh, đầu khớp xương hai tay đều giống như muốn bị bẻ gãy. Hắn bật lui mạnh ra ngoài, để lại trên mặt đất một vết lõm hình máng thật sâu. Phong Phi Vân, đây là sự chênh lệch về lực lượng. Tu vi của ngươi quá thấp, coi như nắm giữ thần binh lợi khí thì cũng không có khả năng chiến thắng Thi Vương. Bổ Thiên rơi xuống bên cạnh Thi Vương. Hắn đặt một chiếc thi phù máu chảy đầm đìa trong tay lên đỉnh đầu Thi Vương, vết nứt bị Phong Phi Vân chém ra được chữa trị trong nháy mắt. Khí tức trên người Thi Vương càng khiếp người hơn, do bị Phong Phi Vân chọc giận, thi khí tràn ngập trên người tựa như một thi vụ đen xì. Chỉ trong nháy mắt hắn liền hạ xuống trước mặt Phong Phi Vân, một chảo chụp về hướng đầu Phong Phi Vân. Ngao! Một con hung lang màu đen thật lớn xông đến. Nó cao gần 8 thước, hàm răng sắc bén. Vào lúc Thi Vương vẫn còn chưa chộp vào trên người Phong Phi Vân, nó liền ngoạm một cái cắn Thi Vương, sau đó nuốt vào trong bụng. Đây là một con hắc tham lang, nó đã tu luyện 900 năm, sắp sửa bước vào hàng ngũ linh thú. Nó chính là một vị mãnh thú vương giả trên vùng đất hoang vu vắng vẻ này. Con thú to lớn này quả là cực kỳ hung dữ mãnh liệt, rất nhiều người đều tận mắt thấy nó ăn sống nuốt tươi Thi Vương thì kinh ngạc đến cằm đều phải rơi trên mặt đất. Loại cấp bậc chiến đấu này, quả thực khiến trái tim người xem không ngừng co thắt lại. Nếu như con hắc tham lang này chạy sang bờ vực thẳm bên kia, không biết có bao nhiêu người sẽ trở thành thức ăn trong bụng nó. Bỗng dưng, thân thể cao lớn của hắc tham lang trở nên luống cuống, nó phát ra tiếng kêu cực kỳ đau đớn. Trên da nó đã bắt đầu có máu chảy, những sợi lông màu đen đều bắt đầu bị máu chảy đầm đìa bết lại. Rầm! Thân thể khổng lồ của con lang bị xé rách, Thi Vương mặt mày hung ác, trong miệng vẫn còn ngậm một khối xương đầu của hắc tham lang. Trong khi gặp, lân phiến trên người nó đều dựng lên với những giọt huyết châu đang lăn lăn. Nó phát ra âm thanh cạc cạc, chỉ một chảo đã chụp nát một cây thiết liễu mộc đường kính ba thước ở phía sau Phong Phi Vân, đồng thời xé rách một góc trang phục của Phong Phi Vân. Mà Phong Phi Vân thì trước đó một bước đã bay lên đứng trên ngọn cây. Hắn nhìn qua một góc trang phục bị rách nát mà có hơi nhíu mày. Trời ạ, hắc tham lang lại đều bị Thi Vương kia xé sát, mà đó chỉ vẻn vẹn là một con vừa mới trở thành Thi Vương, chiến lực liền đã đáng sợ như thế. Nếu như là Thi Vương đích thực, vậy không biết còn khủng bố đến đâu. Tử Minh Thi Động chính là thi động truyền thừa từ thuở xa xưa, nội tình sâu không lường được. Số lượng Thi Vương tuyệt đối không ít, thậm chí còn có thể có được Thi Vương chi vương với chiến lực so với chân nhân. Khó trách Tử Minh Thi Động kiêu ngạo như vậy, mạnh mẽ xuất hiện, có khí thế đủ để tranh đoạt thiên hạ. Nghe nói Tử Minh Thi Động có nhân vật cực kỳ khủng bố đang âm thầm sắp xếp, muốn mượn thi phủ minh bảo từ thời thượng cổ để thu phục nữ ma, luyện hóa ra vô thượng chiến thi. Nữ ma chính là thi tà cường đại nhất gần mấy ngàn năm mới xuất hiện. Rất nhiều thi động đều muốn phải thu phục luyện hóa nàng, đã âm thầm thu xếp thật lâu. Tử Minh Thi Động có dã tâm cũng quá lớn, nhưng mà những thi động truyền thừa cổ xưa này cũng không thể suy đoán theo lẽ thường. Vẻn vẹn chỉ là xuất ra một con thi vương, là có thể đủ. Đó là cái gì vậy? Tại sao ta cảm giác được một sự lạnh lẽo phát ra từ nội tâm, thật giống như đã đến âm tào địa phủ? Rất nhiều người đều cảm nhận được một cỗ âm khí mức độ cao nhất này mà dựng ngược tóc gáy, tựa như đột nhiên bỗng rơi xuống hầm băng. Một cỗ âm hàn chi khí kia, chính là tản mát ra từ trên người Phong Phi Vân, tràn ngập cả thiên địa. Không biết từ khi nào, trong tay Phong Phi Vân đã có thêm một cái quan tài hoàng thạch. Hai tay hắn nâng lên, trôi nổi trước người. Cỗ quan tài hoàng thạch cũng không biết xa xưa đến mức độ như thế nào. Trên bề mặt nó có khí tức phong cách cổ xưa u oán mà lạnh lẽo,
lớp đá bên ngoài đã bắt đầu bong chóc rơi xuống. Một chút hoa văn chạm khắc thờ cúng ở trên bề mặt cũng trở nên vô cùng lờ mờ và mơ hồ. Nhìn thấy cái quan tài đá này, ngay cả một con thi vương hung dữ mãnh liệt kia cũng cảm giác được sự sợ hãi. Nó hơi lui về phía sau một bước. Cái quan tài đá này, chính là Phong Mặc dùng một cái xương đùi của Diêm Vương để trao đổi với binh tiễn thi động mà có được. Nó cũng là tín vật liên minh giữa Phong Gia và binh tiễn thi động, một mực đặt ở trên người Phong Phi Vân, vẫn còn chưa trả về Phong Gia. Giá trị của cái quan tài đá này, tuyệt đối có thể so sánh với cái xương đùi của Diêm Vương. Ngọa Long Sinh đã từng nói với Phong Phi Vân, cái quan tài đá này chính là táng quan thủ lĩnh bộ lạc viễn cổ từ thời kỳ đồ đá. Bên trong đã từng đặt một vị chân nhân, chỉ là thời gian trôi qua đã quá lâu, ngay cả thi thể của chân nhân cũng đã biến thành hư vô. Nhưng mà trong quan tài đá vẫn ẩn chứa lực lượng vô cùng thần bí, nhưng lại vẫn còn lưu lại được đạo kinh và phép tắc thần thông do chân nhân lưu lại. Phong Phi Vân đã từng suy đoán, Phong Mặc là muốn dùng cái quan tài đá này để trấn áp nữ ma, thống nhất phủ Nam Thái. Nếu như suy đoán này đúng, như vậy cũng đã nói lên, cái quan tài hoàng thạch này đích xác có lực áp chế tuyệt đối với thi tà. Ngay cả nữ ma đều có thể sẽ bị trấn áp, huống chi chỉ là một khối thi tà vừa mới tấn chức thi vương. Đây là một cỗ quan tài tràn ngập tà tính, khí tức u ám kia làm cho người ta có một loại cảm giác gần tử vong đến vô hạn. Đây là cái hoàng thạch quan do tổ tiên binh tiễn thi động đào ra được từ trong vũ hóa mộ viên, làm thế nào lại ở trong tay của ngươi? Bổ Thiên vốn là một người tỉnh táo, nhưng mà giờ phút này cũng không thể tỉnh táo được chút nào. Trên hoàng thạch quan mơ hồ có hoa văn, khiến cho hắn cảm giác kinh động sợ hãi. Tử Minh thi động và binh tiễn thi động đều là một trong những thi động xa xưa nhất ở phủ Bắc Cương. Tổ tiên của Tử Minh thi động cũng từng tham gia vào trong một hồi tranh đoạt kia. Cái hoàng thạch quan này có lực áp chế đặc thù đối với thi tà. Mỗi đại thi động cũng đều muốn có được nó, nhưng mà cuối cùng vẫn bị binh tiễn thi động đoạt đi. Trong đôi mắt xanh mượt của thi vương kia tràn ngập vẻ sợ hãi. Nó không ngừng phát ra tiếng gào luống cuống, chân thì đạp mạnh trên mặt đất, làm cho mặt đất bị nứt ra từng tấc. Trên bàn tay Phong Phi Vân ngưng tụ một mảnh sương mù màu tím. Hắn nâng quan tài hoàng thạch rồi nói. Hôm nay ta liền xem một chút, cỗ quan tài hoàng thạch này có thể trấn áp một con thi vương hay không? Hiu! Phong Phi Vân bay dựng lên từ trên đỉnh ngọn cây, thân như con chim bay lượn, hai tay ôm quan tài hoàng thạch, sau đó đánh đi ra ngoài. Quan tài xoay tròn bay ngang trong không khí đến trấn áp thi vương. Thi vương kêu gào càng hung tợn hơn, trong miệng thốt ra một mảnh thi vụ đen xì. Những thi vụ này biến thành hơn 1000 cái xúc tua, bắt hết những tử thi đi ra từ lòng đất này, rồi chồng chất chúng thành một tòa thi sơn khủng bố chất đầy thây người. Trên thi sơn có cốt hỏa thiêu đốt, vô số lão thi đang kêu thảm thiết, nhưng mà nó lại căn bản không ngăn được hoàng thạch quan. Thi sơn bị nện đến chia năm xẻ bảy. Quan tài hoàng thạch trực tiếp oanh kích ở trên đỉnh đầu thi vương. Tựa như một mảnh bầu trời hủ bại, đè một đôi đầu gối của thi vương đều bị lún vào trong lòng đất. Ngao! Thi vương hai tay nâng quan tài hoàng thạch, cực kỳ cố hết sức tựa hồ như nâng một quả núi lớn. Thân thể hắn không ngừng lún xuống, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm xé ruột xé gan. Phong Phi Vân bay xuống trên đỉnh quan tài hoàng thạch, đạp lên mặt trên. Trong tay hắn mang theo một cây chiến mâu trắng tinh. Cả người thẳng tựa như một cây thương. Bàn chân hắn dẫm mạnh về nắp quan tài hoàng thạch một cái, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền xuống, nện cho 7, 8 phiến lân phiến trên người thi vương bay đi ra ngoài, trên tay bốc lên khói xanh loằng ngoằng. Trong khi Phong Phi Vân xem ra hoàng thạch quan có nhiệt độ bình thường, thì thi vương khi bị chạm vào lại giống như đang nâng đỡ một chiếc hỏa lò, phải luyện hóa thi thân của nó. Dưới ánh sao đầy trời, một nam nhân mang theo chiến mâu dậm chân trên một cái quan tài hoàng thạch. Một con thi vương bị trấn áp gắt gao, trong miệng thi vương phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, phảng phất như thân thể đang bị luyện hóa. Một màn cực kỳ kinh sợ, một số thương khách bị dọa đến trong lòng run sợ. Mặc dù bọn họ đã chứng kiến không ít cảnh đời, nhưng mà lại vẫn bị một luồng âm khí tản mát ra từ quan tài hoàng thạch kia làm cho kinh động sợ hãi đến khó có thể nhúc nhích. Lại còn nam nhân tà tính đứng ở trên quan tài hoàng thạch. Đây là một cái quan tài cổ tuyệt thế vô song. Niên đại khó có thể khảo cứu. Nhưng mà ta cảm giác, nếu như mở cỗ quan tài này ra, chỉ sợ có thể đem đè chết chân nhân ở bên trong. Trong khách sạn linh vực có ba ông lão mặc ngân bào thật dài. Bọn họ cũng không đến vách đá đi xem cuộc chiến,
mà ngồi an vị trong một phòng thượng đẳng ở dãy chữ thiên, nhưng mà lại hiểu rõ đầu đuôi đối với tình hình chiến đấu của trận chiến này. Ba ông lão này chính là người của thần linh cung, đã ở tại khách sạn linh vực hơn một tháng. Một ông lão khác nói, đây là một nhân tài thiên tư tuyệt đỉnh, nhìn cách sử dụng công pháp thần thông, hẳn là chính là yêu ma chi tử kia của thần Tấn Vương Triều. Quả nhiên là tài hoa hơn người trong truyền thuyết, về thiên phú bẩm sinh có thể so với ngũ đại thần đồ của thần linh cung. Nếu như có thể thu nạp hắn vào thần linh cung thì tốt, với thiên phú bẩm sinh của hắn, khả năng đạt tới cảnh giới chân nhân là rất cao. Căn cứ vào tin tức, Xâm La Điện cũng có ý lôi kéo hắn. Xem ra Phong Hoàng sau khi chạy ra từ Đồng Lô Sơn, e là đã biết không ít những điều mà thần linh cung chúng ta cũng không biết. Việc lôi kéo Phong Phi Vân, rất có thể có liên quan đến kho báu thần tàng của yêu tộc trong Đồng Lô Sơn. Việc này còn chờ xem xét, dù sao tính khả năng không lớn. Hơn nữa Phong Hoàng bị nhốt ở trong Đồng Lô Sơn gần 2.000 năm mới thoát ra được. So với ai khác thì hắn biết rõ ràng sự khủng bố của Đồng Lô Sơn, hẳn là sẽ không lại đi vào Đồng Lô Sơn. Nói rất đúng, mục đích chuyến đi này của chúng ta vẫn còn phải thăm dò thật rõ xem tu vi hiện tại của Phong Hoàng rốt cuộc đạt tới mức độ như thế nào. Nếu như cường đại đến mức uy hiếp tới địa vị trí cao của thần linh cung chúng ta, như vậy có lẽ phải nhanh chóng loại trừ hắn. Bên ngoài khách sạn linh vực, những người đó càng kinh ngạc hơn. Một đám người kia của thế gia Bắc Minh giờ phút này có hơn phân nửa đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trên mặt Bắc Minh Cống cũng hiện ra vài nếp nhăn, lão nói. Người này có chiến bảo trên người quả thực lợi hại, mỗi một món báu vật đều đủ để ngang với báu vật chấn tộc của một đại hình gia tộc. Thiên tủy binh đảm trong tay Phong Phi Vân và quan tài hoàng thạch mới xuất ra kia đều là chiến bảo vô thượng. Chỉ cần là người có đủ nhãn lực, đều có thể thấy giá trị của hai món đồ này. Mặc dù là cự phách đều sẽ thèm thuồng không thôi. Nữ nhân toàn thân đều bọc áo choàng màu đen kia, cơn ớn lạnh trên người cực kỳ đậm đặc. Trong khe hở áo choàng lộ ra một đôi mắt tuyệt đẹp, ánh mắt hắc bạch phân minh, lông mày thật dài, gấp khúc mà tinh tế. Đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp một cái, liền làm cho người ta có một loại cảm giác bị đè nén mãnh liệt. Đây tuyệt đối là một nữ nhân có thân phận cao quý, dáng dấp sang trọng trên người kia thì công chúa hoàng gia bình thường đều không thể học nổi. Bắc Minh Cống hỏi, phu nhân, có lẽ chúng ta tìm cơ hội khác rồi lại ra tay vậy. Ta không chờ được lâu như vậy. Từ trong bộ áo choàng màu đen truyền ra một âm thanh của nữ nhân cực kỳ dễ nghe, nhưng mà giờ phút này lại lạnh lùng đến cực điểm. Chiếc áo choàng màu đen vừa phiêu bạt, ngọc thể thướt tha liền thuận gió lướt đi. Dáng người uyển chuyển duyên dáng như múa lượn một cái rồi dọc theo cái cầu dài bằng xích sắt bắc qua vực thẳm, lập tức liền biến thành một bóng hình đẹp đẽ, khắc họa ra một độ cung duyên dáng rồi rơi xuống trên đỉnh quả núi cao đen ngòm kia. Nơi nào nó đi qua, những mãnh thú ác điểu này bị đánh bay toàn bộ ra ngoài xa. Chương 992, Hắc bào nữ tử. 2. Khí tức cường đại trên người của nàng làm cho không khí đều phải run rẩy theo. Đây tuyệt đối không phải điều mà tu vi cự phách bình thường có thể có được. Trời ạ, lại có cường giả siêu cấp xuất thủ. Đây là nàng sẽ đối phó với thiếu niên kia, hay là định đánh nhau với vị cường giả Tử Minh Thi Động. Phong Phi Vân vừa toàn lực trấn áp Thi Vương, vừa đánh nhau với Bổ Thiên. Linh khí trên người hoàn toàn bị điều động hết, thần kinh căng thẳng đến mức độ cao nhất. Hắn cảm giác được phía sau có khí tức khủng bố truyền đến. Đây tuyệt đối là khí tức mà một vị cự phách đích thực mới có được. Một vị cự phách xông đến. Tu vi của Bổ Thiên chính là bán bộ cự phách hậu kỳ. Nhưng mà hắn đúng là người cản thi, nên hắn tịnh không am hiểu dùng kỹ năng chiến lực của bản thân. Thứ mà hắn càng am hiểu hơn chính là khống chế thi tà chiến đấu. Cho nên Bổ Thiên mặc dù là tu vi bán bộ cự phách hậu kỳ, nhưng hắn cũng chỉ có thể phát huy ra được sức chiến đấu của bán bộ cự phách trung kỳ. Phong Phi Vân mượn tốc độ siêu phàm và thiên tủy binh đảm sắc bén nên còn có thể tạm thời giao chiến cùng hắn mà không rơi vào hạ phong. Còn một khối thi vương kia mặc dù cường đại, nhưng mà dù sao chỉ là một thi tà vừa mới tiến vào cảnh giới thi vương, thân thể vẫn còn rất cứng ngắc, tư duy chiến đấu cũng còn cực kỳ bạc nhược. Chiến lực mà nó đích thực có thể phát huy ra được cũng chỉ có tương đương bán bộ cự phách hậu kỳ. Có quan tài hoàng thạch có thể khắc chế nó, nên cho dù có uy hiếp, nhưng mà uy hiếp lại cũng không phải quá lớn. Phong Phi Vân vốn chính là muốn lợi dụng một trận chiến này với Bổ Thiên và Thi Vương để lại đột phá vào cảnh giới thiên mệnh đệ ngũ trọng, cho nên mới dám mạo hiểm vượt biên đánh một trận.
nhưng mà hắn lại không nghĩ xảy ra biến cố, lại xuất hiện thêm một vị cường giả cấp bậc cự phách đích thực cũng tham gia vào. Đây chính là khí tức cấp bậc cự phách hàng thật giá thật. Có thể đạt tới cảnh giới cự phách, liền đã là bước chân vào nhân vật cấp bậc lão làng trong tu tiên giới ở Thần Tấn Vương Triều. Cứ tự suy xét một lượt, loại thần tướng chấn thủ một phủ biên cương giống như Quách Đại Hải đều vẻn vẹn chỉ là cảnh giới cự phách, liền biết cao thủ cấp bậc cự phách có số lượng rất ít ỏi. Phong Phi Vân, để mạng lại. Một âm thanh của nữ nhân vang lên, sát ý tràn trề. Trên hai tay triển khai một loại linh thông cái thế hơn đời, nhổ bật một quả núi nhỏ cao hơn 100 thước, rồi trực tiếp đè ép xuống về hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân từ lúc cảm giác được khí tức khổng lồ của nữ nhân mặc hắc bào này, hắn liền lập tức thu hồi quan tài hoàng thạch, mang theo chiến mâu, độn đi thật xa. Quả núi nhỏ của hắc bào nữ tử này rơi trên đỉnh đầu Thi Vương, đè Thi Vương vào lòng đất. Ngao! Quả núi nhỏ rung động, từ mặt đất bay ngược lên cao. Đúng là Thi Vương đang bị đè ở bên dưới đã nhấc nó lên, rồi hắn nện thẳng về phía trước về hướng hắc bào nữ tử. Thật khó chịu. Hắc bào nữ tử vung ống tay áo lên, một quầng ánh sáng lành lạnh cuốn đi ra ngoài, trực tiếp đánh nát quả núi nhỏ kia. Khí lạnh bao bọc thân hình Thi Vương, hàn băng hoàn toàn làm đông cứng thân thể Thi Vương, biến nó thành một tảng băng lớn. Phong Phi Vân mang theo thiên tủy binh đảm đứng ở xa xa. Hắn hạ xuống trên lưng một con voi lớn với cánh dài. Nó đang bay giữa không trung, tránh lui ra rất xa. Trong đồng tử của hắn có ánh lửa bập bùng, giống như hai con phượng hoàng. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào dáng người yểu điệu của hắc bào nữ tử kia, giống như phải nhìn thấu hắc bào trên người nàng. Rốt cuộc nàng là ai, vì sao phải giết ta? Sát khí trên người nàng thật sự quá đậm đặc, sát khí biến thành đao kiếm. Nó chém cho cỏ cây trên đỉnh núi kia bị nghiền nát thành phấn mạt. Chỉ một lời nàng liền hô lên tên của ta, hiển nhiên đã từng thấy ta. Hơn nữa nàng mặc hắc bào, không chỉ có để bao bọc toàn thân, che giấu tất cả tức giận, mà còn có thể đủ phong bế người khác dùng thần thức dò xét. Hiển nhiên thân phận của nàng cực kỳ đặc thù, không cho phép bất luận kẻ nào biết được. Rốt cuộc nàng là ai, với ta có thù hận khó lường gì? Trong óc Phong Phi Vân xẹt qua những ý nghĩ này như tia chớp, rất khó đoán được thân phận của nàng. Căn cứ vào cấp bậc tu vi của nàng, Phong Phi Vân suy đoán chỉ có vài người lọt vào vòng đó. Ví dụ như Vu Thanh Họa của Ngự Thú Trai là hiểm nghi liền lớn nhất, nhưng mà lập tức điều này liền bị Phong Phi Vân phủ định. Bởi vì nữ nhân này tu vi mặc dù cường đại, nhưng đem so với Vu Thanh Họa lại vẫn còn có một tia chênh lệch. Hơn nữa Vu Thanh Họa mặc dù rất hận Phong Phi Vân, nhưng cũng không đuổi theo suốt hơn 10 vạn dặm, đến tận khách sạn linh vực này mới động thủ. Tảng băng vô phương làm cho Thi Vương bị đông lại, nên nó bị nên vỡ tan rồi hắn xông ra ngoài. Nó lại lần nữa khởi xướng công kích về hướng hắc bào nữ tử kia. Bổ Thiên vội vàng khống chế nó, rồi nói. Phong Phi Vân mới là mục tiêu, tối nay, ta muốn giết hắn để nổi danh. Dù sao tên của Phong Phi Vân đều đã bị hắc bào nữ tử kia hô lên, Bổ Thiên cũng không buồn giấu giếm nữa. Hắn lúc trước sở dĩ không gọi ra tên của Phong Phi Vân tên, đó là bởi vì hắn đã biết trên người Phong Phi Vân có kho của 10 vạn miếng linh thạch, có thể so với tất cả của cải ở một tiên môn đại giáo truyền thừa từ thuở xa xưa. Hắn không muốn người khác cướp đoạt cùng hắn, cho nên giấu giếm. Hiện tại lại không cần thế nữa, dù sao thân phận của Phong Phi Vân đã hoàn toàn bại lộ. Sau khi thân phận của Phong Phi Vân bại lộ, càng là dấy lên một cơn sóng lớn. Rất nhiều người đều thấy tâm huyết bắt đầu sôi sùng sục. Bên ngoài khách sạn linh vực Vô Phương giữ được bình tĩnh, tựa như một giọt nước lạnh nhỏ vào trong vạc dầu, bắt đầu bùng cháy. Thì ra là Phong Phi Vân, thì ra là Phong Phi Vân. Yêu ma này đã mất tích hơn một năm, nay đã xuất hiện trở lại. Một lái buôn eo tròn bụng phệ, đôi mắt đều phải trợn trừng như lòi ra từ trong khóe mắt. Những người có tu vi thấp này, ai nấy đều rất kinh hãi. Dù sao, tiếng tăm của Phong Phi Vân thật sự quá lớn, thân phận cũng không phải tầm thường. Chỉ cần là một danh tiếng đương triều thần vương thì cũng đã đủ làm khiếp sợ rất nhiều người. Mà một số nhân vật thực sự cường đại lại cũng có một loại dáng vẻ khác, ánh mắt đều rạng ngời, sáng quắc chói mắt. Điệu bộ nhìn Phong Phi Vân thật giống như là đang nhìn một tòa tiên quảng. Người có thể xuất hiện ở loại vùng khỉ ho cò gáy như khách sạn linh vực này, bình thường lá gan đều rất lớn. Chỉ cần có lợi ích tuyệt đối, mặc dù là đương triều tấn đế thì bọn họ cũng dám động vào.
Cơ hồ mỗi người cũng biết, trên người Phong Phi Vân có một món của cải thật lớn, giàu đến địch quốc. Chỉ cần có thể thu được món gia tài này, là có thể thành lập được một tòa tiên môn đại giáo. Khí tức cường đại trên người của nàng làm cho không khí đều phải run rẩy theo. Đây tuyệt đối không phải điều mà tu vi cự phách bình thường có thể có được. Trời ạ, lại có cường giả siêu cấp xuất thủ. Đây là nàng sẽ đối phó với thiếu niên kia, hay là định đánh nhau với vị cường giả Tử Minh Thi Động. Phong Phi Vân vừa toàn lực trấn áp Thi Vương, vừa đánh nhau với Bổ Thiên. Linh khí trên người hoàn toàn bị điều động hết, thần kinh căng thẳng đến mức độ cao nhất. Hắn cảm giác được phía sau có khí tức khủng bố truyền đến. Đây tuyệt đối là khí tức mà một vị cự phách đích thực mới có được. Một vị cự phách xông đến. Tu vi của Bổ Thiên chính là bán bộ cự phách hậu kỳ. Nhưng mà hắn đúng là người cản thi, nên hắn tịnh không am hiểu dùng kỹ năng chiến lực của bản thân. Thứ mà hắn càng am hiểu hơn chính là khống chế thi tà chiến đấu. Cho nên Bổ Thiên mặc dù là tu vi bán bộ cự phách hậu kỳ, nhưng hắn cũng chỉ có thể phát huy ra được sức chiến đấu của bán bộ cự phách trung kỳ. Phong Phi Vân mượn tốc độ siêu phàm và thiên tủy binh đảm sắc bén nên còn có thể tạm thời giao chiến cùng hắn mà không rơi vào hạ phong. Còn một khối thi vương kia mặc dù cường đại, nhưng mà dù sao chỉ là một thi tà vừa mới tiến vào cảnh giới thi vương, thân thể vẫn còn rất cứng ngắc, tư duy chiến đấu cũng còn cực kỳ bạc nhược. Chiến lực mà nó đích thực có thể phát huy ra được cũng chỉ có tương đương bán bộ cự phách hậu kỳ. Có quan tài hoàng thạch có thể khắc chế nó, nên cho dù có uy hiếp, nhưng mà uy hiếp lại cũng không phải quá lớn. Phong Phi Vân vốn chính là muốn lợi dụng một trận chiến này với Bổ Thiên và Thi Vương để lại đột phá vào cảnh giới thiên mệnh đệ ngũ trọng, cho nên mới dám mạo hiểm vượt biên đánh một trận. Nhưng mà hắn lại không nghĩ xảy ra biến cố, lại xuất hiện thêm một vị cường giả cấp bậc cự phách đích thực cũng tham gia vào. Đây chính là khí tức cấp bậc cự phách hàng thật giá thật. Có thể đạt tới cảnh giới cự phách, liền đã là bước chân vào nhân vật cấp bậc lão làng trong tu tiên giới ở Thần Tấn Vương Triều. Cứ tự suy xét một lượt, loại thần tướng chấn thủ một phủ biên cương giống như Quách Đại Hải đều vẻn vẹn chỉ là cảnh giới cự phách, liền biết cao thủ cấp bậc cự phách có số lượng rất ít ỏi. Phong Phi Vân, để mạng lại. Một âm thanh của nữ nhân vang lên, sát ý tràn trề. Trên hai tay triển khai một loại linh thông cái thế hơn đời, nhổ bật một quả núi nhỏ cao hơn 100 thước, rồi trực tiếp đè ép xuống về hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân từ lúc cảm giác được khí tức khổng lồ của nữ nhân mặc hắc bào này, hắn liền lập tức thu hồi quan tài hoàng thạch, mang theo chiến mâu, độn đi thật xa. Quả núi nhỏ của hắc bào nữ tử này rơi trên đỉnh đầu Thi Vương, đè Thi Vương vào lòng đất. Ngao! Quả núi nhỏ rung động, từ mặt đất bay ngược lên cao. Đúng là Thi Vương đang bị đè ở bên dưới đã nhấc nó lên, rồi hắn nện thẳng về phía trước về hướng hắc bào nữ tử. Thật khó chịu. Hắc bào nữ tử vung ống tay áo lên, một quầng ánh sáng lạnh lạnh cuốn đi ra ngoài, trực tiếp đánh nát quả núi nhỏ kia. Khí lạnh bao bọc thân hình Thi Vương, hàn băng hoàn toàn làm đông cứng thân thể Thi Vương, biến nó thành một tảng băng lớn. Phong Phi Vân mang theo thiên tủy binh đảm đứng ở xa xa. Hắn hạ xuống trên lưng một con voi lớn với cánh dài. Nó đang bay giữa không trung, tránh lui ra rất xa. Trong đồng tử của hắn có ánh lửa bập bùng, giống như hai con phượng hoàng. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào dáng người yểu điệu của hắc bào nữ tử kia, giống như phải nhìn thấu hắc bào trên người nàng. Rốt cuộc nàng là ai, vì sao phải giết ta? Sát khí trên người nàng thật sự quá đậm đặc, sát khí biến thành đao kiếm. Nó chém cho cỏ cây trên đỉnh núi kia bị nghiền nát thành phấn mạt. Chỉ một lời nàng liền hô lên tên của ta, hiển nhiên đã từng thấy ta. Hơn nữa nàng mặc hắc bào, không chỉ có để bao bọc toàn thân, che giấu tất cả tức giận, mà còn có thể đủ phong bế người khác dùng thần thức dò xét. Hiển nhiên thân phận của nàng cực kỳ đặc thù, không cho phép bất luận kẻ nào biết được. Rốt cuộc nàng là ai, với ta có thù hận khó lường gì? Trong óc Phong Phi Vân xẹt qua những ý nghĩ này như tia chớp, rất khó đoán được thân phận của nàng. Căn cứ vào cấp bậc tu vi của nàng, Phong Phi Vân suy đoán chỉ có vài người lọt vào vòng đó. Ví dụ như Vu Thanh Họa của Ngự Thú Trai là hiểm nghi liền lớn nhất, nhưng mà lập tức điều này liền bị Phong Phi Vân phủ định. Bởi vì nữ nhân này tu vi mặc dù cường đại, nhưng đem so với Vu Thanh Họa lại vẫn còn có một tia chênh lệch. Hơn nữa Vu Thanh Họa mặc dù rất hận Phong Phi Vân, nhưng cũng không đuổi theo suốt hơn 10 vạn dặm, đến tận khách sạn linh vực này mới động thủ. Tảng băng vô phương làm cho Thi Vương bị đông lại,
nên nó bị nên vỡ tan rồi hắn xông ra ngoài. Nó lại lần nữa khởi xướng công kích về hướng hắc bào nữ tử kia. Bổ Thiên vội vàng khống chế nó, rồi nói. Phong Phi Vân mới là mục tiêu. Tối nay, ta muốn giết hắn để nổi danh. Dù sao tên của Phong Phi Vân đều đã bị hắc bào nữ tử kia hô lên, Bổ Thiên cũng không buồn giấu giếm nữa. Hắn lúc trước sở dĩ không gọi ra tên của Phong Phi Vân tên, đó là bởi vì hắn đã biết trên người Phong Phi Vân có kho của 10 vạn miếng linh thạch, có thể so với tất cả của cải ở một tiên môn đại giáo truyền thừa từ thuở xa xưa. Hắn không muốn người khác cướp đoạt cùng hắn, cho nên giấu giếm. Hiện tại lại không cần thế nữa, dù sao thân phận của Phong Phi Vân đã hoàn toàn bại lộ. Sau khi thân phận của Phong Phi Vân bại lộ, càng là dấy lên một cơn sóng lớn. Rất nhiều người đều thấy tâm huyết bắt đầu sôi sùng sục. Bên ngoài khách sạn linh vực vô phương giữ được bình tĩnh, tựa như một giọt nước lạnh nhỏ vào trong vạc dầu, bắt đầu bùng cháy. Thì ra là Phong Phi Vân, thì ra là Phong Phi Vân. Yêu ma này đã mất tích hơn một năm, nay đã xuất hiện trở lại. Một lái buôn eo tròn bụng phệ, đôi mắt đều phải trợn trừng như lòi ra từ trong khóe mắt. Những người có tu vi thấp này, ai nấy đều rất kinh hãi. Dù sao, tiếng tăm của Phong Phi Vân thật sự quá lớn, thân phận cũng không phải tầm thường. Chỉ cần là một danh tiếng đương triều thần vương thì cũng đã đủ làm khiếp sợ rất nhiều người. Mà một số nhân vật thực sự cường đại lại cũng có một loại dáng vẻ khác, ánh mắt đều rạng ngời, sáng quắc chói mắt. Điệu bộ nhìn Phong Phi Vân thật giống như là đang nhìn một tòa tiên quảng. Người có thể xuất hiện ở loại vùng khỉ ho cò gáy như khách sạn linh vực này, bình thường lá gan đều rất lớn. Chỉ cần có lợi ích tuyệt đối, mặc dù là đương triều tấn đế thì bọn họ cũng dám động vào. Cơ hồ mỗi người cũng biết, trên người Phong Phi Vân có một món của cải thật lớn, giàu đến địch quốc. Chỉ cần có thể thu được món gia tài này, là có thể thành lập được một tòa tiên môn đại giáo. Cục cưng của ta, cái này ta xem như phải kiếm được một khoản lớn. Cổ cương man nhân thân cao hơn 5 thước, mặc da thú, lưng đeo xương thú phát ra tiếng cười khanh khách, hắn để lộ ra một răng cửa lớn vàng khè. Chỉ là, giờ phút này ai nấy đều chưa vội ra tay xuất thủ, mà đang chờ đợi cơ hội. Bởi vì hiện tại có hai vị cường giả tuyệt đỉnh đang giằng co với Phong Phi Vân. Một khi có người thứ tư tiến công thêm, rất có thể sẽ bị bọn họ liên thủ đánh lại, tuyệt đối không chiếm được kết cục tốt lành gì. Phong Phi Vân liền đứng ở trên lưng con voi lớn, bay dưới bầu trời đêm xám như chì. Tối nay ánh sao sáng ngời, liếc mắt có khả năng nhìn thấy những quả núi cao và bình nguyên hoang vắng ở ngoài trăm dặm. Phong Phi Vân nhìn chăm chú nữ nhân mặc áo choàng màu đen kia mà cười nói. Đây là ta và Bổ Thiên quyết đấu, người ngoài tốt nhất không nên tham gia vào. Nữ nhân mặc áo bào đen kia, dáng người thướt tha, thân thể mềm mại. Chiếc áo choàng rộng rãi cũng không cách nào che giấu nổi ngọc thể động lòng người của nàng. Âm thanh của nàng lạnh lẽo đến cực điểm, một đôi mắt nhung lộ ra giữa khe hở áo choàng, nàng nói. Phong Phi Vân, chúng ta có thù không đợi trời chung. Tối nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Thân thể của nàng tựa như thần mị, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, giống như là đang băng qua một cây cầu trên hư không. Vẻn vẹn chỉ một tích tắc liền xuất hiện ở trước mắt Phong Phi Vân. Vóc dáng hơn người, càng lúc càng lớn, đã có thể rõ ràng nhìn thấy nàng vươn ra một cánh tay mảnh khảnh trắng như tuyết, tạo thành móng vuốt. Móng tay rất dài, tựa như 5 chiếc quỷ trảo thần đao. Khí tức trên người nàng vô cùng khổng lồ, ép tới Phong Phi Vân thiếu chút nữa không thở nổi. Phong Phi Vân vội vàng bật lui mạnh, triển khai luân hồi tật tốc đến trình độ cao nhất. Âm thanh hóa thành những đường cong, tựa như một vòng nước xoáy cuốn về hướng trời cao, thẳng đến trời cao mấy ngàn thước. Phốc, từ phía sau truyền đến tiếng kêu thảm của con dạ cốc tượng tu luyện 900 năm. Nó bị một chảo này của hắc bào nữ tử xé nát thân thể khổng lồ, đôi cánh dài mấy chục thước đều bị cắt nát, máu tươi rơi xuống như mưa. Thân thể khổng lồ của dạ cốc tượng rơi xuống giữa khe núi. Dạ cốc tượng và hắc tham lang đều là dị thú tu luyện 900 năm. Nó chính là dị thú chi vương của cả một vùng đất này, nhưng mà hiện tại cả hại lại cùng đều bị mất mạng. Hắc bào nữ tử bay vọt lên đuổi theo, thẳng đến trời cao. Thân hình tinh tế như mỹ nữ xà chập chờn trong trời đêm, chả mấy chốc liền đuổi kịp và vượt Phong Phi Vân. Tốc độ thật nhanh, tu vi của nàng ít nhất đã đạt tới cự phách trung kỳ, hơn nữa tu luyện thân pháp điển tịch cấp bậc rất cao. Nếu như luận chiến lực, e là so sánh Quách Đại Hải đều phải mạnh hơn một bậc.
Phong Phi Vân dùng tu vi thiên mệnh đệ tứ trọng, triển khai luân hồi tật tốc, đạt tới tốc độ gấp 40 lần của tu sĩ thiên mệnh đệ tứ trọng bình thường. Nhưng mà lại vẫn chỉ vẻn vẹn nhanh hơn một xíu so với hắc bào nữ tử này, căn bản vô phương chạy thoát đi từ trong tay nàng. Một cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng, đây là hắc bào nữ tử kia đang ngưng tụ sát thuật, hai tay chắp tay trước ngực. Một tia chớp trắng lòa tựa như một thanh thiên đao chặt đứt trời và đất, nó xé rách không trung mà giáng xuống về phía đỉnh đầu của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân biến đổi nhịp điệu bước chân, mạnh mẽ xoay người lảng sang một bên, tránh thoát một đòn chí mạng này. Một đạo sấm chớp kia lướt qua trước mặt Phong Phi Vân, tất cả mọi thứ trước mắt đều chỉ là tia chớp trắng lóa. Tia chớp giáng xuống trên mặt đất, khiến cho một vùng rừng núi trong khoảng một dặm hoàn toàn nổ tung, biến thành vùng đất khô cằn. Khói xanh tràn ngập, tất cả cỏ cây đều biến thành cho bụi đen xì. Đây chính là lực lượng cự phách đích thực, làm cho không người nào không thấy tim đập nhanh hơn. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Hắc bào nữ tử kia truy theo thật sự sát sạt, sát ý trên người nồng đậm. Một đôi cánh tay ngọc như sứ trắng vươn ra từ trong hắc bào, tinh tế mà mềm mỏng. Vừa nhìn đã biết rõ tràn ngập lực công kích, năm ngón tay thon thả mảnh rẻ chụm lại, từ lòng bàn tay lại lần nữa lao ra vô tận điện mang. 13 đạo điện mang bay trên màn trời, tựa như 13 con điện long trắng lòa. Mỗi một đạo đều cường đại như đạo thiểm điện vừa rồi kia. Mà ngay cả những tu sĩ ở xa xa, ai nấy đều cũng cảm giác được sự đè nén vô cùng lớn, có một loại cảm giác như thể trời sập đất lở. Không khí cả bầu trời hình như đều bị thu nạp đến hầu như không còn. Phong Phi Vân cảm giác thân thể của mình tựa hồ không thể nhúc nhích, trong lòng có hơi kinh ngạc. Đây là vô thượng thần thông ấn đạo thần địa của hoàng tộc, làm thế nào mà nàng lại nắm được thần thông của hoàng tộc? Thần thông hàng đầu ấn đạo thần điện này, Phong Phi Vân đã từng thấy ở trong thánh địa hoàng tộc, chính là do một vị đại hiền giả hoàng tộc sáng chế. Phong Phi Vân tự nhiên không phải một kẻ ngu, lập tức hắn đã nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ nàng là Bắc Minh thần phi trong tứ đại thần phi? Phong Phi Vân lúc trước cũng không phải không nghĩ đến khả năng này. Dù sao nữ nhân có thể hận Phong Phi Vân, hận đến muốn liều lĩnh giết hắn, e rằng cũng chỉ có nàng. Cha của nàng Bắc Minh Mặc Thủ, con ruột của nàng Long Thần Nhai, đều là chết ở trong tay Phong Phi Vân. Đây tuyệt đối là đại cừu không đội trời chung. Nếu không có Phong Phi Vân, hiện tại e rằng nàng đều đã trở thành Thái Hậu Thần Tấn Vương Triều, mà hiện tại trở thành Thái Hậu lại là đối thủ một mất một còn hoa thần phi của nàng. Trong lòng nàng có thể nào không hận? Nguyên nhân lúc trước Phong Phi Vân chỉ nghĩ mà không dám khẳng định, đó là bởi vì sau khi Long La Phù đăng cơ, tất cả phi tần của Tấn Đế tiền nhiệm, trừ hoa thần phi ra, đều đã bị đưa đến thánh địa hoàng tộc. Bắc Minh thần phi tự nhiên cũng nên ở chỗ này. Bắc Minh thần phi vì sao không hề đi tới thánh địa hoàng tộc? Thế ra Bắc Minh mặc dù bại, hơn nữa bị triều đình hạ chỉ ban sát lệnh, nhưng mà Bắc Minh thần phi cũng không thuộc vào chỗ này. Chẳng lẽ là nàng muốn giết ta báo thù, nên mới không chịu tiến vào thánh địa hoàng tộc? Sau khi xác định thân phận của hắc bào nữ tử này, ánh mắt của Phong Phi Vân cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Bắc Minh thần phi hận hắn, nhưng làm sao hắn không hận người của thế gia Bắc Minh? Long Thần Nhai dẫn người đốt chết Nam Cung Hồng Nhan trong đại trận thiên hỏa Liễu Nguyên. Lúc ấy Phong Phi Vân đứng ngoài trận chỉ có thể trơ mắt chứng kiến. Loại đau khổ và hành hạ đó đã khiến cho hắn phát điên. Lúc ấy, hắn cũng đã thề, mỗi người của thế gia Bắc Minh đều là kẻ thù của hắn. Con mắc nợ thì mẹ trả thay. Nếu Bắc Minh thần phi cự tuyệt không tiến vào thánh địa hoàng tộc, lại chạy đi ra ngoài, đó chính là một mình ngươi đang tìm chết. Phong Phi Vân lấy ra yêu ma chiến y cưu cửu quái bào và ẩn tàm sa la rồi mặc ở trên người. Hắn đứng ở trên trời cao, đôi mắt trở nên đỏ tươi, ma vân trên mặt lại xuất hiện lần nữa, huyết dịch trong thân thể sôi sùng sục. 360 tòa mệnh huyệt đã mở ra toàn bộ, linh khí khắp trời đều chảy về hướng vào trong thân thể của hắn. Dưới cơn cực nộ, hắn lại đã phá tan một chút chướng ngại vật cuối cùng, tìm được cơ hội đột phá cảnh giới. Phong Phi Vân lúc trước không mặc hai món thần y cưu cửu quái bào và ẩn tàm sa la này, đó là bởi vì hắn đối mặt với đối thủ chỉ là Bổ Thiên. Hắn muốn mượn tay Bổ Thiên để kích thích giới hạn thân thể của mình, từ đó bước vào cánh cửa thiên mệnh đệ ngũ trọng. Nhưng mà hiện tại cũng không giống nữa. Kẻ địch mà hắn phải đối mặt chính là Bắc Minh Thần Phi, một vị cường giả cự phách trung kỳ. Sau khi mặc cưu cửu quái bào trên người, khí tức trên người Phong Phi Vân lập tức trở nên vô cùng hung hãn.
quẻ bào trên 9 quẻ văn, tựa như con thần cưu còn sống, sắp xếp ở 9 phương vị. Ẩn tàm xa la cũng được hắn mặc ở trên người, thân thể chợt biến mất từ trong không khí. Không thấy Phong Phi Vân đâu nữa, vừa rồi ta mới nhìn thấy hắn mặc cưu cửu quái bào ở trên người, chẳng lẽ ẩn tàm xa la đã ở trong tay của hắn? Sau khi Nam Cung Hồng Nhan chết, ẩn tàm xa la liền rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Đây chính là một món bảo y tuyệt thế vô song, một khi mặc ở trên người, coi như là cự phách đều không thể nhận thấy được bất cứ khí tức gì của hắn. Trên mặt Bổ Thiên và Bắc Minh Thần Phi mặc hắc bào đều lộ ra vẻ lo ngại. Bọn họ triển khai thần thức đến trình độ cao nhất, lại xuất ra linh khí bổn mạng để bảo vệ bản thân, sợ hãi bị Phong Phi Vân đánh lén. Bổ Thiên gọi Thi Vương trở về, từ trong ống tay áo lao ra mấy chục đạo thi phù màu tím. Chúng biến thành mấy chục chiến thi mặt mày thối giữa, vây quanh hắn vào chính giữa. Linh khí trong thiên địa đang lưu động, Phong Phi Vân khẳng định là tìm được cơ hội đột phá cảnh giới, đang hấp thu lượng lớn linh khí. Tìm được vòng xoáy trung tâm linh khí, là có thể tìm được hắn. Hắc bào trên người Bắc Minh Thần Phi tung bay, hai cánh tay ngọc sâu trong hắc bào kết ra ấn quyết làm lóe ra tia chớp, nhằm về một phương hướng nào đó bổ đi ra ngoài. 3. Trong hư không, xuất hiện một làn khói nho nhỏ. Một đám sợi tóc, từ trong hư không trống rỗng bay xuống. Đúng là tóc của Phong Phi Vân, bị tia chớp lướt qua một tia, cắt đứt một núm tóc. Không hổ là cường giả cấp bậc cự phách, khả năng cảm nhận lại mạnh như thế. Phong Phi Vân giờ phút này không muốn xung đột chính diện cùng bọn họ. Hắn đang toàn lực hấp thu linh khí, dự định trước hết đột phá cảnh giới đã. Dù sao nếu như bỏ lỡ tối nay, liền không biết đến lúc nào mới có thể lại lần nữa tìm được cơ hội đột phá. Cơ hội này, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Phong Phi Vân đưa một viên thiên tủy linh đan vào trong miệng, sau đó lại lấy ra linh thú linh hạch, điên cuồng hấp thu linh khí thuần khiết ở bên trong. Hắn quấn ẩn tàm xa la vào sát người, sau đó liền lao xuống, nhằm về hướng dưới đáy vực thẳm sâu không thấy đáy mà bay đi. Linh khí ẩn chứa trong linh hạch linh thú mặc dù thuần khiết, hơn nữa còn là linh khí đậm đặc. Nhưng mà tốc độ phát ra linh khí quá chậm. Nếu như Phong Phi Vân vẻn vẹn chỉ là mượn linh khí trong linh hạch linh thú để đột phá cảnh giới, thì ít nhất hắn cần phải có thời gian 3 ngày, nhưng lại là trong tình huống không người quấy rầy bế quan. Rất hiển nhiên Phong Phi Vân không chờ được lâu như vậy, Bắc Minh Thần Phi và Bổ Thiên cũng sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Hắn chỉ có thể đi mượn Tử Hà linh mạch dưới lòng đất, hấp thu Tử Hà linh khí đậm đặc để có thể khiến cho tốc độ hấp thu linh khí gia tăng gấp hàng chục lần. Chỉ mấy canh giờ là có thể phá tan cửa ải thiên mệnh đệ ngũ trọng. Phong Phi Vân đang bay về hướng dưới đáy vực sâu. Bắc Minh Thần Phi cảm nhận được phương hướng linh khí chuyển động trong thiên địa, ngọc thể thướt tha xoay lại. Nàng như một con mỹ nữ xà đẹp đẽ đuổi theo về hướng đáy vực thảm chướng khí dày đặc. Phong Phi Vân, ngươi không trốn thoát đâu. Bổ Thiên hai chân đạp trên lưng Thi Vương, cũng lao đi về hướng dưới đáy vực thảm. Vực thẳm này nằm cách khách sạn linh vực hơn 10 dặm, nhìn xuống phía dưới đúng là sâu không thấy đáy, quanh năm đều bị chướng khí đen ngòm phủ kín. Bình thường các loại dị cầm khi bay đến phía trên vực thẳm, sau khi hít vào chướng khí thì chỉ trong thời gian rất ngắn, toàn thân hư thối rồi rơi xuống chốn hoang dã. Phong Phi Vân tự nhiên không sợ hãi những chướng khí này, chả mấy chốc liền rơi xuống đáy vực. Mặt đất và các tảng đá dưới đáy vực đều có chứa một lớp màu tím nhạt. Hắn không hề có bất cứ dừng lại nào, lập tức xuất ra thiên tủy binh đảm, ngưng tụ thành một cây thương lớn xuyên phá lòng đất, tiếp tục chui sâu về hướng tầng đất đá bên dưới. Soạt! Bắc Minh Thần Phi đuổi tới đáy vực, trên người của nàng có linh khí hộ thể nên những chướng khí này căn bản là không thể gây thương tổn được nàng. Bỏ chạy về hướng chui sâu vào lòng đất. Bắc Minh Thần Phi không có bất cứ do dự gì, từ trong đôi mắt bay ra hai thanh chiến kiếm màu xanh giống nhau như đúc. Chúng đều là linh khí bảo binh. Ngón tay thon thả kết xuất ra kiếm quyết. Nhờ hai thanh chiến kiếm mở đường, nàng dọc theo dấu vết Phong Phi Vân bỏ chạy lưu lại mà một mạch truy đuổi. Bổ Thiên cũng lao xuống theo. Quanh năm hắn thường lui tới các cổ mộ và nghĩa địa, những chướng khí này cũng không làm gì được hắn. Truy theo. Bổ Thiên chính là người cản thi, có ưu thế rất lớn trong lòng đất, tinh thông rất nhiều thần thông bí thuật dưới đất. Thậm chí có thể điều khiển thi hài chôn ở sâu dưới lòng đất mấy vạn năm chiến đấu cho hắn. Lớp đất trong lòng đất trở nên càng lúc càng tím, sau khi xuyên qua một tầng cát tím, thân thể Phong Phi Vân rơi vào trong một con sông dài màu tím dưới đất.
Linh khí nơi này cực kỳ đặc thù, tốc độ chảy đi cũng cực nhanh. Tử Hà linh mạch chỉ to bằng khoảng 1/10 thần đô long mạch, dài không đến vạn dặm. Nhưng mà tốc độ chảy của linh khí trong Tử Hà, so với tốc độ linh khí chảy trong long mạch đều phải nhanh gấp 3. Đây là một linh mạch dị chủng, cực kỳ hiếm thấy. Một mảnh đất đai mấy chục vạn dặm này của thần Tấn Vương Triều, Phong Phi Vân phỏng đoán sơ lược một lần, linh mạch lớn nhỏ đại khái có gần 30 cái, đều đã bị mỗi đại tiên môn, môn phiệt tối cao nhất chiếm lấy, trở thành căn cơ tiên môn trường thịnh không suy. Tử Hà linh mạch có thể xuất hiện ở thần Tấn Vương Triều quả thực không dễ. Rất có khả năng có người lấy đại thần thông dẫn về từ nơi khác, rồi cố định ở dưới lòng đất chỗ này. Phong Phi Vân ở trong Tử Hà linh mạch, tìm được dấu vết con người che giấu Tử Hà linh mạch. Cứ thật, khách sạn linh vực này quả nhiên không đơn giản. Phương pháp che giấu linh mạch cực kỳ cao siêu. Phong Phi Vân chạy như bay trong Tử Hà linh mạch, hắn tìm kiếm một nơi bí ẩn, chuẩn bị toàn lực thúc đẩy lực lượng để đột phá cảnh giới. Trong linh mạch khác, phần lớn đều sẽ thai nghén ra dị thú linh mạch, nhưng mà ở trong Tử Hà linh mạch này lại cũng không có dị thú chiếm cứ. Hiển nhiên là có người dọn dẹp định kỳ, làm cho nơi này cực kỳ thích hợp để bế quan tu luyện. Phía sau có âm thanh xé gió truyền lai. Bắc Minh Thần Phi truy theo đến nơi. Phong Phi Vân mặc dù mặc ẩn tàm xa la, nhưng mà Tử Hà linh khí lại bắt đầu khởi động điên cuồng tràn về hướng vào trong thân thể của hắn. Chỉ cần Bắc Minh Thần Phi truy theo đến nơi này, là có thể nhận thấy được chỗ hắn ẩn nấp. Linh khí không thể đứt đoạn, một khi bị chặt đứt thì cơ hội đột phá cũng sẽ bị chặt đứt. Vậy thì cũng chỉ có thể liều mạng. Phong Phi Vân cắn răng một cái, hắn cởi ẩn tàm xa la ra. Dù sao giờ phút này có mặc ẩn tàm xa la cũng không có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng đường đường chính chính liều mạng đánh một trận. Phong Phi Vân, hôm nay ngươi trốn không thoát. Bắc Minh Thần Phi mặc áo bào đen, như một u linh đen ngòm nhẹ nhàng tiến đến từ trong làn sương mù tím ngắt, nàng đang trôi nổi trong Tử Hà linh mạch. Phong Phi Vân mang theo một cây chiến thương, mặc cưu cửu quái bảo màu tím, tóc dài tung bay, trên gương mặt có mấy đường ma vân nhàn nhạt, hắn cười nói. Đừng cho là ta không biết ngươi là ai, Bắc Minh nương nương, mau cởi hắc bào trên người của ngươi ra đi. Bắc Minh Thần Phi cũng không phản bác, cười lạnh nói. Phong Phi Vân, nếu ngươi biết là ta, thì nên biết ngươi hôm nay tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra ngoài. 360 tòa mệnh huyệt trên toàn thân Phong Phi Vân đã hoàn toàn mở ra. Hắn đang điên cuồng hấp thu Tử Hà linh khí, dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy, những linh khí tím ngắt này biến thành 360 tia khói tím chảy tràn về hướng vào trong thân thể Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói, Bắc Minh nương nương thật đúng là cố chấp, bỏ qua ngôi vị hoàng tộc thần phi không làm. Nay không nên phản loạn hoàng tộc, khi quân phạm thượng, trở thành khâm phạm của triều đình. Đây là việc gì phải làm khổ mình? Bắc Minh Thần Phi đương nhiên biết đây là Phong Phi Vân đang trì hoãn thời gian. Đó là bởi vì, ta muốn ngươi chết. Bắc Minh Thần Phi không hề nhiều lời cùng Phong Phi Vân nữa. Nàng khoát tay, một tia chớp bay ra, Phong Phi Vân vội vàng tránh né, chứ không chính diện giao phong với nàng. Tốc độ của Phong Phi Vân so sánh với nàng thì nhanh hơn một chút. Hơn nữa thân pháp luân hồi tật tốc thật tài tình, xoay tròn lượn vòng. Trong công kích của Bắc Minh Thần Phi như mưa to gió dữ. Hắn tựa như một chiếc lá rụng múa lượn ở trong gió, mỗi một lần đều khéo léo né qua. Nữ nhân quả nhiên đều là ngực to thì ngốc nghếch, giờ phút này nàng đã hoàn toàn bị Phong Phi Vân chọc giận, công kích không hề có trình tự, chỉ nghĩ đến việc loại trừ Phong Phi Vân ở chỗ này. Mặc dù nàng công kích rất loạn, nhưng mà tu vi chênh lệch thì vẫn khó có thể đền bù. Phong Phi Vân bị tia chớp mà nàng đánh ra đả trúng mấy lần. Nếu không phải có yêu ma chiến y chống đỡ, chỉ sợ giờ phút này hắn đều đã bị thương nặng. Mà trong lòng Phong Phi Vân cũng có một tia bất an mơ hồ. Bổ Thiên lao xuống lòng đất theo, vì sao hắn không hề xuất hiện, hắn đang làm gì? Liền đồng thời với lúc trong đầu Phong Phi Vân lóe ra suy nghĩ này, ở phía trên Tử Hà linh mạch có một mảng đất sập xuống, tốc độ cực nhanh. Đây là việc trời sập đất lở đích thực, uy thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Phong Phi Vân linh tính hơn người. Trong khoảnh khắc nhận thấy được nguy hiểm, hắn liền lắc người lướt đi. Nhưng mà Bắc Minh Thần Phi lại không có may mắn như hắn, bị một mảnh đất sụp xuống kia đè xuống, chìm vào trong lòng đất, cũng không biết là sống hay chết. Xảy ra chuyện gì, chung quanh Tử Hà linh mạch có cao nhân đã làm cố định địa thế, không nên dễ dàng liền sụp xuống như vậy.
Phong Phi Vân chố mắt nhìn, trong lòng sinh ra cảnh giác, lại bay ngược lần nữa. Mà cùng lúc đó lại có một mảng đất dài đến hơn 20 dặm sụp xuống, nện đúng vào vị trí vừa rồi của hắn. Tử Hà Linh Mạch cũng không có bị chặt đứt, nó lập tức liền lại thẩm thấu qua lớp bùn đất núi đá, nối liền lại một chỗ. Là cấm thuật của người cản thi, thay trời đổi đất. Khẳng định là bổ thiên thay đổi cấu tạo địa thế, làm cho mặt đất sụp xuống. Phong Phi Vân không ngừng tránh né trong Tử Hà Linh Mạch, hơn 10 mảng đất giá sụp xuống nhưng đều không hề nện trúng hắn, bị hắn tránh thoát. Mà cùng lúc đó, tốc độ thân thể hấp thu Tử Hà Linh khí trở nên nhanh hơn, trung cung đan điền sắp sửa đạt tới bão hòa, linh khí trong đan điền biến thành một mảnh đại dương màu tím. Bổ thiên chạy qua chạy lại trong lớp đất đá, trong lòng cũng bắt đầu có hơi nôn nóng. Hắn đều đã chiếm cứ thiên thời địa lợi, hơn nữa tu vi so với Phong Phi Vân vẫn còn cao hơn hai đại cảnh giới, nhưng lại cũng không thể trấn áp được hắn. Nếu như để cho người này lại đột phá lần nữa, khi đó vẫn còn có thể giết được hắn. Thi Vương, toàn lực xuất thủ. Phong Phi Vân đưa viên thiên tủy linh đan thứ hai bỏ vào trong miệng, dược lực của linh đan chạy khắp toàn thân, chạy thẳng vào trung cung. Con Thi Vương kia đã làm vỡ nát một lớp đất đá, trong nháy mắt liền nhào tới trước mặt Phong Phi Vân. Tiến lên cho ta. Phong Phi Vân đột nhiên mở mắt ra, trong mắt phát ra ánh lửa sáng loà. Một cái quan tài hoàng thạch xuất hiện ở trong tay, bàn tay hắn đặt trên nắp quan tài bỗng đẩy mạnh một cái, quan tài hoàng thạch hé ra một khe hở, bên trong có khí tức phong cách cổ xưa lao ra. Trong khe hở quan tài kia, có thể nhìn thấy mờ mịt mênh mông, tựa như chứa một mảnh vũ trụ tinh hải. Từ bên trong quan tài hoàng thạch vang lên một âm thanh kỳ dị, như thể quỷ sứ địa ngục đang hò hét. Thân thể Phong Phi Vân đang tựa vào phía sau quan tài hoàng thạch. Khi nghe được âm thanh kia thì toàn thân lạnh giá như băng, cột sống hình như đã bị đóng băng. Chẳng lẽ, bên trong quan tài đá viễn cổ này còn có người sống sao? Cả thân thể Phong Phi Vân đều dán trên thành quan tài, không thể nhúc nhích. Da thịt huyết nhục tựa hồ đều sắp bị hòa tan. Trong mơ hồ, hắn có cảm giác thân thể thật giống như bị một cỗ lực lượng không nhìn thấy kéo tuột về hướng vào trong quan tài hoàng thạch. Đúng lúc này, từ trong lưng của Diêm Vương ở trên lưng Phong Phi Vân lao ra vô tận tử khí. Một cỗ tử khí này chính là lao ra từ chỗ sâu trong cốt tủy, khiến cho lưng Phong Phi Vân hình như đã biến thành một con rồng màu đen. Ở chỗ sâu trong cốt tủy của lưng bộc phát ra một tiếng gầm giống khàn khàn mà nặng trịch, lập tức làm cho quan tài hoàng thạch trong tay Phong Phi Vân bị chấn động mà trở nên an phận. Bản thân Phong Phi Vân đã là một người thông minh cơ trí, thân thể vốn đã nửa tê dại chỉ trong nháy mắt liền khôi phục lại. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được từ trong lưng của Diêm Vương bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Phong Phi Vân trước kia cảm giác nếu như Diêm Vương còn sống, tu vi nhiều nhất cũng chỉ là niết bàn đỉnh cao. Nhưng mà giờ phút này hắn lại không cho là như vậy. Trước kia hắn vận dụng lực lượng từ lưng của Diêm Vương đều vẻn vẹn chỉ là lực lượng bề ngoài. Mà mới rồi ở chỗ sâu trong cốt tủy lưng của Diêm Vương rõ ràng có một khí tức vô cùng khổng lồ. Vẻn vẹn chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi liền lại lui trở về như nước thủy triều xuống. Trong quá khứ xa xôi trước đây của Diêm Vương, khẳng định đó là một cường giả tuyệt đỉnh. Mặc dù đã biến thành một khối hủ thi, ngay cả xác chết đều bị vài thế lực lớn xẻ ra chia nhau, nhưng mà hắn tựa hồ cũng không có hoàn toàn bị chết, còn có một tia khí tức ẩn náu ở chỗ sâu trong lưng. Đối đầu kẻ địch mạnh, Phong Phi Vân cũng không có thời gian tiếp tục đi suy tư về lai lịch Diêm Vương. Vừa rồi thật sự mạo hiểm, thiếu chút nữa liền bị một cỗ lực lượng kia ở trong quan tài hoàng thạch, kéo tuột vào trong quan tài. May là nó bị khí tức của Diêm Vương hù dọa mà quay trở về, nên mới giữ được một mạng. Hắn vội vàng đặt quan tài hoàng thạch ở trên mặt đất. Ở nắp quan tài có một khe hở rộng chừng một ngón tay, bên trong có sương mù mờ nhạt tuôn ra. Ở trên thành quan tài chung quanh chỗ khe hở quan tài đá có rất nhiều vết máu, còn có một đám thiết lân rơi xuống. Còn con Thi Vương toàn thân bao trùm thiết lân thì không biết tung tích. Chẳng lẽ con Thi Vương kia đã bị vật gì đó trong quan tài hoàng thạch kéo vào? Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ tới những gì chính mình mới rồi đã gặp, vì vậy càng khẳng định hơn suy nghĩ ở trong lòng mình. Hắn vội vàng dè dặt khép lại nắp của quan tài hoàng thạch, sau đó thu nó vào trong giới linh thạch. Trước khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, Phong Phi Vân cũng không dám lại mở nó ra, để tránh chính mình bị cắn trả tương tự như vậy. Đây là một cái tà quan, tuyệt đối không chỉ đơn giản như Ngọa Long Sinh đã giảng giải. Nói không chừng thật sự là có một người nửa chết nửa sống nằm ở bên trong.
Phong Phi Vân dùng thần niệm quét nhanh một lượt, hắn phát hiện Bổ Thiên đang chạy trốn, hắn đã chạy trốn tới trên mặt đất. Hiển nhiên vừa rồi hắn cũng bị khí tức trong quan tài hoàng thạch hù dọa. Bởi vì hắn ở cách khá xa nên mới may mắn chạy thoát được. Phong Phi Vân cũng không tiếp tục đuổi theo. Dù sao Bổ Thiên cũng là tu vi bán bộ cự phách hậu kỳ, mặc dù bị lực lượng trong quan tài hoàng thạch hù dọa nên phải lui, nhưng mà với tu vi hiện tại của Phong Phi Vân, nếu muốn chống lại hắn thì vẫn rất gian nan. Trước hết cứ đột phá cảnh giới rồi hãy nói sau. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong Tử Hà Linh Mạch, Thiên Tủy Binh Đảm biến thành một mảnh kiếm vũ để bảo vệ chung quanh thân thể của hắn. Hai tay nâng linh hạch linh thú, hắn bắt đầu toàn lực tiến vào cảnh giới thiên mệnh đệ ngũ trọng. Bổ Thiên thất kinh, rốt cục trốn ra khỏi vực thẳm, lao ra từ trong chướng khí. Trong lòng vẫn không thể bình tĩnh, trong khoảnh khắc quan tài hoàng thạch kia mở ra, mặc dù hắn ở cách thật sự khá xa, nhưng mà lại vẫn cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đang kéo hắn về hướng vào trong quan tài. Nếu không phải hắn nhanh chân bỏ chạy, chỉ sợ giờ phút này cũng bị kéo vào trong quan tài cùng thi vương kia. Mọi người nhìn thấy Bổ Thiên chạy thoát đi ra từ đáy vực thẳm, đều muốn biết kết quả chiến đấu nên xúm lại vây quanh. Vị công tử này, phu nhân của chúng ta hiện ở nơi nào? Bắc Minh Cống rất là căng thẳng, lão là người thứ nhất bay xuống bên cạnh Bổ Thiên. Bổ Thiên tự nhiên không có khả năng nói cho lão, hắc bào nữ tử bị hắn điều động địa thế đã chân áp đè sâu dưới lòng đất, sinh tử không biết. Nên hắn chỉ nói với âm thanh lạnh lùng. Phu nhân nhà các ngươi, đã chết ở trong tay Phong Phi Vân. Tất cả mọi người ồ lên. Nghe nói như thế, Bắc Minh Cống liền biến sắc mặt, hắn nói. Điều đó không có khả năng, phu nhân của chúng ta chính là tu vi thiên mệnh đệ thất trọng. Phong Phi Vân mới thiên mệnh đệ tứ trọng, coi như thể chất của hắn là đệ nhất thiên hạ, cũng không có khả năng làm đối thủ phu nhân của chúng ta. Bổ Thiên đứng ở bên trên vực thẳm, hắn chỉ về phía xa xa, nơi các đỉnh của những dãy núi non bị chìm vào lòng đất. Hình dáng thế núi của mấy dãy núi xa xa đó đã xảy ra biến hóa rất lớn, hớn nói. Phong Phi Vân có đầy dãy kế giết người, vô cùng xảo trá. Hơn nữa hắn tu luyện tầm bảo thuật, có thể điều động xu thế sông núi. Chính là hắn lấy âm mưu thủ đoạn, dụ dỗ phu nhân nhà các ngươi tiến vào trong bẫy dập do hắn bố trí. Sau đó lấy tầm bảo thuật làm cho đất đá sụp đổ, đè chết phu nhân bọn ngươi ở trong lòng đất. Nếu không phải ta nhanh chân chạy thoát được, nói không chừng cũng chết ở trong lòng đất. Mặc dù ta chạy ra được, nhưng mà thi vương cũng phải bỏ mạng thay ta. Phong Phi Vân này quả thực chính là một tai họa. Nếu như để cho hắn trưởng thành, đạt tới cảnh giới cự phách, nhất định có rất nhiều người đều sẽ không may. Ngay cả thi vương cũng đều chết. Mọi người càng tin tưởng hơn những điều Bổ Thiên đã nói, sắc mặt rất nhiều người đều thay đổi mạnh mẽ. Phong Phi Vân lấy tu vi thiên mệnh đệ tứ trọng mà có thể giết chết cự phách và thi vương, điều này quả thực chính là muốn nghịch thiên. Có không ít người đều gật đầu. Phong Phi Vân đích xác quỷ kế đa đoan. Ngay cả chủ nhân thế gia của thế gia Bắc Minh vốn mưu trí nổi tiếng thiên hạ đều chết ở trong tay của hắn. Có thể lừa chết một vị cự phách, đã ở trong tình lý. Bổ Thiên lại nói. Trong lòng đất có một Tử Hà linh mạch, hiện tại hắn đang ở trong linh mạch đột phá cảnh giới. Nếu như để cho hắn đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ ngũ trọng, với tính cách giết chóc của hắn, sợ là ở đây không ai có thể giữ được mạng sống. Hắn không đột phá cảnh giới được. Sắc mặt Bắc Minh Cống càng khó nhìn, lão mang theo một đám cường giả thế gia Bắc Minh lao xuống đáy vực thẳm, muốn liều mạng ngươi chết ta sống cùng Phong Phi Vân. Khóe miệng Bổ Thiên nhếch lên nụ cười giết người. Dưới lòng đất thật sự có một Tử Hà linh mạch. Một cường giả tu vi đạt tới cảnh giới bán bộ cự phách dò hỏi. Bổ Thiên đáp, không giả chút nào. Lời này vừa dứt, lại có hơn 10 đạo nhân ảnh bay xuống vực thẳm. Trong Tử Hà linh mạch, linh khí tím ngắt bắt đầu nhanh chóng khởi động, tụ tập thành một vòng xoáy chảy về hướng vào trong thân thể Phong Phi Vân. Linh khí trong đan điền dần dần đạt tới mức bão hòa, cách thời điểm đột phá thiên mệnh đệ ngũ trọng chỉ có một bước nhỏ. Một đạo phi kiếm từ trong đại dương linh khí tím ngắt bay tới, hào quang vạn trượng, kiếm khí tựa như một con hung điểu. Phong Phi Vân, để mạng lại. Phong Phi Vân đang ở thời khắc đột phá mấu chốt, vô phương toàn lực chiến đấu. Hắn chỉ có thể đánh miểu quỷ ban chỉ ra ngoài. Uy năng tam phẩm linh khí bùng phát dữ dội ra, năm bức họa thần đồ ngưng tụ bên trên bề mặt, tựa như biến thành năm thế giới mênh mông, ngăn cản thanh phi kiếm kia. Bắc Minh Cống dẫn đầu xông tới.
Lão nắm phi kiếm vào trong tay, thấy Phong Phi Vân đang ngồi xếp bằng trong đại dương linh khí tím ngắt, nhưng mà cũng không thấy Bắc Minh thần phi. Vì vậy lại lần nữa đánh ra phi kiếm, kiếm khí nồng đậm hơn gấp 3 lần, đánh xuyên qua phòng ngự của một bức thần đồ. Bắc Minh cống chính là cảnh giới bán bộ cự phách trung kỳ, nó chiến lực bản thân so với bổ thiên còn cao hơn một bậc. Thân thể Phong Phi Vân ngồi xếp bằng, ngự khí chuyển động. Hắn vội vàng bật lui về phía sau. Giờ phút này hắn chỉ có thể phân ra một tia thần thức để khống chế miểu quỷ ban chỉ, bị động phòng ngự. Đó cũng là chuyện không có biện pháp, chỉ có thể đánh cuộc một phen. Nếu như có thể trước khi Bắc Minh cống đột phá qua lớp phòng ngự mà đột phá cảnh giới, như vậy Phong Phi Vân có thể chiếm cứ quyền chủ động tuyệt đối, đảo khách thành chủ. Soạt, soạt. Lại có hơn 10 đệ tử thế gia Bắc Minh tu vi không tầm thường đã tiến vào Tử Hà Linh Mạch, chúng đồng thời khởi xướng công kích với Phong Phi Vân. Một đạo kiếm khí xuyên phá phòng ngự của miểu quỷ ban chỉ, bay qua cổ của Phong Phi Vân, để lại trên cổ một vết máu nho nhỏ. Đây là bởi vì Phong Phi Vân có thân thể cường đại, cho nên mới vẻn vẹn chỉ để lại một vết máu nho nhỏ. Bằng không lực lượng ẩn chứa trên một đạo kiếm khí này có thể cắt đứt cổ của hắn. Quả nhiên có một Tử Hà Linh Mạch, đây chính là linh mạch dị chủng. Nếu như truyền tin tức kia ra ngoài, e rằng sẽ có rất nhiều siêu cấp đại tiên môn đều bị thu hút đến. Tin tức kia tuyệt đối có thể bán ra với giá cao. Càng lúc càng nhiều người hơn xông vào Tử Hà Linh Mạch. Phốc phốc, hai quầng sáng sát khí màu tím bay đến, giết chết hai tu sĩ vừa rồi nói phải truyền tin tức Tử Hà Linh Mạch ra ngoài. Thi thể hai người nằm trong linh mạch, có thứ gì đó không biết tên đâm xuyên qua trái tim bọn họ. Không ai thấy rõ, vừa rồi là ai ra tay. Hai người bỏ mạng, chợt khiến cho mọi người hoảng sợ. Một tu sĩ nói. Hình như ta thấy hai đạo quầng sáng sát khí kia chính là xuyên qua từ trong hư không. Tu sĩ này như vẫn còn chưa nói xong, trái tim cũng bị một quầng sáng sát khí không biết bay đến từ nơi nào đâm thủng, âm thanh im bặt mà ngã vào trong linh mạch. Những tu sĩ này đều bị kinh sợ, biết Tử Hà Linh Mạch sợ là đã có chủ nhân, hơn nữa chủ nhân của nó có lẽ là một nhân vật phi phàm tuyệt đỉnh. Tự mình biết thứ mà không nên biết đến, hôm nay rất khó còn sống rời khỏi nơi này. Trong lòng bọn họ giờ phút này đều đã cực kỳ hối hận. Chỉ có những tu sĩ thế gia Bắc Minh vẫn đang công kích Phong Phi Vân, dồn Phong Phi Vân đến một góc. Toàn lực xuất thủ, nhất định phải cản Phong Phi Vân trước khi hắn đột phá cảnh giới, giết chết hắn. Gương mặt Bắc Minh cống trở nên hung ác. Đột nhiên, trong cả Tử Hà Linh Mạch truyền đến một tiếng nổ vang hùng hậu. Lấy Phong Phi Vân làm trung tâm, một luồng khí với lực ép như thể đủ sức rời núi lấp biển đột phá ra. Ngoại trừ Bắc Minh cống còn có thể gượng gạo ngăn cản, các tu sĩ thế gia Bắc Minh khác toàn bộ đều bị thổi bay đi ra ngoài. Ngao! Một tiếng gầm giống, vạn thú kêu theo. Thân hình Bắc Minh cống vẫn còn chưa thể đứng lại, chỉ nhìn thấy một mảnh chiến bào màu tím đang bay về hướng lão. Sau một khắc, đầu của lão cũng đã bị đánh bay, từ trên cổ tuôn ra một vòi máu, vô cùng đẹp đẽ. Phong Phi Vân quan sát chết của Bắc Minh cống bay đi ra ngoài. Từ trong đan điền, mây tía cuồn cuộn, đã giống như một mảnh đại dương tím biếc đang bộc phát ra âm thanh kinh hồn. Đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ ngũ trọng. Một đôi mắt hơi có tà tính của hắn liếc nhìn một vòng chung quanh, từ trong thân thể một vạn con dị thú chiến hồn liền xông ra ngoài. Trên thân mỗi một con dị thú chiến hồn, tất cả đều bao phủ trong một đám mây tím nhàn nhạt, dị thú chiến hồn đã trở nên càng hung dữ mạnh mẽ hơn. Vẻn vẹn chỉ là sau một khắc. Hơn 10 đệ tử thế gia Bắc Minh kia liền bị dị thú chiến hồn giết chết toàn bộ, hài cốt vỡ ra, quăng khắp mọi nơi. Phong Phi Vân thu hồi một vạn con dị thú chiến hồn vào trong thân thể. Hắn hít một hơi thật sâu, cả người lại bình ổn xuống. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa, nơi có một tầng đất đá sụp xuống. Bắc Minh thần phi đang bị đè ở bên dưới, cũng không biết rốt cuộc đã chết hay chưa. Phong Phi Vân cũng không tùy tiện xông lên. Dù sao Bắc Minh thần phi chính là tu vi cự phách trung kỳ, trời sập đất lở cũng chưa chắc có thể đè chết nàng. Nếu như nàng chưa chết, uy hiếp thật lớn. Mặc dù Phong Phi Vân đạt tới thiên mệnh đệ ngũ trọng thì cũng không phải đối thủ của nàng. Toàn bộ các tu sĩ thế gia Bắc Minh đều bỏ mạng, nhưng binh khí của bọn hắn lại còn quăng ở trên mặt đất. Phong Phi Vân phất ống tay áo một cái, toàn bộ những binh khí này trên mặt đất đều bị hút đến thiên tủy binh đảm. Thiên tủy binh đảm đều hấp thu toàn bộ tinh khí, binh khí, chiến ý của những binh khí này. Những binh khí này đều biến thành sắt vụn,
rải rác ở trên mặt đất. Hào quang của thiên tủy binh đảm trở nên càng rạng rỡ hơn, mức độ sắc bén lại tăng thêm một phần. Phong Phi Vân mang theo thiên tủy binh đảm biến thành chiến đao, đi bước một về hướng chỗ vách tường dưới đất bị sập dài đến hơn 20 dặm kia. Hai tay hắn nắm chuôi đao, liên tiếp bổ ra hơn 90 đao mới chém vụn chỗ đất đá bị sụp xuống này. Dưới chỗ đất đá bị sụp, căn bản không có bóng dáng Bắc Minh Thần Phi, chỉ có một áo choàng màu đen nhuốm máu. Đây là chiếc áo Bắc Minh Thần Phi đang mặc trên người, vết máu trên đó vẫn còn chưa thấm khô. Dẫu đã bị thương nặng, nhưng mà nàng lại chạy trốn được. Phong Phi Vân nhặt chiếc áo choàng màu đen nhuốm máu này lên. Hắn cầm ở trong tay, phủi chỗ máu dính trên bề mặt xuống. Những giọt máu ửng đỏ trôi nổi trong không khí, ngưng tụ thành một viên huyết châu. Phong Phi Vân thu lại một viên huyết châu này, rồi đi về hướng bên kia của Tử Hà Linh Mạch. Vừa rồi hắn nghe được từ bên đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng khi hắn chạy đến thì mới phát hiện những người này cũng đều chết, toàn bộ đều là trái tim bị đâm thủng. Không còn lấy một người nào sống. Xem ra ở trong khách sạn linh vực này nhất định có cường giả tuyệt đỉnh. Dòng Tử Hà Linh Mạch này rất có thể cũng là hắn dẫn đến từ nơi khác, chắc chắn là ở nơi này. Phong Phi Vân nhìn qua một chút những người chết trên mặt đất, thu hết toàn bộ binh khí bọn họ đã xuất ra rồi đều đưa cho thiên tủy binh đảm. Sau khi hấp thu tinh khí trong binh khí, hắn mới rời khỏi Tử Hà Linh Mạch, phản hồi về trên mặt đất. Phong Phi Vân lao lên từ đáy vực thẳm, thân hình chợt lóe lên rồi hạ xuống vách đá. Hắn đưa mắt nhìn khắp một vòng, đầy đất đều là tử thi, mùi máu vô cùng tanh tưởi tựa như một chốn tu la địa ngục. Những lái buôn này, các tu sĩ đến đây mở quán ai nấy đều nằm phơi thây trên mặt đất. Máu tươi khiến cho toàn bộ khu vực bên ngoài khách sạn linh vực bị nhuộm đỏ, quả thực nhìn thấy ghê người. Phàm là người nào biết dưới đáy vực có Tử Hà Linh Mạch cũng đều phải chết. Bổ Thiên cũng đã chết, thân thể bị treo trên một cây bách cổ thụ già nua, trái tim bị nhánh cây xuyên qua, máu tươi chảy ra từ vị trí trái tim, theo chân chảy xuôi đến đế giày rồi bùng cháy mà nhỏ từng giọt xuống đất. Đây là một vị cường giả đỉnh cao bán bộ cự phách mà cũng khó trốn vận rủi. Đến tận lúc chết mà cũng không biết là ai đã giết chết mình. Phong Phi Vân vốn định quay về lấy tính mạng hắn, nhưng không nghĩ đến chính hắn trước đó đã tự gọi sát kiếp cho mình. Nếu như hắn không nói cho những người này ở dưới lòng đất có Tử Hà Linh Mạch, có lẽ hắn và những người này cũng sẽ không bỏ mạng. Gió lạnh hắt hiu cô quạnh, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, nồng nặc đến làm cho người ta buồn nôn. Phong Phi Vân dẫm trên huyết bùn mà đi về hướng tới khách sạn linh vực. Hắn nhìn thấy 6 vị tướng quân lệnh của Thần Vũ Quân cũng nằm ở trong vũng máu, trái tim cũng bị xuyên thủng. Bọn họ cũng nghe được tin về Tử Hà Linh Mạch, nên cũng khó trốn thoát sát kiếp. Ở trong khách sạn linh vực vẫn là đèn đuốc sáng choang, bên ngoài khách sạn cũng có không ít thương khách tụ tập. Bọn họ cũng không đi đến vực thẳm để xem cuộc chiến, cũng không biết dưới lòng đất có Tử Hà Linh Mạch, cho nên bọn họ còn sống, nhưng mà lại đều đang sợ sẽ rơi vào trong cơn nguy hiểm. Toàn bộ cũng đều chết, bị chết mà không hiểu ra sao cả. Tiếng kêu thảm thiết thật là đáng sợ, chẳng lẽ là bọn họ bị chết trong tay ma quỷ? May là ta cũng không rời khỏi một mảnh đất mà, Hỏa Kế đại gia đã vẽ cho mình. Bằng không, có lẽ ta cũng bị chết ở nơi này. Những thương khách còn sống này đều đang sôi nổi bàn luận ồn ào, rất nhiều đều ở lì trong lều trại, không dám đi ra ngoài. Bọn họ đều là người hiền lành. Người hiền lành an phận bình thường đều sẽ sống rất lâu. Ánh mắt của Phong Phi Vân lại nhìn thấy Hỏa Kế đại gia tay cầm ngọc xích kia. Tiểu đồng này có vẻ cực kỳ thanh thản, đi lại giữa các lều trại. Khi hắn nhìn thấy Phong Phi Vân, thì gật đầu cười một tiếng đối với hắn, trong nụ cười tràn ngập vẻ phức tạp. Đã nhiều người chết như vậy, mà hắn lại còn có thể ung dung cười như thế. Xem ra cái chết của những người này, thật sự không thoát được liên quan với khách sạn linh vực. Ta cũng biết Tử Hà Linh Mạch, vì sao khách sạn linh vực không giết chết ta. Phong Phi Vân mang theo dáng vẻ lo âu, lại lần nữa đi vào trong khách sạn linh vực. Hắn phát hiện bầu không khí trong khách sạn cực kỳ căng thẳng, có không ít khách trọ tụ tập ở chỗ này. Tựa hồ ở đây cũng đã xảy ra chuyện gì, cho nên họ cũng không biết bên ngoài đã thành hài cốt đầy đất. Sử Chân Tương, nơi này chính là khách sạn linh vực. Nếu như ngươi dám làm loạn, đừng trách Quách Đại Hải ta lấy thủ cấp của ngươi. Quách Đại Hải mang theo một thanh chiến đao rộng như cánh cửa, ở trên đầu có bóng dáng con man nghiêu chiến hồn cao 7 thước lao ra, chiến ý cực kỳ nồng đậm.
Đứng đối diện với hắn là một người cổ cương man nhân thân cao hơn 5 thước, mặc da thú, lưng đeo khúc xương thú cực nặng. Phong Phi Vân lúc trước đã nhìn thấy người cổ cương này. Hắn từng mở miệng kích tướng để Phong Phi Vân và Bổ Thiên đánh nhau một trận, bụng dạ khó lường. Vị cổ cương man nhân này chính là đệ tam bộ chủ của Thiên Vu Bộ, một trong tam đại bộ lạc ở phủ cổ cương, tên gọi Sử Chân Tương. Sử Chân Tương vốn là đến đây để nghênh đón người của Thế Gia Bắc Minh, thương lượng việc Thế Gia Bắc Minh và Thiên Vu Bộ kết minh. Hắn đã ở tại khách sạn Linh Vực chờ đợi vài ngày, một mực chờ đón người của Thế Gia Bắc Minh. Sử Chân Tương thân thể khổng lồ, chiến lực hung dữ mạnh mẽ. Đặc biệt trên lưng khoác một khúc xương thú trắng ngần sáng bóng, ẩn chứa thần lực hoang dã lớn lao. Một đôi mắt đồng to như nắm tay của hắn từ trên cao chăm chú nhìn xuống Quách Đại Hải, khóe miệng hơi nhếch lên mà cười nói. Quách Đại Hải, đừng tưởng rằng ngươi là thống lĩnh cương môn quan thì lão tử ắt sợ ngươi. Nếu như không có thần vũ quân, chúng ta đơn đả độc đấu thì ta vung lên một khúc lang cốt là có thể đè chết ngươi. Cút ngay cho lão tử chỉ cần nữ nhân kia, đừng khiến cho lão tử nổi nóng mà ngay cả ngươi cũng bị giết chết. Sử Chân Tương vốn đã ở chỗ vực thẳm để xem cuộc chiến, rất muốn giết chết Phong Phi Vân, cướp lấy lượng lớn của cải trên người Phong Phi Vân. Nhưng mà sau khi biết được Phong Phi Vân có thể giết chết ngay cả Thi Vương và Cự Phách, trong đầu của hắn sinh ra sợ hãi. Vì vậy hắn xuống thang mà theo đuổi mục đích thứ yếu, tính toán trước khi Phong Phi Vân đột phá cảnh giới thì bắt đi Mỹ nữ Bạch Như Tuyết khiến cho hắn thèm thuồng đã lâu, sau đó biến mất. Nhưng mà hắn lại gặp phải Quách Đại Hải trở về từ chỗ sâu trong khách sạn Linh Vực. Vì vậy hai người liền bắt đầu giằng co, không ai nhường ai. Mạc Quân Sư vuốt vuốt chòm râu cá chê dưới cằm mà nói. Sử Chân Tương, ngươi phải biết rằng ngươi đang muốn động đến nữ nhân của ai. Nữ nhân của thần vương đại nhân mà ngươi cũng dám động. Thật buồn cười, thần vương chó má gì, chẳng qua chỉ là một thằng nhãi miệng còn hôi mùi sữa. Sử Chân Tương quanh năm sinh sống tại phủ cổ cương, cơ hồ không có bước ra khỏi một chốn man di kia. Theo hắn xem ra nữ nhân đẹp nhất trên đời này chính là Thiên Vu thần nữ. Nhưng mà Thiên Vu thần nữ cao cao tại thượng, bên người có 12 vu thần kỵ sĩ của Thiên Vu thần điện bảo vệ. Mặc dù hắn là đệ tam bộ chủ của Thiên Vu bộ, nhưng mà lại cũng không dám có chủ ý nhằm vào Thiên Vu thần nữ. Mà lần này đệ nhất bộ chủ Thiên Vu bộ điều động hắn đến khách sạn Linh Vực nghênh đón người của Thế Gia Bắc Minh, lại khiến cho hắn thấy được Bạch Như Tuyết đi chung một chỗ cùng Phong Phi Vân. Vẻ đẹp của Bạch Như Tuyết mặc dù so với Thiên Vu thần nữ thì có hơi kém một chút, nhưng mà cũng là cấp bậc tiên nữ giữa nhân gian, khiến cho hắn thèm thuồng không thôi. Cho nên hắn mới nhiều lần kích tướng Phong Phi Vân và Bổ Thiên đánh nhau một trận, như thể muốn Phong Phi Vân chết ở trong tay Bổ Thiên, như vậy hắn là có thể độc chiếm giai nhân. Ngươi chẳng lẽ dám phản loạn vương triều sao? Mạc Quân Sư hỏi. Thần tấn vương triều, ha ha, hiện nay thần tấn vương triều đã lâm vào cảnh Sơn Hà vỡ vụn, quần long cùng nổi dậy. Thần đô rơi vào tay giặc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thiên Vu bộ chúng ta tất nhiên cũng sẽ nhất thống mỗi đại bộ tộc, trở thành bá chủ phủ cổ cương. Đến lúc đó phát binh xuôi nam, đẩy nhanh việc thần tấn vương triều bị diệt. Âm thanh của Sử Chân Tương như lôi đình, hùng hậu mà phóng túng kiêu căng. Đôi mắt hắn nhìn chòng chọc vào người Bạch Như Tuyết, ánh mắt nóng bỏng tới cực điểm. Hắn thật sự là hận không thể lập tức liền xông lên, đè ngã nữ nhân ra thịt như ngọc trên mặt đất rồi ra sức xông vào. Thật giống như là ở trong rừng hành lạc với ma nữ cổ cương. Bạch Như Tuyết cũng có chút e ngại kẻ man dợ này. Dù sao Sử Chân Tương chính là người có thân cao 5 thước, cánh tay to như thùng nước. Nếu như rơi vào trong tay của hắn, sợ là tính mạng đều sẽ gửi lại dưới thân hắn. Quách Đại Hải hoành đao đứng thẳng, nói với âm thanh lạnh lùng. Sử Chân Tương, ngươi cũng quá xem thường Quách mỗ này. Hôm nay để cho ngươi chứng kiến một phen chiến uy của thần Vũ Quân. Phong Phi Vân lúc này cũng đã tiến đến, mang theo thiên tủy binh đảm ngưng tụ thành chiến mâu máu chảy đầm đìa, chiến bảo màu tím trên người đang khẽ bay. Hắn đứng ở phía sau Sử Chân Tương mà nói. Có vài người muốn chết. Đúng là ta rất vui lòng tiếp đón. Trên chiến mâu có một giọt máu tươi nhỏ trên mặt đất. Thấy Phong Phi Vân bình yên vô sự phản hồi, Quách Đại Hải và Mạc Quân Sư đều mừng rỡ như điên, âm thầm may mắn lần đánh cuộc này của chính mình xem như thành công. Quan hệ giữa thần vương đại nhân và nữ đế không phải tầm thường, giữ tốt quan hệ cùng thần vương đại nhân, như vậy con đường làm quan tương lai quả thực hoàn toàn rộng mở.
Mạc quân sư cũng xuất ra một chiếc ô quang thiết phiến quạt đen trên người mây tía cuồn cuộn mà nói. Sử chân tương, ngươi không chỉ có nói ẩu nói tả muốn phản loạn vương triều, lại còn muốn tranh nữ nhân cùng thần vương đại nhân. Cũng không nhìn sang bộ dạng kinh hãi kia của ngươi. Ngươi có tư cách gì mà so sánh với thần vương đại nhân? Mạc quân sư chính là trưởng giáo một tiên môn loại nhỏ, về sau quy phục triều đình, chính là có tu vi bán bộ cự phách hậu kỳ. Bởi vì tiếp theo không có công pháp tu luyện cự phách, cho nên mới một mực không đạt tới cảnh giới cự phách. Nếu như có thể lấy lòng thần vương, được cấp cho công pháp tu luyện cự phách khác, thì còn không phải dễ như trở bàn tay. Ba bên đều là địch, mà lại đều không phải người bình thường, khiến cho Sử Chân Tương cũng có hơi trở tay không kịp. Đặc biệt Phong Phi Vân, hắn lại thật sự còn sống. Mắt thấy một hồi đại chiến không thể tránh khỏi, đúng lúc này, từ trong khu rừng đá xa xa vọng đến một âm thanh của nữ nhân tuyệt mỹ dễ nghe. Khách sạn Linh Vực chỉ là một khách sạn nhỏ mà thôi. Nếu mà các ngươi cứ đánh nhau ở bên trong này, tất nhiên là sẽ phải phá hủy khách sạn này không còn một mảnh, ai? Một tiếng than thở u ám khơi gợi người ta phải thương xót nói không ra lời. Chóp mũi Phong Phi Vân có hơi chun lại một cái. Hắn lại ngửi thấy được kia một mùi yêu khí thoang thoảng kia. Rốt cuộc là yêu tinh từ yêu tộc nào mà cũng dám lẻn vào quốc gia nhân loại. Trong rừng đá, mây mù tan đi, hình bóng tiên ảnh thướt tha. Trong lúc mơ hồ có khả năng nhìn thấy một người nữ nhân khoác áo choàng trắng, ngồi ở trên thạch thai trắng tinh từ thuở xa xưa đang gảy đàn tranh. Ngón tay mảnh rẻ, dung nhan như ngọc khuynh thành, làn điệu mà nàng gảy không ngờ là hồng nhan. Hồng nhan vì ai cười, tao nhã khi nào hết, ở trong hồng trần, trái tim không già, quân vương xa vắng, người như ngọn cỏ. Đến khi hồng nhan già, ai là người vẽ mi cho hồng nhan? Một khúc hồng nhan, làm cho người ta ứa nước mắt. Giai điệu đàn tranh, tích tịch tình tang mà lại mang theo vài phần đau thương. Ánh mắt của Phong Phi Vân nóng rực, nhìn chăm chú bóng hình xinh đẹp trắng tinh kia đang thấp thoáng ẩn hiện ở trên thạch thai. Hắn nhìn mà trong lòng lần lượt nổi lên sóng gió, dường như thấy được bóng hình kia khiến cho hắn như kẻ điên đảo mất hồn. Vẫn là áo quần trắng tinh, tiếng đàn tranh tấu lên giống như tiếng trời, bóng người yểu điệu mà thấp thoáng làm cho người ta đều phải nhìn say mê. Sử Chân Tương cũng như thế. Hai mắt trừng trừng, trong mắt lóe ra ánh sáng đầy vẻ thèm thuồng muốn chiếm giữ. Hắn cười to nói. Không nghĩ đến một lĩnh vực khách sạn nho nhỏ mà lại có người xinh đẹp giống như thế này. Hãy để cho bản bộ chủ đến nhìn một chút, xem đằng sau lớp mây mù kia rốt cuộc là xinh xắn tươi đẹp như thế nào.